Thật tốt, Ma Tử phấn khích đến mức nhảy tới hôn Triệu Bân một cái. Hắn ta hành động nhanh đến mức Phượng Vũ muốn tiến lên hôn Triệu Bân trước cũng không kịp. Lần sau ôm một cái là được rồi, Triệu Bân liếc mắt nhìn Ma Tử nói. Ma Tử lau môi, cảm giác phấn khích ngay lập tức tan biến, đây là lần đầu tiên hắn ta hôn một nam nhân, cảm giác như ăn phải phân vậy, thì ra cảm giác buồn nôn trong truyền thuyết chính là như thế này đây. Phượng Vũ che miệng cười khúc khích, cảnh tượng này thực sự rất đẹp mắt. Nguyệt Thần cũng là một khán giả, nét mặt của cô ta hết sức chán ghét, chỉ nhìn thôi cũng thấy tởm. Cơ Ngân, chỗ này thần kỳ quá, Lăng Phi vội vàng chạy tới, mặc dù nó không có vóc dáng cao ráo nhưng lại hăng hái hơn người, bộ dáng trẻ con nhảy nhót giống như một tiểu tinh linh. Trong khoảng thời gian Triệu Bân không có ở đây thì nó đã đi xem khắp thành Thiên Thu, càng xem thì nó lại càng cảm thấy sợ hãi. Nơi này có linh khí rối rào vô cùng, tuyệt đối là thánh địa tu luyện, nó không biết sao Triệu Bân lại tìm được một chốn tiên cảnh như thế này, thật là khiến cho nó mở mang tầm mắt. Còn phải nói, Triệu Bân đắc ý đáp. Ân nhân, người của Triệu gia cũng đã đến, ai cũng cảm động đến rơi nước mắt. Người một nhà không nói hai lời, Triệu Bân cười nói. Từ người một nhà mà hắn nói ra khiến cho ai cũng cảm thấy ấm áp. Để ta đi triệu tập ma ra, Ma Tử lập tức xoay người định rời đi, hắn ta thật sự không thể chờ thêm được nữa. Tuy nhiên những vết thương trên thân thể của hắn ta quá nghiêm trọng khiến cho hắn ta không thể đứng vững, suýt chút nữa thì ngã xuống. Có đại trưởng lão trấn thủ thì trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, ngươi nên chữa trị vết thương của mình trước, Phượng Vũ nói. Nó cũng sắp khỏi rồi, Ma Tử cười khổ nói. Chờ ta quay lại thì ta sẽ cho ngươi xem một thứ tốt, Triệu Bân vỗ vỗ Ma Tử nói. Xong việc thì hắn cũng ôm ngực rời đi. Hắn cũng phải chữa trị vết thương, trải qua một đêm đẫm máu hắn cũng đã phải dốc hết toàn lực, hắn hít một hơi thật mạnh, không nhịn được nữa mà phải phun ra một ngụm máu. Thứ tốt mà hắn vừa nói tới chính là Sa Bàn, đó là thứ giúp hắn có thể nhìn thấy mọi thứ ở trong núi Bất Tử ngay trong thành Thiên Thu, hơn nữa hắn còn có thể tác động vào Mê Tung trận thông qua Sa Bàn. Ma Tử chắc chắn sẽ lại hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Được. Ma Tử đang có tâm tình rất tốt, hắn ta cũng ôm lấy cánh tay mình mà rời đi. Trên đường đi, hắn ta vừa đi vừa quan sát khắp nơi giống như một người nhà quê lên tỉnh nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy mới lạ. Cuối cùng hắn ta tìm được một nơi có nguồn linh khí cực kỳ mạnh mẽ sau đó mới khoanh chân ngồi xuống tĩnh tu chữa trị vết thương. Sau này vẫn còn nhiều thời gian để hắn ta xem xét hết nơi này. Phượng Vũ cũng ngồi xuống tĩnh tu chữa trị vết thương. U Lan đâu, Triệu Bân nhìn Lăng Phi hỏi. Vết thương quá nặng lại cộng thêm ảnh hưởng của huyết mạch đặc biệt cho nên vẫn còn đang ngủ say. Lăng Phi nhấp một ngụm rượu nói, nhưng cũng không sao, cô ta có căn cơ vững chắc, việc tỉnh dậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một lúc lâu sau thì thành Thiên Thu mới yên tĩnh trở lại. Mọi người đều đang tĩnh tu trị thương. Tuy nhiên bên ngoài lại không hề yên tĩnh như vậy. Ngô Khởi ở bên ngoài vẫn còn đang không ngừng quát tháo mắng chửi. Hắn ta vừa bước vào núi Bất Tử thì đã không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa, lọt vào trong tầm mắt của hắn ta lúc này chỉ là một màn sương mù thật dày khiến cho hắn ta không thể nhìn thấy được con đường phía trước. Hắn ta càng đi lại càng cảm thấy mình giống như đã bị lạc vào một tòa mê cung không có lối thoát. Bên ngoài núi Bất Tử, quân Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti vẫn đang dàn trận đầy trời để tìm người. Tất cả các tòa thành cổ đều đã bị lật tung nhưng vẫn không thể gặp được bóng dáng của một người Triệu gia nào. Tử Y Hầu nổi trận lôi đình, ngay cả Ngự Lâm quân cũng đã phái ra ngoài, gây ra động tĩnh hết sức ầm ĩ khiến cho thế nhân kinh hãi. Chỉ là một gia tộc hạng ba mà cũng không thể truy tìm nổi, để gây ra động tĩnh long trời lở đất như thế này đúng là đáng xấu hổ. Tìm kỹ cho ta. Vương Dương ở dưới địa cung cũng đang hết sức tức giận quát tháo thủ hạ của mình. Hắn ta đã phái ra ngoài không ít cường giả ma quật nhưng ngay cả một người của Triệu gia cũng không thể bắt được, thậm chí suýt chút nữa đám cường giả ma quật còn bị Hoàng Ảnh Vệ giết chết. Đêm nay gió lớn. Đừng nghĩ các thế lực lớn đã an phận, kỳ thực bọn chúng đều đang âm thầm hành động. Chẳng hạn như tộc xác chết. Chẳng hạn như huyết y môn. Hai thế lực này thật sự không biết an phận, luôn muốn gây ra sóng gió, hơn nữa đêm mà vẫn còn đi thăm dò xung quanh. Tới đêm ngày thứ hai thì Triệu Bân mới tỉnh lại, hắn thở ra một ngụm khí đen kịt,
hai mắt của hắn ta lúc này dường như còn lóe ra tinh quang, hắn đã mất cả đêm để trị thương và điều dưỡng, khả năng phục hồi của hắn bá đạo đến mức không ai có thể so sánh được. Thành Thiên Thu không có sự phân chia ngày đêm mà cũng không có sự luân chuyển bốn mùa, ngay cả khi thế giới bên ngoài mờ mịt u tối thì ở nơi đây vẫn có ánh sáng ban ngày và mùa xuân tràn đầy sức sống. Toàn thân tỏa sáng, hắn đi lên một ngọn núi. Trước khi ra ngoài thì hắn đã sắp xếp cho Triệu gia ở trên ngọn núi này. Ân nhân, nhìn thấy Triệu Bân, người của Triệu gia đều đồng loạt đứng dậy chắp tay hành lễ. Lục thúc, ta là Bân Nhi, Triệu Bân vội vàng bước tới trước mặt Lục trưởng lão, khóe mắt tràn đầy nước mắt nghẹn ngào, từ khi rời khỏi Triệu gia thì hắn đã thay đổi dung mạo, đây là lần đầu tiên hắn chủ động thừa nhận thân phận của mình. Gia tộc của hắn đã được an toàn ở thành Thiên Thu này, nơi này có đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, thời cơ đã đến khiến cho hắn không khỏi kích động. Bân Nhi, Lục trưởng lão thở dốc nói. Những người còn lại của Triệu gia cũng đều hết sức kinh ngạc. Một hồi sau thì liền nghe thấy có tiếng khóc vang lên. Hóa ra cảm giác của bọn họ không hề nhầm lẫn, lúc trước bọn họ càng nhìn lại càng cảm thấy ân nhân của mình quen thuộc. Thảo nào không thấy Triệu Bân tới cứu bọn họ, hóa ra hắn vẫn luôn ở đây liều mạng bảo vệ Triệu gia. Cơ ngân chính là Triệu Bân. Tất cả mọi người đều không ngờ, ai cũng khóc không thành tiếng. Ta đã thay đổi dung mạo, thay đổi khí thức của mình để trà trộn vào Thiên Tông. Tên nhóc này, là bọn ta đã liên lụy người. Lục thúc đường nét như vậy, tất cả là do thế đạo tàn khốc khung cảnh trên núi lúc này hết sĩ ức ấm áp chan hòa, người một nhà tha hương gặp lại nhau, tâm trạng có bao nhiêu xúc động tin rằng ai cũng có thể hiểu được. Kể từ lúc này bọn họ sẽ không còn phải chia lìa, thành Thiên Thu này chính là nhà của bọn họ. Trong lúc đó Triệu Bân cũng hỏi Nguyệt Thần, không biết người của Triệu gia bị trúng loại độc dược gì mà tu vi cùng cảnh giới đều mất hết, đến tận bây giờ hắn cũng không thấy người nào có thể dẫn động được chân nguyên nữa. Mỗi ngày lưu chuyển công pháp, nửa tháng sau thì sẽ khôi phục, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Triệu Bân nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói đến công pháp, hắn liền lấy Huyền Thiên Tâm Pháp đưa cho mọi người. Công pháp cấp thiên, người của Triệu gia đều cả kinh. Mọi người cứ yên tâm tu luyện, không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên, Triệu Bân mỉm cười nói, thân là gia chủ Triệu gia, nhiệm vụ của hắn là dẫn dắt gia tộc phát triển thịnh vượng, hơn nữa hắn đã tìm được tài lộ cho nên tài nguyên tu luyện không phải là vấn đề đối với hắn, chỉ cần không có sự quấy nhiễu từ bên ngoài thì gia tộc của hắn chắc chắn có thể phát triển vượt bậc. Tâm tình suốt một đêm, cuối cùng Triệu Bân cũng phải rời đi, hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Trời xanh có mắt. Nhìn theo bóng lưng của Triệu Bân rời đi, Lục trưởng lão mừng đến mức bật khóc. Sau khi lau nước mắt thì ông ta mới quay lại cười nói với mọi người cũng không nên nhàn rỗi thêm nữa, mau xây nhà thôi. Xây nhà sao, những người còn lại ngạc nhiên. Trên ngọn núi này chúng ta sẽ xây dựng lại một tòa phủ đệ của Triệu gia, Lục trưởng lão cười nói. Nghe vậy thì mắt của ai cũng sáng lên, tất cả đều xắn tay áo, cả người tràn đầy khí thế. Phủ đệ Triệu gia ở thành Vong Cổ đã thành phế tích, vậy chúng ta hãy làm một tòa phủ đệ khác ở chốn tiên cảnh này. Bên này Triệu Bân đã đi đến chân núi. Sau đó hắn liền gặp Ma Tử và Phượng Vũ. Ngươi nói muốn chỉ cho ta thấy một thứ tốt, vậy thứ đó đâu? Ma Tử chọc chọc Triệu Bân hỏi. Đi theo ta, Triệu Bân cười nói, càng lúc càng đi nhanh hơn. Ma Tử cùng Phượng Vũ cũng không nói nhiều, lần lượt đi theo sau. Ba người dừng lại trên đỉnh của ngọn núi cao nhất. Đi thêm một đoạn xa thì Ma Tử và Phượng Vũ mới nhìn thấy Sa Bàn. Đúng như Triệu Bân đã dự đoán, ánh mắt của hai người kia lúc này đều đã sáng lên. Không phải là bọn họ chưa từng nhìn thấy Sa Bàn, nhưng Sa Bàn kỳ diệu bậc này vẫn là lần đầu tiên bọn họ mới được nhìn thấy. Từ đây bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình bên trong núi Bất Tử, có bao nhiêu người vào, có bao nhiêu người bị kẹt lại. Bọn họ đang mặc quần áo màu gì, bọn họ đang làm gì, thậm chí ngay cả nét mặt của từng người cũng đều có thể thấy được rõ ràng. Đây là pháp môn kỳ diệu gì vậy, Ma Tử gãi gãi đầu hỏi. Hắn ta mà còn không hiểu thì cũng đừng nói tới Phượng Vũ. Tòa thành này có liên kết với sao Bắc Đẩu, Triệu Bân cười nói chính xác thì có thể dựa theo hướng chiếu của sao Bắc Đẩu để nhìn trộm toàn cảnh núi Bất Tử rồi tái chiếu lên Sa Bàn này. Lại còn có thứ thần kỳ như vậy sao, hai người kia nghe xong thì lại kinh ngạc không thôi, không hổ là nhân tài đã tạo ra thành Thiên Thu,
người đó lại có thể tạo ra thêm một thứ đoạt thiên tạo hóa khác nữa. Bảo bối thần kỳ bậc này, ngay cả nghĩ thì bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Đây có phải là một thứ tốt hay không? Triệu Bân cười hỏi. Đây đúng là bảo bối, Ma Tử cũng cười ha hả đáp. Đừng nhiều lời nữa, mau triệu tập người của Ma gia tiến vào đi. Được. Dưới ánh trăng, Triệu Bân, Ma Tử và Phượng Vũ rời khỏi thành Thiên Thu. Ma gia có rất nhiều người, hơn 20-30 vạn người, muốn di chuyển toàn bộ tới đây cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Hơn nữa Hoàng Ảnh Vệ cùng Trấn Ma Ti vẫn còn đang giáo giết điều tra, nếu như bị hai thế lực đó phát hiện ra thì kết cục sẽ rất thê thảm. Chỉ có điều bọn họ cũng không vội, có thể di chuyển người đến đây theo từng đợt nhỏ. Kỳ Lân Quyết có thể giúp ngươi tái tạo lại cánh tay, Triệu Bân lấy ra một cuốn sách cổ đưa cho Ma Tử, đó là Kỳ Lân Quyết đã được cải tiến, cho dù không có máu Kỳ Lân thì cũng có thể tái tạo lại cánh tay, tuy rằng cánh tay này sẽ không mạnh khủng khiếp như cánh tay Kỳ Lân thật nhưng nó cũng mạnh hơn rất nhiều so với cánh tay bình thường. Cái này, thật ngại quá. Người hay nói câu này cũng đều là người hay dối lòng, miệng thì nói vậy nhưng tay thì lại rất không khách khí mà nhận lấy. Giống y như thánh tử ma ra bây giờ vậy, vừa nghe nói tới Kỳ Lân Quyết thì liền vội vàng nhận lấy rồi mở ra xem, vừa nhìn lướt qua thì đã cảm thấy tuyệt diệu. Cô và U Lan, có thù oán gì không? Triệu Bân hỏi. U Lan là ai? Phượng Vũ liếc mắt nhìn hắn hỏi. Sát thủ La Sinh Môn đã chiến đấu với cô đêm đó, Triệu Bân cười nói. Có, Phượng Vũ lạnh lùng nói một tiếng. Cô ta cũng đang ở thành Thiên Thu. Sao không nói sớm? Phượng Vũ nói xong thì liền quay lại, nhìn thái độ của cô ta thì rõ ràng là đang nóng lòng muốn tìm U Lan tính sổ. Triệu Bân vươn tay kéo cô ta lại nói, cô ta cũng là đồng minh. Đồng minh, Phượng Vũ cau mày. Ngươi và La Sinh Môn cũng kết đồng minh. Ma Tử đang vùi đầu nghiên cứu Kỳ Lân Quyết cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt nghi hoặc. La Sinh Môn là một thế lực hết sức liều lĩnh. Sát thủ của La Sinh Môn đều là nhân tài, chỉ cần có đủ tiền thì đừng nói tới các thành chủ, trưởng tộc, ngay cả hoàng đế đại hạ bọn chúng cũng dám đi ám sát. Chỉ có cô ta là đồng minh thôi, Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Ngươi làm ta hết hồn, Ma Tử nói rồi lại vùi đầu nghiên cứu Kỳ Lân Quyết. Ý của ngươi là đang muốn làm người hòa giải hay sao? Phượng Vũ nhíu mày nhìn Triệu Bân. Chuyện này cũng phải xem hai người có nể mặt hay không. Triệu Bân cười khổ nói. Lời này của hắn hết sức chân thành. Chủ yếu là bởi vì nếu như Phượng Vũ và U Lan vừa gặp mặt đã đánh nhau thì không tốt. Tất nhiên là bọn ta nể mặt ngươi rồi, Phượng Vũ vuốt tóc nói. Triệu Bân nghe vậy thì cũng chỉ tin một nửa. Mẹ của hắn đã từng nói, lời nói của nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp đều không quá đáng tin. Phượng Vũ cũng như vậy. Đừng nghĩ cô ta nói như vậy tức là đã chấp nhận bỏ qua, nếu như U Lan có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ bị cô ta bóp chết. Cơ Ngân, ngươi cút ra đây cho ta. Một lúc sau thì bọn họ bỗng nghe thấy tiếng giống giận vang dội. Đó vẫn là tiếng của Ngô Khởi cùng mười mấy hoàng ảnh vệ bị mắc kẹt bên trong núi bất tử, sắc mặt của ai cũng đen như đít nồi, cho dù có cố gắng cỡ nào thì bọn họ cũng không thể tìm thấy đường ra. Sao ngươi không giải quyết hắn ta trước, Ma Tử cất Kỳ Lân Quyết vào rồi hỏi. Không có gì phải vội, Triệu Bân lấy ra bầu rượu rồi đáp, hắn ta không ra ngoài được đâu. Đợi ta sắp xếp xong xuôi chuyện của Ma gia thì ta nhất định sẽ tính sổ với hắn ta, Phượng Vũ lạnh lùng nói, cô ta với Ngô Khởi có vẻ như cũng có nhiều ân oán, sắc mặt của Ma Tử cũng lạnh như băng, hắn ta đã bị Ngô Khởi hại thê thảm. Thật là trùng hợp, Triệu Bân cũng vậy. Mối hận này hắn sẽ không bao giờ quên. Cho nên mới nói ba người này hợp lại với nhau cũng có rất nhiều tiếng nói chung. Nào, để ta cho ngươi xem bảo bối, Ma Tử cười nói rồi thi triển thuật thông linh. Sau đó mọi người liền nghe thấy tiếng chim ưng, một con chim ưng đã được triệu hồi, toàn thân rực cháy ánh lửa vàng nóng bỏng, con chim ưng này còn có đôi mắt rất đặc biệt, một đôi mắt sắc bén như kiếm. Liệt diễm kim ưng, Triệu Bân kinh ngạc thốt lên. Ghê gớm không, Ma Tử tự hào bước lên. Liệt diễm kim ưng lúc này đã đáp xuống, mặc dù nó đã ngồi xuống như thân vẫn cao đến mấy trượng, đầu của nó ngẩng cao đầy kiêu hãnh, ánh mắt của nó liếc nhìn xuống Triệu Bân như muốn nói, ngươi nhìn cái gì? Ghê gớm,
Triệu Bân gật gù nói. Ma tử cũng có thiên phú dị bẩm, vừa truyền cho hắn ta thuật thông linh không lâu thì hắn ta đã có thể gọi tới một thông linh thú, mà liệt diễm kim ưng cũng không phải là thông linh thú bình thường, mặc dù vẫn không bằng đại bàng cánh vàng của hắn nhưng vẫn có phẩm cấp rất cao, trông hết sức chói mắt. Ta cũng có. Phượng Vũ cười nói, cô ta cũng thi triển thuật thông linh được ma tử truyền lại, nói chính xác thì là được Triệu Bân truyền lại. Mà nói chính xác hơn nữa thì là được Nguyệt Thần truyền lại nhưng được Triệu Bân cải tiến khiến cho nó không còn những điều kiện hạn chế nữa. Đối với chuyện này thì chính Nguyệt Thần cũng còn phải thổn thức. Không thể để cho Triệu Bân tùy tiện nhìn lướt qua mấy loại bí pháp khác, nếu không thì sẽ không thể nào kiểm soát được hậu quả. Tên nhóc này có thiên phú hết sức nghịch thiên, tự thân có thể diễn giải những loại bí pháp khác nhau, giống như thuật thông linh vậy, Triệu Bân có thể suy một ra ba. Nếu như không có bí pháp cải tiến của hắn thì ma tử và Phượng Vũ cũng không thể triệu hồi thông linh thú từ linh giới. Quác! Một tiếng kêu khác vang lên, thông linh thú của Phượng Vũ đã xuất hiện. Xích diễm loan tước, Triệu Bân thấy thế thì hai mắt cũng sáng lên. Hắn biết loài chim này, chính vì hắn biết cho nên mới cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Huyết mạch của xích diễm loan tước hết sức khủng bố, tổ tiên của nó là Thanh Loan và Chu Tước. Không hề kém cạnh liệt diễm kim ưng. Đẹp không? Phượng Vũ cười nhẹ rồi bước lên lưng Loan Tước. Loan Tước ngồi trên mặt đất ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo nhìn xuống Triệu Bân, thần thái của nó không hề khác liệt diễm kim ưng, ánh mắt của nó cũng như đang muốn nói, ngươi nhìn cái gì? Đẹp! Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Thánh tử cùng thánh nữ ma gia quả nhiên đều là những người xuất chúng, có thể triệu hồi ra những thông linh thú không hề tầm thường. Quác, quác. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì liệt diễm kim ưng và xích diễm loan tước đang quát vào mặt nhau. Hai con chim này có vẻ như không vừa ý nhau, thậm chí còn muốn lao vào đánh nhau ngay tại chỗ, có thể thấy được hai con chim này ở linh giới cũng không được thân thiết, có lẽ còn thường xuyên đánh nhau. Quác. Khi nghe thấy mùi pháo nổ nồng nặc, Triệu Bân liền triệu hồi đại bằng. Xem đi. Vừa nhìn thấy đại bằng thì cả kim ưng và loan tước đều đứng không vững, suýt chút nữa còn hất cả ma tử cùng Phượng Vũ xuống đất. Ma tử cùng Phượng Vũ không biết đây là kim xí đại bàng, nhưng tất nhiên là loan tước và kim ưng đều biết, đây chính là kim xí đại bàng trong truyền thuyết đó. Kim xí đại bàng mang huyết thống hoàng tộc, mặc dù huyết mạch của nó đã bị phong ấn nhưng vẫn tự mang uy áp không thể che giấu, võ tu bình thường không thể cảm nhận được, chỉ có những loài có huyết mạch tương liên mới có thể cảm nhận được. Sợ hãi, hai con chim lớn kia thực sự cảm thấy hết sức sợ hãi, giống như hai tiểu đệ ngồi yên ngoan ngoãn không còn dám kêu gào nữa, mà ánh mắt của bọn chúng nhìn Triệu Bân cũng đã thay đổi, một tiểu võ tu như hắn vậy mà lại có thể lập khế ước với kim xí đại bàng, chuyện này thật sự quá vô lý. Quác! Kim xí đại bàng không có trí nhớ cho nên nó cũng không nhận ra liệt diễm kim ưng và xích diễm loan tước, nó cũng không thèm nhìn hai con chim đó, chỉ đứng cọ đầu thân thiết vào người Triệu Bân. Liệt diễm kim ưng của ta khí phách hơn. Vớ vẩn, xích diễm loan tước của ta mới tốt. Nhảm nhí, đại bằng của ta mới tốt, cô nhìn bộ lông tuyệt đẹp của nó đi. Một người là thánh tử ma gia, một người là thánh nữ ma gia, một người là đệ tử đứng nhất tỷ thí tân tông vậy mà lại đứng đây tranh cãi ỏm tỏi vì mấy con thú cưỡi. Nói không chừng bọn họ còn đang muốn lao vào đánh nhau vì mấy con thú cưỡi. Ba kẻ này thật là buồn cười. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn ba người bọn họ, thực sự rất muốn cười vào mặt bọn họ. Tán dóc đủ rồi, đã đến lúc phải lo chính sự. Ba con thú cưỡi khổng lồ bay nhanh như ba luồng sáng ba màu xẹt ngang qua bầu trời tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ. Điều đáng nói là trên đường đi liệt diễm kim ưng và xích diễm loan tước đặc biệt an phận, hết sức kiêng kỵ đại bàng. Kim xí đại bàng chính là thần ở linh giới, ngay cả Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và Kỳ Lân cũng không dám tìm nó đánh nhau. Sau một thời gian thì ba người đáp xuống một tòa thành nhỏ. Tòa thành này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bên trong tòa thành có một tòa phủ đệ nhỏ chính là cứ điểm của ma gia. Sâu mấy chục trượng bên dưới tòa phủ đệ có một tòa địa cung khổng lồ, lúc ba người đến thì trong địa cung có hơn mấy chục người, phần lớn đều là cường giả cảnh giới địa tạng đã bị thương nặng. Bọn họ đã tham chiến để cứu Triệu gia cho nên thương tích là điều không thể tránh khỏi. Triệu Bân hết sức cảm kích bọn họ, nếu như không có sự giúp đỡ của ma gia thì phần lớn người của Triệu gia đã bị tiêu diệt. Sao, di cư tới núi bất tử,
nghe ma tử nói, các trưởng lão đều hết sức kinh ngạc. Không có nơi nào an toàn hơn núi Bất Tử, ma tử cười nói. Những người có mặt đều cau mày, đây rõ ràng là một chuyện lớn. Bọn họ đều đã từng đến núi Bất Tử và thấy không có gì đặc biệt. Nếu như muốn nói có sự khác biệt thì chỉ là nơi đó có nhiều núi non, cây cối sum xuê tùm hơn nơi khác, có thể nói là nơi tốt để tu dưỡng sức khỏe, nhưng nếu như nói là nơi an toàn nhất thì chẳng phải là chuyện không xác thực lắm hay sao? Không có nơi nào an toàn hơn núi Bất Tử, Phượng Vũ cũng mỉm cười nói. Mấy trưởng lão khác dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu như thánh tử và thánh nữ đều đã nói như vậy thì chắc chắn phải có đạo lý của bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, mọi người tự chuẩn bị đi. Không nên gây ra động tĩnh ầm ĩ, di chuyển theo từng đợt nhỏ thôi. Người già, phụ nữ và trẻ con đi trước. Ma tử uy nghiêm nói, đó rõ ràng không phải là một lời nói đùa. Đã hiểu, mấy trưởng lão kia cũng không ý kiến nữa, lần lượt rời khỏi địa cung rồi tản ra khắp nơi. Núi Bất Tử thực sự huyền diệu đến vậy sao, Huyễn Mộng cũng có mặt ở đó và đang nhìn về phía Triệu Bân hỏi. Nơi đó thật sự rất an toàn, Triệu Bân cười đáp. Huyễn Mộng không hỏi nhiều nữa, cả ma tử, thánh nữ và cơ ngân đều đã khẳng định thì chắc chắn là đúng, cô ta tất nhiên không nghi ngờ. Gian tế bên trong ma gia đã giải quyết sạch sẽ chưa, ma tử hỏi Huyễn Mộng. Tất cả đều đã bị tiêu diệt, Huyễn Mộng nói rồi đưa cho hắn ta một cuộn giấy. Đó là danh sách của tất cả gian tế. Ma tử cũng không kiểm tra lại làm gì, hắn ta rất yên tâm với cách làm việc của Huyễn Mộng, nếu như chưa giải quyết xong gian tế thì cô ta cũng sẽ không để cho bọn họ vào đây. Hắn và Phượng Vũ vào đây không có vấn đề gì, vấn đề chính là cơ ngân sẽ bị bại lộ thân phận nếu như còn có gian tế ở đây. Một khi thân phận của hắn bị bại lộ thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Màn đêm buông xuống, nhóm người đầu tiên của ma gia đã lên đường. Bọn họ đều là người già, phụ nữ và trẻ con đúng như lời của ma tử căn dặn, tivi của bọn họ thấp đến đáng thương. Cường giả ma gia phụ trách hộ tống, Triệu Bân, ma tử, Phượng Vũ cùng Huyễn Mộng cũng không nhàn rỗi, bọn họ cũng đều cưỡi trên thú cưỡi của mình đi theo hộ tống, dù sao thời buổi rối ren, bên ngoài vẫn còn rất hỗn loạn. Ma tử rất tốt, những người này, phần lớn đều là những người bị bốn dòng truyền thừa kia bỏ rơi và được ma gia thu nhận, ta cũng là một trong số đó. Đích thân ma tử đã mang ta về ma gia, khi đó ma tử mới 5 tuổi, Huyễn Mộng chậm rãi nói với Triệu Bân, ma cũng có phân chia tốt xấu, không phải tất cả các dòng ma đều tàn ác không chịu nổi như thế gian tưởng tượng, giống như ma tử vậy, mặc dù bị khắp thiên hạ đuổi giết nhưng huynh ấy chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai trong số bọn ta. Thế đạo tàn khốc, ma gia phải sống trong thế đạo này cũng hết sức gian nan. Triệu Bân lắng nghe một cách rất chân thành. Chính tấm lòng của ma tử đã khiến cho hắn ta tự toát ra ma lực khiến cho người khác đi theo sự dẫn dắt của mình, hơn nữa hắn ta còn có tri thức rộng lớn, là một vương giả trời sinh, nếu không thì toàn thể ma gia cũng sẽ không một mực đi theo hắn ta, cho dù chạy trốn cũng phải cùng nhau chạy trốn, cùng nhau lang bạt giang hồ. Có thể nói ma tử cũng chính là tín ngưỡng của ma gia. Trời đã dần sáng, nhóm người ma gia đầu tiên đã an toàn tìm đến núi Bất Tử. Khốn kiếp! Đáng chết! Cơ ngân, lăn ra đây mau! Vẫn như cũ, họ vừa vào tới núi Bất Tử thì tai đã nghe thấy những tiếng gào thét giận dữ. Cũng vẫn là Ngô Khởi, hắn ta la hét không biết mệt, mà tên này cũng chẳng chịu an phận. Mỗi khi có người tới là lại nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của hắn ta, thậm chí mấy đứa bé của nhà họ ma còn sợ tới mức thút thít trong lòng ông bà. Đây là, núi Bất Tử sao? Cường giả ma gia tiến tới gần. Nhìn trái nhìn phải suốt dọc đường. Biểu cảm gì à, thì cũng như ma tử và Phượng Vũ trước đó, ánh mắt rất kỳ quái vì đã tới tận núi Bất Tử mà vẫn không thấy sương mù gì. Nghiên cứu một hồi, họ mới chợt hiểu ra, thảng thốt kêu lên, mê tung trận. Sửa đúng một chút, là mê tung trận cấp tiên, ma tử cười nói. Cấp tiên, những người nghe thấy đều giật mình, khó trách sao họ lại không thể nhìn thấu. Đến khi thấy thành thiên thu, cả đám đều như bánh bao đất, ngẩng đầu, giơ ra vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn. Trong núi Bất Tử còn có một tòa thành cổ sao? Nhìn tường thành và cửa thành này mà xem, không hề nhỏ hơn đế đô đâu nha. Chủ yếu là khí thế của nó. Tòa thành này, má ơi, đúng là to lớn hào hùng. Chào mừng tới thành Thiên Thu. Mấy phân thân của Triệu Bân cũng khá là thú vị,
họ xếp thành hai hàng ngay ngắn như đang đón khách, miệng cười tươi rói, không biết ý thức cá nhân hay do Triệu Bân cố tình dặn dò. Cảm ơn. Người nhà Ma gia đều cười gượng, cảm thấy hơi mất tự nhiên, vào thành trong vô thức. Ta, mẹ ơi! Hai chữ này hiển nhiên đã trở nên phù hợp với Thành Thiên Thu lắm rồi. Người Ma gia ngạc nhiên tột độ, vừa tiến vào thì khựng lại tại chỗ không nhúc nhích nữa, ngỡ ngàng nhìn thế giới trước mắt. Đây là cảnh tiên trong truyền thuyết sao? Là chốn Bồng Lai Thiên Đường trong thần thoại ư? Thành này của Cơ Ngân. Nếu không có sự cho phép của hắn, chẳng ai vào được đâu. Đồng thời, như vậy rất an toàn. Ma tử lấy ra bầu rượu, cười nhìn chúng trưởng lão Ma gia. An toàn thật. Chúng trưởng lão của Ma gia nuốt nước bọt cái ực, bên ngoài có Mê Trung trận, bên trong có thành cổ Thiên Thu, e là dù cảnh giới thiên võ có tới đây thì cũng chưa chắc tìm được tới nơi này. Mà nếu tới được thì cũng phải đợi ở ngoài thôi, cứ thế, sợ là chẳng nơi nào ở Long Triều Đại Hạ an toàn hơn chỗ này. Nói xong, người Ma gia vô thức liếc sang Triệu Bân. Triệu Bân cũng lễ độ, trầm ngâm vuốt tóc, ngụ ý chỉ có hai chữ, khiêm tốn. Phong thái đúng là chói mắt đấy, Ma tử thổn thức một câu. Sau này, bọn ta sẽ không phải bị đuổi giết nữa, nhiều người thăm dò. Tất nhiên, Triệu Bân chỉnh lại cổ áo. Cảm ơn, người Ma gia nghe câu này xong thì cảm kích tới suýt bật khóc. Họ lang thang đầu đường xó chợ nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có một chỗ an thân bình yên. Huyễn Mộng, ở lại đây đi, bọn ta đi đón người, Ma tử nói rồi xoay thân. Huyễn Mộng cười, sau đó còn in một dấu môi đỏ mọng lên mặt Triệu Bân. Sao, không biết e thẹn gì thế này? Triệu Bân cười ha ha, mặt hắn đỏ bừng rồi. Đi thôi. Phượng Vũ quay người. Còn liếc sang tên này một cái nữa chứ. Triệu Bân lại chẳng quan tâm, đây cũng là mị lực nhân cách nha. Vì là ban ngày sáng sủa nên họ không dám quá lộ liễu, đến tối, nhóm người Ma gia thứ hai mới tới. Cha má ơi! Vẫn là vài chữ này, dầu nứt phách đổ tường luôn. Sau đó là sự kích động tới mức muốn rơi lệ, cuối cùng họ cũng không cần chạy đông trốn tây nữa. Người nhà họ Ma! Lăng Phi đang ngủ say chữa thương cũng bị tiếng hét này đánh thức. Thấy có người ngoài đến, nó gãi đầu, đoán ra được chút gì đó. Quan hệ giữa Cơ Ngân và nhà họ Ma không đơn giản, việc hắn đưa người Ma ra tới thành cổ này đã đủ chứng minh tất cả. Ân nhân, Triệu gia cũng ra tới, đứng từ xa chắp tay cảm tạ. Họ không hề nghi ngờ gì về hành động của Triệu Bân. Có thể được hắn mang vào thành thì đều là người nhà mình, hai bên không hề có sự ngăn cách. Không cần giới thiệu, tự động hòa vào với nhau. Còn U Lan, đến nay cô ta còn chưa tỉnh. Triệu Bân từng đi xem thử, nhìn cô ta bằng ánh mắt thâm thúy vô cùng. Lần trước, U Lan bị thương nặng một lần mà lại kích hoạt huyết mạch của mình, giờ vẫn đang trong quá trình lột xác. Theo lời Nguyệt Thần, huyết thống của dực tộc đang chậm rãi dung hợp với máu của U Lan. Khi tạm biệt Ma tử xong, Triệu Bân biến ra cánh tay kỳ lân. Không cần nói cũng biết cảm giác lần này rất tốt, mạnh hơn cánh tay trước kia nhiều. Bóng đêm lại phủ xuống lần nữa. Có khoảng 20-30 vạn người đang giáo giết di chuyển, lần hành động này cũng không dễ dàng, họ đi trong lén lút. Còn may là người Ma ra tay chân lanh lẹ, trốn tránh khắp nơi, cũng né được Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti. Mà Thành Thiên Thu cũng khá lớn, hoàn toàn có thể chứa được họ, linh lực cũng vô cùng dư thi ca. Xì thế. Họ đã tốn hết 8 ngày. Đến ngày thứ 9, đám người Ma gia cuối cùng cũng tới được núi Bất Tử, an toàn tiến vào Thành Thiên Thu, trừ người làm nhiệm vụ tình báo bên ngoài, tất cả thành viên Ma gia đều đã ở đây, số lượng lên tới 20-30 vạn. Đúng là đồ sộ. Khi Triệu Bân trở về, người nhà Ma gia đang bận rộn xây dựng phòng ốc, họ cũng đâu thể ngủ trên mặt đất chứ. Ngước mắt nhìn lên thấy lầu gác, đình nghỉ mát, cầu vòm, vườn hoa. Nhiều vô kể, tương lai sáng lạn khiến những người Ma gia, lớn từ trưởng lão Ma đến nhỏ như mấy đứa bé đều nhiệt tình hứng khởi, chủ yếu là vì cảm giác sung sướng. Chốn Bồng Lai tiên cảnh thế này lại có thêm hương vị khói lửa nhân gian, phồn vinh như gấm. Cơ Ngân, đa tạ. Thấy cảnh tượng ấm áp này, Ma tử thốt ra hai chữ này, chân thành từ sâu trong linh hồn. Quyết định chính xác nhất trong nửa đời này của hắn ta là tìm Triệu Bân liên minh với Ma gia.
Chuyện này có ý nghĩa vô cùng to lớn với bản thân hắn ta và với Ma Gia, cơ ngân chính quý nhân của họ. Ta vẫn còn một cái tên khác nữa. Triệu Bân mỉm cười. Một cái tên khác nữa sao, Ma Tử, Huyễn Mộng và Lăng Phi nghe xong thì đều cho mày. Ta tên Triệu Bân, Triệu Bân mỉm cười và không giấu giếm thêm nữa. Địch! Ma Tử thốt lên. Lăng Phi cũng thốt lên. Con gái như Huyễn Mộng cũng thốt lên y như thế. Phượng Vũ rất bình tĩnh, cô ta đã biết từ lâu rồi. Ma Tử há mồm, thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với Triệu Bân, người được lắm đấy, giấu kỹ thật. Đến cả mạng lưới tình báo của Ma Gia mà cũng tránh được. Hèn gì ta nói sao lại tự dưng xuất hiện một tên cơ ngân chứ? Thì ra là Triệu Bân của Thành Vong Cổ, hèn gì lại quan tâm đến nhà họ Triệu đến thế? Bà nội ngươi, giấu gì để ta phải khổ vậy hả? Lăng Phi thấp bé nên phải nhảy lên để đấm cho Triệu Bân một đấm. Xong rồi, nó còn ôm lấy cẳng chân của Triệu Bân, khóc lấy khóc để, hèn gì lúc cứu nhà họ Triệu thì chỉ có mình Triệu Bân là không thấy đâu cả, hóa ra Triệu Bân vẫn luôn ở đây. Hèn gì trông Triệu Bân lại quen thuộc đến thế, hèn gì đêm đó, khi cứu nó và Xích Hiên, hèn gì hắn lại đối xử với hai người bọn họ tốt đến thế. Thì ra đúng thật là bạn tốt của nó. Sơ sơ là được rồi, làm thật à, Triệu Bân dùng một tay, nhấc bổng Lăng Phi lên. Người bản lĩnh như ngươi thật sự rất hiếm gặp đấy. Huyễn Mộng suýt xoa và chật lưỡi rồi lại nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nể phục. Tử Y Hầu giáo giết tìm kiếm khắp nơi vậy mà hắn lại trà trộn vào trong Thiên Tông, hơn nữa còn không có ai phát hiện ra, hèn gì hắn lại nhìn lén hình tháp, thì ra là đang nhìn mẹ của mình. Cô ta nhìn một lúc thì như nhớ ra điều gì đó, sau đó thì lấy một bức hình truy nã từ trong người ra. Hình của ai chứ? Đương nhiên là hình của Triệu Bân rồi. Mặt mày hắn thật sự rất tuấn tú, so với khuôn mặt tầm thường lúc này thì bức hình điển trai hơn nhiều, khiến cô ta nhìn đến mức mặt ửng đỏ. Cô đã biết trước rồi sao, mà tử thấy Phượng Vũ không có biểu cảm gì thì cho mày. Biết chứ, Phượng Vũ tùy tiện đáp lại. Vậy sao không nói với ta? Ngươi cũng đâu có hỏi đâu. Thúy Nhi, cô đã thay đổi rồi, Ma Tử hít một hơi thật sâu. Bọn Ma Tử làm gì bên đó thế? Đa phần người Ma Gia vẫn đang bận rộn đều liếc mắt nhìn qua, nguyên nhân là do ba tiếng khiếm nhã đó hét lên quá lớn. Có chuyện gì mà bọn họ lại kích động đến thế chứ? Không ai giải đáp thắc mắc cho mấy người này. Chỉ những người quan trọng biết thân phận của Triệu Bân là được rồi, không thể nói lung tung cho người khác được. Đúng thật là một niềm vui bất ngờ. Một lúc lâu sau, Ma Tử mới phản ứng kịp, đưa cho Triệu Bân một vò rượu. Đến trả thù nên không thể không cẩn thận, Triệu Bân mỉm cười, nhận lấy vò rượu. Mẹ của ngươi cũng là mẹ của ta. Ma Tử và Triệu Bân cũng nhẹ vò rượu, không cần phải nói nhiều, chỉ một câu nói đó thôi là đã đủ rồi. Trước đây hắn ta không biết quan hệ của Đan Phượng Phù Dung với Triệu Bân mà. Bây giờ đã biết rồi thì phải dốc sức giúp đỡ. Sau này, nếu như có đối đầu với Tử Y Hầu, nếu như có đối đầu với Thiên Tông, nếu như có đối đầu với Hoàng Tộc thì không một ai của Ma Gia rút lui. Đấy chính là nguyên tắc làm việc của hắn ta, kết ai rồi thì sẽ cùng sống cùng chết. Đa tạ, Triệu Bân cũng cụng nhẹ vò rượu. Vậy tiếp theo đây, Huyễn Mộng nhìn hai người họ với ánh mắt thăm dò. Tính sổ, Triệu Bân, Ma Tử và Phượng Vũ cùng đồng thanh nói. Tính sổ, đúng là phải tính sổ rồi. Ma quật, huyết hy môn, tộc xác chết, tộc ám dạ, tộc huyết ưng, không có ai có thể chạy thoát được. Hắn sẽ xử lý từng đối tượng một, giờ hắn đã ổn định được tình hình nên có thể yên tâm đi giải quyết chuyện này rồi. Nhắc đến tính sổ thì Triệu Bân lại lôi một anh bạn to con ra. To chừng nào chứ, phải to đến mấy trượng, đáp đất là có tiếng động lớn vang lên. Đấy là xe nỏ. Bọn Ma Tử nhìn thấy thì mắt lập tức sáng rỡ lên. Xe nỏ à, đấy là thứ rất hiếm thấy, chỉ có thể nhìn thấy trên chiến trường thôi, nhìn rất đáng sợ, sức sát thương cũng không phải chuyện đùa, có thể bí thuật không thể phá được chân nguyên hộ thể của cảnh giới địa tạng nhưng một cây nỏ này thì lại có thể đâm xuyên. Nó là một vật mạnh và đáng sợ, giá cả rất đắt, chủ yếu là vì không có bản đồ kết cấu, dù cho có bản đồ thì những thế lực bình thường cũng không làm được. Đừng nói gì đến thế lực. Đến cả một đất nước nhỏ cũng không có đủ nguồn lực để đúc ra nó. Tu luyện đã là tốn kém tài nguyên thì đánh trận càng tốn tài nguyên hơn,
không phải bọn họ không muốn đúc mà là đúc không nổi. Ở đâu mà ngươi có thế? Phượng Vũ lên tiếng hỏi. Tự ta làm, Triệu Bân mỉm cười và nói. Ngươi, có bản đồ cấu tạo sao? Lăng Phi nhỏ tiếng hỏi. Không có bản đồ kết cấu mà ta có thể làm ra được sao? Triệu Bân mỉm cười, lấy ra một cuốn tranh, đấy là bản đồ kết cấu hoàn chỉnh. Tất cả đều chồm đến xem, đừng nói đến việc làm, chỉ nhìn không thôi cũng đã thấy loạn mắt rồi, cũng không biết là nhân tài nào đã vẽ ra nữa, thật là cao tay. Nếu như có đủ số lượng thì thật sự có thể san bằng ma quật, Huyễn Mộng lẩm bẩm. Ma gia có nhiều người, phân công mỗi người chuyên làm một linh kiện, những người còn lại thì lắp ráp là được, Phượng Vũ nói. Nói thì nói vậy nhưng cũng phải có tiền mới làm được. Ma tử tằng hắng rồi nói, ma gia rất nghèo. Hắn vừa nói câu đó thì Huyễn Mộng và Phượng Vũ đều cười gượng. Tu luyện tốn tài nguyên, họ còn không có tiền mua tài nguyên để tu luyện, lấy đâu ra tiền để làm xe nỏ chứ? Không có tiền thì kiếm. Triệu Bân cất bản đồ cấu tạo vào lại và nói, cái tên Ngô Khởi đó rất đáng tiền, đem hắn ta đến nhà họ Ngô. Chắc cũng đòi được vài ngàn vạn, Ngô gia cũng không từ chối đâu nhỉ. Chuyện này, không ổn đâu, ma tử vừa nói vừa bắt đầu xắn tay áo. 5.000 vạn, giá cả hợp lý, Triệu Bân cũng đã xắn tay áo lên. Tư tưởng lớn gặp nhau. Hai người họ nói xong thì liền chạy thẳng ra khỏi thành. Không có tiền thì đi bắt con tin thôi. Chấm. Gì cơ, bắt cóc hả? Sau khi nghe được chuyện này, các cao thủ ma gia vẫn còn đang bận rộn xây nhà đều lập tức dừng ngay việc đang làm lại. Cả đám người đều chạy theo Triệu Bân và ma tử ra khỏi thành. Hơn nữa mắt ai nấy cũng sáng rỡ lên. Bắt Ngô Khởi không phải chuyện khó khăn. Triệu Bân và ma tử hợp sức thì chắc chắn sẽ tóm được ngay. Có điều, trong núi bất tử vẫn còn những người khác, đấy đều là hoàng ảnh vệ, đều là cảnh giới địa tạng đỉnh cao, tất cả đều là họ hàng của Ngô Khởi, mấy người đó cũng phải bắt hết. Nhưng họ đều là mấy ông già gạo cội, Triệu Bân và ma tử không thể đánh lại được mà cần có cao thủ ma gia xuất binh. Mặc dù ma gia yếu nhưng nếu như kéo hết các cao thủ ra thì cũng có khá nhiều, thứ mà họ cần là trấn áp hoàn toàn sức chiến đấu của đối phương, bắt sống hết tất cả trong tình trạng không xảy ra thương vong. Mấy người các ngươi đi theo ta. Nhóm này, đi theo ta. Ngươi, ngươi, và ngươi nữa, đi theo ta nào. Phân thân của Triệu Bân cũng đã xuất hiện, cùng ra khỏi thành với các cao thủ của ma gia. Phía bản đồ cát đã có mấy phân thân của Triệu Bân canh giữ, tầm nhìn của các phân thân với nhau và của phân thân với bản gốc là như nhau, vì vậy nên có thể hướng dẫn phương hướng chuẩn xác cho các cao thủ của ma gia, chỗ nào có người, có bao nhiêu người, bọn họ đều nắm rõ hết, biết người biết ta mới có thể đánh thắng được hết. Bắt cóc à? Người ma gia vò tay, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Rất nhiều người cũng muốn chạy theo ra ngoài, nhưng ngặt nỗi tu vi quá kém cỏi. Dù là cảnh giới huyền dương đỉnh cao thì cũng không có tư cách tham gia, đi theo chỉ là ngáng chân ngáng tay thôi, chỉ cảnh giới địa tạng của ma gia là đủ rồi. Còn về phần Ngô Khởi thì chỉ cần giao cho Triệu Bân và ma tử là được rồi. Còn lại cứ xử lý lần lượt từng tên. Bổn thần thầm bi ai cho Ngô gia trước. Nguyệt thần nói thật lòng, bị cả đám nhằm vào thế này mà có thể sống yên ổn được mới lạ. Điều duy nhất mà bọn họ có thể làm được chính là chuẩn bị sẵn tiền. Sau đó thì ngoan ngoãn giao ra, nếu không thì cả đám nhân tài do Triệu Bân dẫn đầu sẽ khiến nhà họ Ngô phải tán ra bại sản, ai quy định chỉ có thể bắt cóc một lần đâu. Đừng ở không thế chứ, xây nhà đi, Phượng Vũ kêu gọi. Sau khi có mệnh lệnh, người ma gia lại bắt đầu bận rộn, không thể lãng phí mảnh đất thần tiên thế này được. Bên này, Triệu Bân và ma tử đã băng qua được hai ngọn núi. Đấy là bản thể của Triệu Bân. Bên xa bàn có phân thân nên đương nhiên hắn biết vị trí chính xác của Ngô Khởi ở đâu. Từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của Ngô Khởi, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng là chỉ có mình Ngô Khởi nhảy loi nhoi ở đó thôi. Không sai, Ngô Khởi đã bị lạc khỏi đám hoàng ảnh vệ kia rồi, vậy thì càng dễ dàng bắt được hắn ta hơn. Nói thật, đây là lần đầu tiên ta làm mấy chuyện bắt cóc thế này đấy. Ma tử vừa nói vừa lấy cây lang nha bổng ra, sau đó còn hà hơi. Dùng ống tay áo lau một lượt. Làm giết rồi quen, Triệu Bân cũng tự giác, lấy ra một cây lang nha bổng. Lần đầu lạ lắm, lần sau thì quen thôi mà.
đấy là việc cần có kỹ năng, bắt cóc nhiều thì đương nhiên sẽ quen tay thôi. À, trong rừng cây rậm rạp, Ngô Khởi cầm thanh kiếm, gào thét hết sức như phát điên, hắn ta cứ hét lên một tiếng thì lại vung kiếm một lần, những cây cổ thụ bị chặt ngang, ngã hết mảng này đến mảng khác. Từ khi vào núi bất tử thì mẹ nó, lạc đường mất rồi. Vậy cũng chưa là gì, chuyện làm hắn ta thấy khó chịu là hắn ta đã bị lạc khỏi Hoàng Ảnh Vệ, mới có vài giây thì đã không còn thấy ai nữa. Trên thực tế, mười mấy tên Hoàng Ảnh Vệ đều nghe thấy tiếng động và muốn qua đó, nhưng tiếc là đi một lúc lại lạc đường, bản thân còn không lo nổi thì sao có thể đến cứu Ngô Khởi được. Không có ai đến cứu khiến Ngô Khởi có cảm giác bất an. Ở chốn rừng núi hoang vu, nếu như bị người ta giết chết thì có trời mới biết là do ai làm. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể ra sức hét, trong lúc gọi Hoàng Ảnh Vệ thì đồng thời cũng tạo được cảm giác mình đang tồn tại, phải tạo ra chút động tĩnh lớn. Nếu không có ai nói gì, bốn bề đều im lặng thì sẽ rất đáng sợ, thế giới xung quanh lặng yên khiến hắn ta có cảm giác lạnh buốt cả người. Cơ Ngân, cút ra đây đi. Ngô Khởi hét câu đó rất bá đạo. Ngô Huynh, sao lại giận dữ đến thế? Lần này, tiếng hét của Ngô Khởi đã có hồi âm. Triệu Bân đã đến, hắn cầm Lang Nha Bổng tiến qua. Cơ Ngân, Ngô Khởi hét lên, không nói nhiều lời mà cầm kiếm chém ngay. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, hắn cũng không muốn nhiều lời, vung gậy lên. Keng, kiếm và gậy va vào nhau, tiếng va chạm vô cùng thanh thúy. Quan sát tình hình hai bên, Triệu Bân thì không sao cả nhưng Ngô Khởi thì rất thê thảm. Hắn ta bị chấn bay, văng ra xa, xương bàn tay gãy nát, máu bắn ra, khi không dùng đến cấm pháp để gia tăng sức chiến đấu thì hắn ta kém rất xa so với Triệu Bân. Trước đây, hắn ta có tu vi cảnh giới địa tạng mà còn đánh không lại Triệu Bân, thì nói gì đến lúc này, chỉ ở cảnh giới huyền dương đỉnh cao. Giết! Ngô Khởi giận dữ hét lên, lập tức dùng cấm thuật, khí huyết bộc phát cực độ. Nhưng, hắn ta vẫn chưa tấn công thì đã bị người phía sau lưng đập cho một gậy. Ây già, còn không chịu ngã à? Người đó nói xong thì gõ thêm hai gậy nữa. Người đó chính là ma tử. Triệu Bân ở ngoài sáng còn hắn ta thì núp trong tối, chủ yếu là chọn được vị trí tốt, đập mấy gậy đều rất chính xác. Cũng phải trách Ngô Khởi nữa, chỉ lo nhìn chằm chằm Triệu Bân mà quên mất có người phía sau nên mới bị ma tử chớp thời cơ gõ cho một cái là giải quyết được luôn, không cần phải tốn công sức. Phụt, Ngô Khởi lập tức ngã xuống đất, đầu óc ù ù, cơ thể co giật, hôn mê. Ngay tại chỗ, đến giờ hắn ta vẫn không biết là ai đã đánh lén mình, chỉ biết gậy đó đánh xuống khiến khắp người hắn ta đều thấy khó chịu. Bắt dâm này, cho ngươi bắt dâm này. Hôm nay cơn giận của Triệu Bân không phải chỉ ở mức bình thường. Thế hắn giận đến mức nào chứ? Ngô Khởi người ta đã nằm xuống rồi, đã hôn mê rồi mà vẫn không khiến hắn dừng đấm đá. Hắn ra tay vừa phải, đủ để khiến dáng vẻ chó má của Ngô Khởi phải biến dạng. Bọt máu trong miệng nối đuôi nhau trào ra, nếu như không phải vì muốn lấy tiền chuộc từ hắn ta thì Triệu Bân đã tung cho hắn ta một chưởng chết luôn rồi. Ta rất thích thanh kiếm này. Quả nhiên thiếu chủ nhà họ Ngô, thống lĩnh doanh Hoàng Ảnh Vệ thứ 7, rất giàu có. Ngọc bội này khá đấy. Cảnh tượng sau đó cực kỳ đẹp mắt, hai người họ ngồi xổm dưới đất, chụm đầu vào nhau, lục lọi khắp người Ngô Khởi, từ trên xuống dưới, động tác rất thành thục, nào là ngọc bội. Nào là ngân phiếu, nào là trang sức, miễn là thứ có thể lấy được thì tuyệt đối không khách sáo, nếu không phải vì trong thành Thiên Thu còn có rất nhiều phụ nữ thì nhất định đến quần áo của hắn ta cũng sẽ bị lột. Về nhà thôi. Sau khi moi sạch đồ thì hai người họ cột Ngô Khởi lại như cột lợn rồi xách đi. À, trên đường quay về thành Thiên Thu, tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên. Thông qua các phân thân, Triệu Bân có thể nhìn thấy rất rõ. Sau khi Ngô Khởi bị xử lý thì mười mấy tên Hoàng Ảnh Vệ đó cũng đều bị giải quyết hết. Bọn họ tản ra khắp nơi, tìm không được đường ra, hơn nữa phần lớn đều mắc bẫy và bị tấn công. Cao thủ nhà họ Ma làm việc cũng rất gọn gàng, gần như không nói lời thừa thãi, đến là đánh, xử lý xong là đi ngay. Mười mấy thuộc hạ của Ngô Khởi đều bị bắt hết, không có ai ngoại lệ. Không phải nói khoác chứ, mấy lão già đó lục soát còn thẳng tay hơn cả Triệu Bân và Ma Tử nữa. Xong xuôi thì còn tự tìm cho mình một lý do rất ngang ngược, nghèo mà, nhà họ Ma rất nghèo. Làm tốt lắm. Trên tường thành của thành Thiên Thu tập trung rất nhiều người, đến cả cổng thành cũng đông nghịt, đúng nghĩa với câu đổ ra đường nghênh đón,
cảnh tượng đó rất giống với cảnh đón các anh hùng quay về nhà. Khiêm tốn. Hễ người nào mà nói ra hai chữ này thì đẳng cấp đều đã đạt đến trạng thái đỉnh cao rồi. Thành Thiên Thu có rất nhiều cây bị cong, tất cả bọn họ, kể cả Ngô Khởi đều bị treo lên cây. Bảo bối, bọn chúng đều là bảo bối, đều có thể dùng để đổi tiền. Lấy được tiền chuộc rồi thì có thả người không? Lăng Phi trọt nhẹ Triệu Bân. Thả chứ, chúng ta đều có đạo đức nghề nghiệp hết, Triệu Bân hớp một ngụm rượu. Ngô Khởi đã biết người bắt hắn ta, nếu để hắn ta quay về thì nhà họ Ngô sẽ bỏ qua cho người sao? Lăng Phi nói. Ta nghe nói có một loại thuốc tên là nước phong tình, Triệu Bân vừa nói vừa nhìn những người có mặt ở đó. Đã chuẩn bị sẵn rồi. Huyễn Mộng mỉm cười, lấy ra một bình ngọc, bên trong chứa nước phong tình. Cô ta lần lượt cho từng người một trong bọn Ngô Khởi uống với liều lượng thích hợp. Chuyện Ngô Khởi truy sát Triệu Bân, cũng như chuyện xảy ra sau khi họ vào trong núi bất tử, tất cả đều sẽ bị nước phong tình xóa nhòa hết, vậy thì họ sẽ không liên tưởng đến Triệu Bân nữa. Làm sao để đi đòi tiền chuộc đây? Lăng Phi liếc nhìn Triệu Bân và Ma Tử. Gọi họ đến núi bất tử, lấy tiền chuộc xong thì trốn lại vào Thành Thiên Thu thôi, Ma Tử mỉm cười và nói. Nếu vậy thì người Ngô gia sẽ đuổi theo vào đây, Triệu Bân chậm rãi nói. Vào bao nhiêu thì bắt hết bấy nhiêu, Ma Tử cũng xách ra một vò rượu, sau khi uống một ngụm, hắn ta mới nói tiếp một câu, bắt xong thì lại đi đòi tiền chuộc tiếp, vào nữa thì lại bắt nữa. Bắt xong lại đòi. Ngươi làm vậy đúng là muốn gạt sạch của nhà người ta mà, Lăng Phi nói. Không chơi kiểu đó thì đối phương sẽ không nhớ đời được đâu, Ma Tử nhún nhẹ vai. Chọn cách đó cho nhà họ Ngô nhớ đời, vậy có từng nghĩ đến hậu quả chưa, Triệu Bân mỉm cười hỏi. Hậu quả gì? Mỗi lần đòi tiền chuộc đều chọn ở núi bất tử, nếu là ngươi, ngươi sẽ không nghi ngờ chút nào sao, Phượng Vũ nói ra ý mình hiểu. Hành sự quá lộ liễu thì núi bất tử sẽ bị chú ý, thiên tông và hoàng tộc cũng sẽ nhúng tay vào, vậy thì bí mật của núi bất tử sẽ bị bại lộ. Không chừng còn có cảnh giới thiên võ đến, một hai tên thì còn đỡ, nếu như đến nhiều thì không chừng có thể phá được trận tiên mê cung. Phượng Vũ nói xong còn liếc Triệu Bân một cái và nói, ý là vậy đúng không hả? Đầu óc của cô thông minh hơn của hắn ta đấy, Triệu Bân thẳng thắn khen. Tại chỉ mãi nghĩ đến chuyện kiếm tiền thôi, Ma Tử tằng hắng. Chuyện gì cũng phải từ từ mới được, Triệu Bân chậm rãi nói, núi bất tử là căn cơ của chúng ta, không tới mức bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng nên để người đời biết đến. Chúng ta vẫn chưa đủ khả năng đối phó với cảnh giới thiên võ, cần phải xử lý Ngô gia nhưng phải từ từ xử lý, tuyệt đối không được để dính líu đến núi bất tử, một câu thôi không được manh động, không ổn. Ta biết điều đó, phải lặng lẽ làm. Kẻ địch ngoài sáng thì dễ tránh, nhưng kẻ thù nấp trong tối thì khó phòng bị, trời mới biết ai là ai, Lăng Phi mỉm cười, nói, dù cho có nghi ngờ thì cũng sẽ không nghĩ đến núi bất tử của chúng ta. Chính là ý đó, cẩn thận thì mới trường tồn được. Vậy, làm sao đòi tiền chuộc đây, Huyễn Mộng nhỏ tiếng hỏi. Chọn địa điểm bên ngoài, càng xa núi bất tử càng tốt, Triệu Bân nói. Ở bên ngoài thì không thể đảm bảo được an toàn. Ma Tử hạ giọng, dù cho lấy được tiền chuộc thì cũng phải có mạng đem về lại mới được. Tiềm lực của nhà họ Ngô thâm sâu có đoán, cao thủ nhiều vô kể, nếu có thêm Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti và Ngự Lâm Quân, dù cho ai đi nhận tiền chuộc, kẻ đó có mọc cánh cũng khó thoát nổi. Chuyện đó thì cũng chưa chắc, Triệu Bân cười đầy thần bí. Sao hả, người vẫn còn chiêu à, mọi người đều cho mày. Đang nghiên cứu, cho ta chút thời gian. Triệu Bân nói xong thì phất tay bỏ đi. Lại tỏ ra bí ẩn, Lăng Phi bĩu môi. Tên nhóc đó nhiều trò kỳ quái lắm, Ma Tử mỉm cười và nói. Bọn Phượng Vũ cũng tin vô điều kiện, nếu như Triệu Bân đã nói như vậy rồi thì nhất định là có căn cứ, không chừng thật sự có cách không để dính líu đến núi bất tử nhưng vẫn có thể an toàn đem tiền chuộc về thì sao? Chớ lười biếng. Những âm thanh như thế này vang vọng khắp Thành Thiên Thu. Người của Ma gia đang bận rộn xây dựng phòng ốc, làm việc hăng say, người của Triệu gia cũng không rảnh rỗi, ai nấy mải miết kiến thiết quên trời quên đất, tất cả gọn gàng đâu vào đấy. Trên đỉnh núi, Triệu Bân ngồi thiền như một lão tăng, dung mạo trang nghiêm. Mọi người biết hắn đang lĩnh ngộ bí pháp, lại còn là bí pháp phi phàm nên không ai dám quấy rầy.
Nếu nhìn kỹ lại, trước ngực và sau lưng xuất hiện hoa văn cổ xưa trông như trận pháp thông linh, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng. Ma tử lui tới vài lần, nhìn ngắm hồi lâu mà không hiểu gì. Phượng Vũ và Huyễn Mộng cũng từng qua vài lần, nhưng không ra kết quả. Cũng chỉ có Nguyệt Thần mới biết Triệu Bân đang lĩnh hội thứ gì. Hoa văn trận pháp trông như thông linh này tất nhiên có liên quan tới triệu hồi. Triệu Bân có thiên phú dị bẩm, một khi đầu óc thông suốt thì không gì ngăn cản được nữa. Gió nhẹ thổi tới, hất tung mái tóc đen của Triệu Bân. Từ khi hắn khoanh chân ngồi ở đó đã được 3 ngày rồi, tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài hắn ra, trên đỉnh núi còn có 4 người khác. Nói cho chính xác hơn là 4 phân thân của hắn, cách bản tôn khoảng 10 mấy trượng. Cứ 2 phân thân ngồi khoanh chân đối mặt với nhau, chiếm lấy 4 hướng đông nam tây bắc, mỗi người tỏa trấn một góc trận. Nhìn hoa văn của trận pháp có vẻ khá giống trận pháp thông linh, nhưng đây không phải trận pháp thông linh. Cả bản tôn lẫn phân thân không hề nhúc nhích. Đến ngày thứ 4, 4 phân thân mới đứng dậy, đứng yên tại chỗ. Cùng một lúc, phân thân chắp 2 tay, mỗi người tạo một ấn quyết, kiểu thủ ấn giống hệt nhau. Mở. Ấn quyết thành hình, 4 phân thân đồng loạt hô lên. Trong thoáng chốc, hoa văn của trận pháp sáng bừng lên, trận pháp rung lên một cái, Triệu Bân vốn cách đó 10 mấy trượng bỗng chốc hiển hiện ở trung tâm trận pháp, thế nhưng tình trạng có vẻ chật vật. Chật vật tới mức nào nhỉ? Toàn thân đầy vết thương, có máu tươi trào ra, giống vết tích khi bị từng lưỡi đao xé gió chém ra. Thú vị đấy. Triệu Bân mở mắt, ánh mắt sáng ngời. Đây chính là trận pháp mà hắn ngộ ra được, suy diễn từ trận pháp thông linh. Khắc hoa văn triệu hồi lên mỗi phân thân, 4 phân thân tỏa trấn trận pháp triệu hồi, từ đó để triệu hồi ngược bản tôn. Thứ triệu hồi ngược hướng này dính dáng tới không gian, cũng là nguyên do khiến toàn thân hắn đầy vết thương. Trong thoáng chốc, hắn lao tới qua không gian, vả lại. Khoảng cách càng dài thì vết cắt càng mãnh liệt, thế nhưng hắn có vạn pháp trường sinh quyết, tất cả vết thương có thể tái sinh phục hồi được. Điều này không quan trọng. Quan trọng là triệu hồi ngược hướng do hắn cải tiến ra đã thông suốt. Lần đầu thử nghiệm, tuy chỉ có 10 mấy trượng, nhưng thời gian lâu dần thì khoảng cách sẽ càng dài thêm. Cũng không cần quá nhiều, vài trăm tới vài ngàn trượng là được, như thế, sách Ngô Khởi tới Ngô gia đòi tiền chuộc là có thể thoát ra khỏi vòng vây thông qua triệu hồi ngược hướng. Có trời mới biết hắn đã chạy đi đâu. Tú Nhi, thấy ta đỉnh không? Triệu Bân mỉm cười hề hề. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ thong dong nhắm mắt. Nói thật lòng, Triệu Bân có thể lĩnh ngộ tới mức này thì người làm sư phụ đâu chỉ vui vẻ, thậm chí còn kinh ngạc nữa kìa. Thứ này không phải do cô ta truyền dạy, mà là do Triệu Bân suy diễn từ trận pháp thông linh. Điều này rất đáng sợ, phải biết rằng tên tiểu tử này chỉ là một phàm nhân. Chuyện mà nhiều thần tiên còn không hiểu được nhưng hắn lĩnh ngộ ra được, ngộ tính này, cô ta không tìm được mấy người trong trí nhớ. Đỉnh. Trong ánh mắt chờ mong của Triệu Bân, cuối cùng Nguyệt Thần cũng thốt ra một chữ như vậy. Triệu Bân cười ha ha, được Nguyệt Thần khẳng định thì đúng là vinh hạnh vô cùng. Hắn lại trầm ngâm. Lần đầu thử nghiệm vẫn còn vô số kẽ hở, phải rèn lại nhiều lần. Nói thật lòng, thuật này khá giống với thiên nhãn thuấn thân. Nói là giống, bởi cả 2 dính dáng tới không gian. Thuấn thân có thể tuyệt sát, có thể tẩu thoát, cực kỳ thực dụng, triệu hồi ngược hướng cũng thế, dùng nó để trốn thoát trong thời điểm mấu chốt cũng cực kỳ hữu dụng. Nếu có thể lên kế hoạch khéo léo, trận pháp triệu hồi đủ nhiều là có thể nhảy nhót qua vô số không gian. Như thế, không ai có thể bắt được hắn, cho dù là cảnh giới thiên võ. Trừ khi đối phương có thể phong ấn được không gian. Theo hắn thì cả Long Triều của Đại Hạ cũng chẳng tìm đâu ra được người như thế, trong đó bao gồm cả Hồng Uyên. Tất nhiên, thần và tiên là ngoại lệ, đứng trước mặt họ thì thuấn thân hay triệu hồi ngược hướng gì đó cũng chỉ là trò con nít. Ngày thứ 9, hắn đứng dậy, đứng trên đỉnh núi suốt một đêm. Trong lúc này, hắn từng dùng thiên nhãn thuấn thân một lần, chỉ để cảm nhận không gian. Thuấn thân có nhược điểm chí mạng, một là động lực, hai là khoảng cách. Với tu vi hiện tại của hắn, một lần thuấn thân tuyệt sát thì động lực chẳng còn bao nhiêu, khoảng cách tuyệt đối không quá 20 trượng. Mà triệu hồi ngược hướng thì không có mấy khuyết điểm, trừ phi là thời gian hắn ở lại trong không gian. Khoảng cách càng dài, thời gian nấn ná trong không gian càng dài sẽ phải chịu càng nhiều vết cắt từ không gian. Nhưng, vạn pháp trường sinh quyết có thể phục hồi các vết thương.
Nói thẳng ra là ngó lơ luôn các vết cắt không gian. Thế nên mới nói, muốn giết đối thủ trong chớp mắt, dùng thiên nhãn thuấn thân là ổn. Mà nói về trốn thoát thì triệu hồi ngược hướng hữu dụng hơn. Không phải tất cả mọi người đều dùng được triệu hồi ngược hướng. Ví dụ như ma tử, hắn ta không dùng nổi, không có khả năng tái sinh để đối đầu với các vết cắt từ không gian thì chẳng khác nào chơi đùa với tính mạng. E là nếu không thể triệu hồi ra được, hắn ta sẽ bị không gian chém cho thịt nát xương tan. Nhiều ngày sau đó, trên đỉnh núi tung tóe máu tươi. Triệu Bân là một kẻ mê võ, một khi tâm tình lắng xuống sẽ đạt tới cảnh giới quên mình, có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, có phân thân không ngừng cung cấp tinh nguyên, hắn có thể tiến hành thí nghiệm mà không cần lo ngại gì. Dùng bản thân để thử, có chút cảm giác như đang ngược đãi chính mình. Thời gian trôi đi, lặng lẽ qua nửa tháng. Nửa tháng nay, hắn lĩnh ngộ nhiều hơn, khoảng cách triệu hồi ngược hướng nâng cao từ mười mấy trượng lúc ban đầu tới vài trăm trượng. Sau nhiều lần thử nghiệm, cả đống lỗ hổng ban đầu cũng dần dần được lấp đầy. Bị thương là chuyện không thể tránh được. Thế nhưng, hắn căn cơ vững chắc, hoàn toàn có thể chịu được. Đây cũng là một kiểu tu hành, có thể tôi luyện thể phách trong không gian cũng là vận may vô cùng. Chớp mắt đã hết một tháng. Thành Thiên Thu thay đổi hẳn. Triệu gia đã phục hồi tu vi, đồng thời xây dựng được một tòa phủ đệ tọa trên đỉnh núi cao. Bất kể là hòn non bộ, đình đài lầu gác, hay là cổng lớn nguy nga đều được mô phỏng giống hệt với phủ đệ Triệu gia. Bước đi ở nơi này, nhiều người trong tộc nước mắt lưng tròng, toàn là người phải xa rời quê hương cả mà. Tốt, tốt thật. Nhắc đến ma gia, 20-30 vạn người cùng khởi công, xây nên từng dãy lầu gác, cung điện, phủ đệ, cầu vòm, đình nghỉ mát, đài biểu diễn võ nghệ, vườn hoa, phố xá, linh trì. Nhiều vô số kể, họ xây Thành Thiên Thu trở thành thiên thành giữa nhân gian, liếc mắt nhìn ra, núi sông liền kề, thực vật tùm, mây mờ uốn lượn, sương phủ mông lung. Mỗi một đụn mây đều dồi dào linh lực thuần khiết, thêm cả mấy linh trận được vận hành tự động, tập trung linh khí của đất trời, linh lực tràn trề. Không gian này không chỉ phù hợp để cư trú mà còn là điều kiện tốt cho tu luyện. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Cường giả của ma gia tụ tập ở đó, quệt mồ hôi, đứng từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức tòa tiên thành này như đang thưởng thức một kiệt tác. Đây là thành quả nỗ lực của họ, không uổng một tháng trời vừa hao tâm vừa tốn sức. Người của ma gia cũng mỉm cười tươi tắn, sau này đây chính là nhà của họ, không cần phải lo sẽ bị truy sát nữa, cũng không còn sự lừa lọc và tranh chấp ngoài kia, có thể sống cuộc đời khiêm nhường tại nơi này. Điều này phải cảm ơn cơ ngân. Người của ma gia mỉm cười, nhìn về đỉnh núi cao nhất, dường như cách một lớp mây mù che phủ có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi khoanh chân kia. Cơ ngân đã tìm một cảng tránh gió cho ma gia vốn nay đây mai đó, thứ ân tình lớn lao này, bất cứ người nào ở ma gia cũng khắc cốt ghi tâm. Một tháng rồi, tên kia rốt cuộc đang lĩnh ngộ thứ gì vậy, Lăng Phi gãi đầu. Còn phải hỏi, chắc chắn là đại chiêu, ma tử nốc một ngụm rượu. Nào, cho các ngươi xem một thứ mới mẻ, trên đỉnh núi vọng xuống tiếng hô của Triệu Bân, tên đó đã đứng dậy, còn vươn vai nữa kìa. Một tháng trời lĩnh hội và thử nghiệm đã đúc rút được tinh túy, khoảng cách đạt tới giới hạn. Việc đưa được bạc về nhà chắc không còn là vấn đề nữa. Nghe vậy, Ma Tử, Phượng Vũ, Huyễn Mộng và Lăng Phi đều lao lên. Rất nhiều cường giả của ma gia cũng ào ào xông tới, họ nóng lòng muốn xem thử rốt cuộc Triệu Bân đang giở trò gì. Trước đó hắn tự tin mà bí hiểm như vậy, chắc hẳn rất phi phàm. Soạt. Khi đám đông leo tới đỉnh núi, Triệu Bân đã lột chiếc áo màu máu của mình ra, ở chân, làn da màu đồng sáng bóng, tuy cơ bắp không quá rõ, nhưng đám đông biết rằng sức mạnh cơ bắp của tên này cực mạnh, đã đến mức độ khủng khiếp. Đừng thấy hắn có vẻ thanh tú, thực chất thể phách rất bá đạo. Phượng Vũ nhìn thấy mà đỏ mặt. Huyễn Mộng nhìn thấy mà hai mắt sáng rực. Rất muốn xông tới chọc thử một cái. Bảo bọn ta lên đây để xem ngươi khoe vóc dáng hả, Ma Tử liếc xéo Triệu Bân, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân hình của tên này chẳng có gì để chê, nhưng không biết công phu trên giường của hắn thế nào. Ta rảnh đến thế à, Triệu Bân nói rồi mặc vào một bộ áo mới. Bí pháp gì thế, lôi ra xem nào, Ma Tử mỉm cười. Có thấy đỉnh núi ở phía đối diện không, Triệu Bân chỉ về một phía. Ừ. Hiểm trở đấy, câu trả lời của đám đông rất chung chung.
Khoảng cách khoảng bao xa, Triệu Bân buột miệng hỏi. Ước chừng vài ngàn trượng, đám đông cũng trả lời rất hời hợt. Soạt, đám đông vừa dứt lời, Triệu Bân đã biến mất rồi. Đúng vậy, là biến mất, một người sống sờ sờ tự dưng biến mất không dấu tích. Đi đâu rồi, Lăng Phi trợn tròn hai mắt, soạt một tiếng là không thấy đâu luôn. Thiên nhãn thuấn thân, Huyễn Mộng nhướn mày. Với tu vi của hắn, thuấn thân không thể vượt quá 20 trượng, Ma Tử đáp. Ở đỉnh núi đối diện kia, Phượng Vũ kinh ngạc hô lên. Nghe xong, đám đông vội vàng cầm kính viễn vọng lên. Khi họ nhìn sang thì đúng là tên này đang ở đỉnh núi đối diện, còn xách theo bầu rượu nữa kìa. Chiếc áo mới thay ra cũng nhuốm màu đỏ của máu, họ nhìn sang cũng là lúc Triệu Bân nhìn về phía này, thậm chí còn vẫy tay chào, tiện thể khoe một nụ cười sán lạn. Mấy ngàn trượng, cứ thế mà qua được à, đám đông kinh ngạc. Sao hả, công pháp này thế nào, trong lúc đám đông vẫn còn ngạc nhiên thì Triệu Bân đã quay về rồi, lúc tiếp đất không vững lắm, toàn thân cũng đầy máu, nhưng không thể phủ nhận là hắn rất nổi bật. Ngươi, làm thế nào vậy, lão già cảnh giới địa tạng cũng phải chấn động không thôi. Triệu Hồi ngược hướng đấy, Triệu Bân mỉm cười, ta đặt tên cho nó là Thuật Đại Triệu Hồi. Tên nghe, đồng bóng ghê, Lăng Phi giật giật khóe miệng, người không thêm chữ đại vào thì chúng ta cũng biết nó là thuật triệu hồi mà. Chớ nói đến tên tuổi nữa, thử nói xem nếu dùng công pháp này để đi lĩnh tiền chuộc. Có hữu dụng không? Triệu Bân cười. Hữu dụng, đám đông đồng thanh đáp. Hữu dụng, đám đông đồng thanh đáp lại, ánh mắt họ nhìn Triệu Bân cũng sáng ngời ngời. Tên này đúng là yêu nghiệt, có thể lĩnh ngộ được công pháp này. Nếu dùng nó để đi lĩnh tiền chuộc thì ai bắt được hắn nữa chứ? Răng rắc, Triệu Bân yên tâm hồi phục vết thương, cơ thể vang lên từng tiếng kêu rắc rắc. Vết thương do vết cắt của không gian không chỉ thể hiện ra bên ngoài, phần nhiều còn nằm ở nội tạng. Không biết được huyền cơ của không gian thì xê vào thử là biết ngay, cảm giác chẳng hay hớm gì, có thể chèn ép đến mức xương cốt cũng nát thành vụn. Đám đông cảm thán. Chiêu triệu hồi ngược hướng của Triệu Bân đúng là không phải ai cũng dùng được. Vết cắt từ không gian không phải trò đùa, nếu không có khả năng tái sinh chống lưng sẽ tan xương nát thịt. Cách đánh từ trên trời rơi xuống của Triệu Bân không một ai có mặt ở đó dám thử, mà cũng chỉ có thứ yêu nghiệt như Triệu Bân với năng lực tái sinh bá đạo của hắn mới đủ tư cách làm thế. Nào! Triệu Bân nói rồi lôi ra một đống cuốn sách cổ. Mỗi một cuốn sách cổ là cách vẽ của một loại bùa chú, từ bùa nổ, bùa lôi quang, bùa tốc hành, bùa nặng thân, bùa nhẹ thân tới bùa định thân, bên trong có hình vẽ và lời giảng chi tiết về một số điều tâm đắc được ghi chú tỉ mỉ. Những người có thiên phú và tư chất tốt rất dễ thực hành theo. Gì thế? Đám đông cường giả của ma gia tiến lên, tiện tay cầm một cuốn sách cổ. Xem xong lại không khỏi tấm tắc. Nếu không được chứng kiến tận mắt, không ai biết trình độ vẽ bùa của Triệu Bân cao đến mức này. Chọn thêm nhiều người để vẽ bùa nhé, Triệu Bân mỉm cười nói. Ngụ ý của hắn, ai cũng hiểu. Bắt cóc đòi tiền chuộc chỉ là một con đường tắt để kiếm tiền, chứ vẽ bùa lại là một cách khác. Vẽ một lượng bùa lớn, có thể đem đi bán để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Phải trách người của ma gia quá đông, nhu cầu về tài nguyên tu luyện cũng cực kỳ khủng khiếp. Chính vì đông người nên ma gia làm việc gì cũng đơn giản, mỗi người vẽ một tờ là có ngay 200, 300 ngàn tờ, đem đi bán sẽ nhận được thu nhập rất khả quan. Các cụ dạy rất hay, tự mình lao động, cơm no áo ấm. Sau đó, Triệu Bân lôi ra một chiếc xe nỏ, lấy thêm vài cây nỏ mạnh, chỉ vài động tác đã tháo dỡ nó ra thành từng linh kiện nhỏ. Số lượng linh kiện cũng rất nhiều, chất thành một ngọn núi bé bé trước mặt đám đông, cấu tạo của nó phức tạp. Nếu không có sơ đồ thiết kế thì không thể lắp ra được. Khỏi cần nói, ta hiểu. Huyễn Mộng khẽ đáp rồi mỉm cười, thu hết đống linh kiện vào trong bùa chữ vật. Giống như lúc trước đã nói, người của ma gia sẽ phân công nhau làm việc, một nhóm chuyên chế tạo linh kiện, sau đó lắp ghép. Lực sát thương của xe nỏ cực kỳ mạnh, khi đánh công thành hoặc đánh theo nhóm, thứ vũ khí này hữu dụng nhất. Thử nghĩ mà xem. Bầy vài chục nghìn chiếc xe nỏ bên ngoài ma quật, khỏi cần họ động tay, cứ điên cuồng châm lửa là có thể san bằng luôn cả ma quật. Nếu số lượng đủ, chưa biết chừng cả đế đô cũng nổ banh chành luôn. Ta có thể nghĩ tới hình ảnh đó. Ma Tử sờ sờ cằm, trí tưởng tượng của hắn ta đã bay cao bay xa.
những người có mặt ở đó cũng không khỏi liên tưởng. Mấy chục ngàn chiếc xe nỏ đồng loạt bắn tên, khung cảnh ấy phải hoành tráng cỡ nào. Ta đi lĩnh tiền đây, Triệu Bân mỉm cười, chạy thẳng ra cửa. Được lắm, Ma Tử bật cười rồi cũng đi theo. Những người khác, mỗi người một việc. Người vẽ bùa, người chế tạo linh kiện, phải được lựa chọn cẩn thận. Và lại, họ còn đặt ra quy định làm nhiều hưởng nhiều để khích lệ người của Ma gia. Có nghĩa là, nếu muốn có nhiều tài nguyên tu luyện, phải chăm chỉ lên. Nào, Ngô huynh, ta đưa ngươi về nhà nhé. Ở bên này, Triệu Bân thả Ngô Khởi xuống, dắt đi bằng một tay. Ma gia phát tài phát lộc đều nhờ cả vào ngươi nhé, Ma Tử vuốt ve Ngô Khởi. Tên này đáng tiền lắm. Bắt cóc một lần 5.000 vạn, bắt cóc hai lần là 100 triệu rồi. Về điều này, Triệu Bân và Ma Tử rất ăn ý. Ngô Khởi được chuộc về, tốt nhất là ở yên tại đế đô đừng ra ngoài. Nếu hắn ta dám dạo chơi bên ngoài, thì bắt cóc tiếp. Vẫn chỉ có một câu đó thôi, bọn ta nghèo ấy mà. Một đêm tĩnh lặng, chớp mắt đã đến bình minh. 5.000 vạn lượng, tới núi Tiểu Dương chuộc Ngô Khởi nhà ngươi, quá hạn ta không đợi. Rạng sáng, trời còn chưa sáng tỏ đã thấy một mũi tên bắn vào Ngô gia, trên đầu tên treo một mảnh giấy, trên mảnh giấy viết đúng một câu như thế. Mũi tên do phân thân của Triệu Bân bắn tới, xong việc là biến thành một làn khói. Chết tiệt! Sau đó, một tiếng quát tháo giận dữ vọng khắp Ngô gia. Gia chủ Ngô gia tức điên người, cơn giận lan khắp đại điện khiến nó rung lên bần bật. Bao nhiêu năm nay, từ khi Ngô gia gây dựng gia tộc, chưa từng có ai bị bắt cóc. Lần đầu có người bị bắt cóc lại là tộc trưởng tương lai của Ngô gia. Bắt sống cho ta! Gia chủ Ngô gia gằn giọng quát lên, khí thế lạnh như băng lan truyền khắp nơi. Lệnh hạ xuống, đám đông cường giả của Ngô gia ra khỏi thành, toàn là cao thủ đỉnh cao địa tạng, chạy thẳng về phía tây, khí thế hùng hổ, sát khí thông thiên, đất trời rung chuyển. Thấy thế, người qua đường phải tránh xa thật xa. Sao cơ, Ngô Khởi bị bắt cóc à? Chuẩn xác luôn, cường giả Ngô gia đã chạy về phía đó rồi. Đòi tận 5.000 vạn lượng tiền chuộc đấy. Tuy rằng tin được báo bằng cung tên, nhưng nó nhanh chóng lan đi khắp nơi, nguyên do là bởi nội bộ Ngô gia có không ít do thám từ các thế lực khác. Thiếu chủ Ngô gia bị bắt cóc thì Ngô gia không tránh khỏi tầm ngắm rồi. Chưa đầy một khắc, cả đế đô đều biết, hang cùng ngõ hẻm mải mê thảo luận việc này. Có không ít người chạy tới núi Tiểu Dương, muốn thử xem thế lực phương nào dám chọc tới Ngô gia mà còn dở công phu sư tử ngoạm. Một lần đã đòi 5.000 vạn lượng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng dễ hiểu thôi. Ngô Khởi không phải là con cháu gia tộc bình thường, hắn ta là tộc trưởng tương lai của Ngô gia. Người xuất sắc nhất Ngô gia đời này là hắn ta rồi, thiên phú cực cao, huyết mạch bá đạo. Một nhân tài như thế, đừng nói là 5.000 vạn, cho dù có đòi nhiều hơn, Ngô gia cũng phải đưa. Mau mau mau! Một khi thông tin lan truyền ra ngoài thì không thể thu dọn cục diện được nữa. Bốn phương tám hướng có người rồng rắn kéo lên núi Tiểu Dương, mà không ai nghĩ tới việc tu luyện. Toàn là người thích hóng chuyện, một chuyện lớn như thế, đâu thể không đi xem. Không phải họ chưa từng thấy bọn bắt cóc, nhưng vẫn là lần đầu thấy người của Ngô gia bị bắt cóc, đã vậy số tiền chuộc rất khổng lồ. Ngày thường Ngô Khởi huênh hoang quen thói, cũng có lúc gặp báo ứng, đa số người trong đám đông đều mừng thầm trong lòng. Hắn ta làm chuyện thất đức quá nhiều, cuối cùng cũng có người xử trí. Tóm gọn một câu, làm hay lắm. Trên núi Tiểu Dương, Triệu Bân đã thay đổi dung mạo, hóa thành một ông lão cầm tẩu thuốc ngồi trên tảng đá, hai chân vắt chéo, miệng hút thuốc chẹp chẹp, phả từng làn khói ra vẻ rất thâm trầm. Trong khói sương lượn lờ, trông hắn rất giống người tu tiên. Ngô Khởi ở bên cạnh đã thức tỉnh, nhưng bị Triệu Bân phong ấn cứng ngắc. Từ đầu đến chân dán đầy bùa chú phong ấn, thế mà Triệu Bân còn sợ hắn ta chạy mất nên tìm một sợi dây thường quấn chặt lại, xong việc không quên nhét cho hắn ta một chiếc tất thối phiên bản chân quý vào miệng. Ngô Khởi nước mắt ròng ròng, không phải vì sợ, mà vì chết sặc với thứ mùi này. Đừng sợ, ra ra chỉ cần tiền thôi, Triệu Bân vỗ vỗ Ngô Khởi. Ngô Khởi bị chặn miệng nên không nói được gì, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Ngụ ý từ ánh mắt đã nói rõ một điều, đừng để ông đây biết ngươi là ai, nếu không ta sẽ tiêu diệt cả nhà ngươi.
Triệu Bân dứt khoát cho hắn ta một cái tát lật mặt. Thế là thế giới này lại im phăng phắc. Khí khái này, chậc chậc chậc. Ở trên đỉnh núi đối diện, Ma Tử cầm kính viễn vọng, quan sát rất chân thật, trên người Triệu Bân đâu chỉ bốc khói, hắn còn tỏa sáng nữa kìa, cực kỳ chói mắt luôn ấy. Giết! Tiếng hô giận dữ nhanh chóng vang lên. Ngẩng đầu nhìn sang, mây khói cuồn cuộn nơi chân trời, sát khí ùn ùn, cường giả của Ngô gia đã đến rồi. Sau đó còn có một đám người vô tích sự chạy tới hóng chuyện. Chưa được bao lâu, núi Tiểu Dương đã bị bao vây, đầu người đen kịt như kiến, cường giả của Ngô gia ầm ĩ kêu la, ai nấy lao lên, mặt mày bặm trợn, giận dữ đến méo mó. Hình như là một lão già. Dung thuật dịch dung rồi, trên người dán bùa ẩn giấu, không nhìn rõ dung mạo và tu vi. Đúng là Ngô Khởi thật kìa. Không ít người lùi kính viễn vọng ra, có thể thấy được Triệu Bân đang hút thuốc ở đó, cũng có thể thấy được Ngô Khởi bị đánh đến ngất đi, đúng chuẩn thiếu chủ Ngô gia mà người đời từng gặp. Họ tò mò về thân phận của Triệu Bân, người dám bắt cóc Ngô gia chắc cũng không phải nhân vật tầm thường, chưa biết chừng cũng dựa vào thế lực lớn, hoặc là cao nhân ẩn thế phương nào. Uỳnh, cường giả Ngô gia đã tới, có lẽ vì khí thế quá mạnh nên vừa chạm đất đã vang lên tiếng nổ ầm ầm. Ngọn núi Tiểu Dương vốn đã không lớn còn bị dẫm đến mức rung lắc bần bật. Đất đá rơi xuống, mười mấy vị cao thủ đạt đỉnh địa tạng, mười mấy luồng sát khí đáng sợ vây chặt lấy Triệu Bân trong thoáng chốc, khiến cả đỉnh núi như bị đóng băng từng tấc một, làm mọi người xung quanh ớn lạnh trong lòng. Bình tĩnh thôi, ta với Ngô Khởi nối với nhau bằng bí pháp đấy. Ta mà chết, hắn phải bồi táng cùng lão phu. Triệu Bân cầm tẩu thuốc đổ tàn thuốc xuống mỏm đá, vô cùng vững lòng. Các hạ, Ngô gia ta có thù với ngươi sao? Đại trưởng lão của Ngô gia hầm hừ. Vốn định tiêu diệt đối phương trong một chiêu, nhưng vì câu nói của Triệu Bân mà nhanh chóng dừng tay, các cường giả khác của Ngô gia càng không dám manh động. Gia chủ đã dặn, nhất định phải đưa Ngô Khởi về nhà an toàn, nếu Ngô Khởi có sức mẻ gì, họ không tội nổi. Không thù, Triệu Bân nhét thêm một ít thuốc. Không thù tại sao lại bắt cóc thiếu chủ nhà ta? Thiếu tiền đấy. Ta. Câu nói của Triệu Bân làm cường giả Ngô gia nghẹn họng đến mức không thở nổi. Không có tiền thì kiếm đi. Không phải ta đang kiếm đó sao? Thần thái lúc này của Triệu Bân đã thể hiện rõ câu nói đó. Khán giả đứng xem cũng phải bật cười, hạ luôn nhận định rằng người đi bắt cóc. Chẳng cần mặt mũi, chứ người cần thể diện, sao làm ra được thích chuyện ấm đầu này? 5.000 vạn, giá cả công bằng. Triệu Bân tỏ ra sốt ruột, lão tử còn chính sự phải làm, đừng lề mề làm lỡ thời gian. Ngươi phải biết hậu quả khi chọc giận Ngô gia, đại trưởng lão Ngô gia lạnh lùng lên tiếng, lão ta đang kéo dài thời gian, nói đúng hơn là đang nhìn trộm Triệu Bân. Gia chủ nói rồi, không chỉ phải đưa Ngô Khởi về nhà an toàn mà còn phải nắm rõ thân phận của đối phương, tất nhiên, nếu có thể bắt sống được là tốt nhất. Thế nhưng, nhìn một hồi lâu, lão ta vẫn chưa nhìn ra được gì, chỉ vì trên người tên bắt cóc giấu quá nhiều bùa ẩn giấu. Không những không nhìn ra được dung mạo thật, còn bị ánh sáng từ bùa chú chói lòa hai mắt. Có biết không hả, chậm trễ sẽ sinh ra biến cố, Triệu Bân nhả ra một vòng khói rất thâm thúy, người ở đây ngư long hỗn tạp, chưa biết chừng có kẻ lòng dạ khó lường, không muốn thiếu chủ nhà ngươi sống sót trở về. Nếu người ta đột ngột ra tay, lão phu không bảo vệ nổi Ngô Khởi đâu. Nghe vậy, cường giả Ngô gia bỗng chốc xứng lại, ai nấy đề cao cảnh giác, còn vô thức đảo mắt nhìn khắp nơi. Nếu có kẻ nào thực sự ra tay thì đúng là phí công. Bớt nói nhảm đi, tiền trao cháo múc, Triệu Bân điềm tĩnh nói. Đại trưởng lão của Ngô gia ánh mắt rất hung dữ, nhưng vẫn lấy ra một lá bùa chữ vật, bên trong đựng một đống ngân phiếu, không ít cũng không nhiều, 5.000 vạn lượng. Ngô gia lớn mạnh vẫn bỏ ra được số tiền này. Đưa thật à, không ít khán giả xung quanh tim đập thình thịch, 5.000 vạn lượng đấy, nếu chất vào một chỗ chắc thành cả ngọn núi luôn. Ngô gia đúng là giàu có hào sảng, nhiều người cả đời chưa từng thấy số tiền nào nhiều như thế. Ngô Khởi xứng đáng với giá này, các lão già phải nói một câu thật lòng, không đưa thì làm gì được, Ngô Khởi còn ở trong tay người ta kìa. Tộc trưởng tương lai của Ngô gia không thể đong đếm bằng tiền được. Nhiều tiền thế này, cũng phải giữ được mạng để mang đi mới được, không ít trưởng lão vuốt râu. Đây cũng là nói thật. Ngô gia phái đến bao nhiêu cường giả. Cầm tiền rồi cũng chẳng thoát nổi. Hào sảng đấy, Triệu Bân nhận lấy bùa chữ vật. Thả người ra,
Đại trưởng lão Ngô gia hét lên, lão ta đã bí mật thông báo cho cường giả Ngô gia bên cạnh, một khi đối phương thả người thì sẽ nhanh chóng giải quyết, có thể sống thì bắt sống, không thể bắt sống thì giết ngay, tuyệt đối không để tên đó sống sót rời đi, quan trọng nhất là lấy lại được 5.000 vạn lượng. Thả sao, tất nhiên ta sẽ thả người rồi. Triệu Bân đứng dậy, một cước đá Ngô Khởi ra ngoài, chân dùng khá nhiều sức, khiến xương khớp Ngô Khởi kêu răng rắc, có quỷ mới biết gãy bao nhiêu xương cốt, đừng nói là vết thương trên thân mình, nghe thôi cũng thấy đau. Bắt dâm. Này thì bắt dâm này. Cả đời này Triệu Bân sẽ không bao giờ quên chuyện này. Giết. Đại trưởng lão Ngô ra đón lấy Ngô Khởi, lập tức ra lệnh. Lão ta cũng chưa cần nói, các cường giả của Ngô gia đã xông lên chém giết, không hề che giấu khí tức. Phút. Bọn họ còn chưa kịp tấn công thì Triệu Bân đã biến mất. Đúng thế, hắn biến mất, không chỉ là cường giả của Ngô gia, mà đám đông hóng hớt cũng ngây ra, một người sống sờ sờ như vậy, cũng không phải là phân thân, sao nói biến mất là biến mất được, đang làm ảo thuật hay gì? Vèo. Trong khu rừng rậm trên ngọn núi đối diện, Triệu Bân đã xuất hiện tại đó. Vẫn như lúc trước, cả người hắn toàn là máu me. Thế nhưng, vạn pháp trường sinh quyết rất bá đạo, dưới tác dụng của nó, trong nháy mắt vết thương được chữa lành. Ma tử ngay lập tức hiện thân. Hai người không nói lời nào, cùng nhau độn thổ rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn ngọn núi Tiểu Dương trước mặt. Người đâu rồi? Trên núi Tiểu Dương, đám cường giả của Ngô gia nhìn trái liếc phải. Chỉ thiếu nước đào sâu xuống 3 thước đất. Người đâu rồi? Đám đông cũng sững sờ, phút một cái liền biến mất, thế cũng quỷ dị quá đó. Thiên nhãn thuấn thân, rất nhiều người thử hỏi dò, cũng không khỏi nhớ tới Cơ Ngân. Tu vi cảnh giới huyền dương, khoảng cách thuấn thân xa nhất cũng không quá 20 trượng, không thể nào là Cơ Ngân. Mấy lão già đều lắc đầu, bọn họ đều nhìn không ra sao. Trong bán kính 20 trượng, ngoại trừ cường giả của Ngô gia, làm gì có người nào khác, còn dám bắt cóc tống tiền Ngô Khởi. Dù là Cơ Ngân thì cũng không có cái gan ấy. Thú vị đó, đám đông có mặt đều lẩm bẩm. Nhìn đi, đối phương dám bắt cóc tống tiền, chắc chắn là có chỗ dựa mà. Bỗng dưng biến mất chắc chắn là cái mà kẻ bắt cóc tống tiền ỷ vào, người ta là có thể lấy được số tiền đó. Đáng chết! Lại là âm thanh gào thét phẫn nộ, cường giả của Ngô gia tức giận đến phát điên. Cứu được người rồi. Nhưng lại mất 5.000 vạn, quan trọng là mất mặt. Đi. Một lúc lâu sau mới nghe thấy đại trưởng lão Ngô gia tức giận hét lên một tiếng. Cường giả của Ngô gia vội theo sau, khi đến thì ai cũng sát khí ngút trời, đến khi đi. Lại ôm một bụng toàn bực tức, còn không cả biết đối phương là ai nữa chứ, nếu quay về, chắc chắn gia chủ sẽ chửi một trận thậm tệ mất. Sung sướng. Đám đông thấy cường giả Ngô gia rời đi, trong lòng liền bật ra hai chữ này. Ai bảo Ngô gia ỷ mạnh hiếp yếu, ai bảo Ngô gia kiêu ngạo hống hách, nhìn mà xem, bị người ta trừng trị rồi kia. Mất oan 5.000 vạn lượng rồi. Lão phù bấm ngón tay đoán thử, chắc người kia đang đếm tiền rồi, có một lão bối lời nói sâu xa nói. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Lão già đó đoán không sai, Triệu Bân và Ma Tử đúng là đang đếm tiền. Từng tờ ngân phiếu đều là hàng thật giá thật, đừng nói là Triệu Bân. Đến Ma Tử cũng chưa từng thấy nhiều ngân lượng như thế này. Qua việc này, ta nghiệm ra được một chân lý, Ma Tử nói. Bắt cóc tống tiền có tiền nhanh hơn, Triệu Bân trầm giọng nói, bổ sung nửa câu sau. Thế nên nói, rảnh rỗi thì đi tống tiền, có ngân lượng, lại còn có tài nguyên tu luyện. Mạng lưới tình báo của Ma gia trải rộng khắp nơi, thiếu chủ nhà ai lang thang ở bên ngoài, lang thang ở đâu, hầu hết bọn họ đều điều tra rõ ràng. Ví dụ như thiếu chủ Huyết Ưng Nghiêm Khang, hoặc là thiếu chủ Ám Dạ Hoa Đô, hoặc người có ma quật, chỉ cần là thế lực đối nghịch thì đều nằm trong vòng tấn công, vì bọn họ. Đâu ngại gì có thêm rắc rối. Cuối cùng cũng mở mang đầu óc rồi, Nguyệt Thần nghe thấy, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Lúc hai người lại hiện thân, chưa gì đã tới đế đô. Người nghe nói gì chưa, Ngô Khởi bị bắt cóc tống tiền đó. Người Việt tình ngủ à, chúng ta đã biết từ lâu rồi. Tốn 5.000 vạn mới chuộc về được đó. Cũng không biết là do ai làm ta, mẹ nó quá tuyệt vời. Hai người vừa tiến vào đế đô đã nghe thấy âm thanh bàn tán xôn xao, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, quán trà quán rượu, tiệm cơm đến tử lầu,
chỉ cần là nơi có người tụ tập thì lúc nào cũng có năm mồm 10 miệng bàn về chủ đề này. Luôn có những người lải nhải, phun nước bọt bay đầy trời, luôn có những người không nghĩ tới việc tu luyện, ai cũng nghiêm túc nghe ngóng. Đế đô vốn là nơi phồn hoa, mà sự náo nhiệt này lại khiến chốn phồn hoa này thêm phần khói lửa. Đi điều tra kỹ cho ta. Hôm nay sát ý ở Ngô gia cực nồng đậm, gia chủ Ngô gia nổi giận đùng đùng. Tên Ngô Khởi kia cũng giống như một con chó điên, xoay đi xoay lại, đập loạn xạ đồ ở trong phòng, hắn ta muốn ra ngoài dở thói ngang ngược nhưng lại bị cha cấm túc trong nhà. Thời buổi rối ren, thiếu chủ chỉ muốn ra ngoài dạo chơi mà lại bị người ta bắt cóc, sau đó còn tống tiền 5.000 vạn. Ngô gia là gia tộc lớn cũng không thể chịu nổi việc này. Lần này gây náo động rồi. Ma Tử Dạo ở ngoài đường, vừa đi vừa nghe ngóng. Triệu Bân cũng thầm thở dài, nếu như là ngày thường, khi hắn đi dạo cũng sẽ khiến người khác bàn tàn. Nhưng hôm nay, người ta không thèm quan tâm tới hắn, không nói chuyện Triệu gia bị cướp thì lại nói chuyện Ngô gia bị tống tiền. Tất cả đều coi hắn là không khí, nhưng như vậy cũng tốt, thanh tịnh không bị quấy rầy. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào một cửa hàng. Hai người bước vào Huyền Cơ Các, Triệu Bân từng đến đây một lần, bán được không ít bùa chú. Tiểu Bằng Hữu, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Lão Huyền Cơ vừa nhìn đã nhận ra Triệu Bân nên liền cười hả hả, ngày hôm đó sau khi Triệu Bân rời đi, lão ta từng đi qua Thiên Tông mấy lần vì muốn thương lượng chuyện vẽ bùa một chút nhưng không lần nào gặp được Triệu Bân. Lão ta chẳng ngờ hắn lại chạy tới đây, dù sao thì cũng nhiều ngày rồi không gặp. Ta ra ngoài rèn luyện, Triệu Bân cười. Ma Tử đã đi vào bên trong, xem qua rồi chọn lựa thứ này thứ kia. Tiền bối, ta cần những thứ này, Triệu Bân đưa cho lão ta một tờ giấy. Trên đó viết dày đặc chữ, chủ yếu là dược hoàn và linh dịch, tất cả đều là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện, người của Ma gia rất đông, tiêu hết 5.000 vạn lượng cũng không đủ để họ dùng. Thế nên Triệu Bân mới tới Huyền Cơ Các, vì ở đây giảm giá 20%. Lão Huyền Cơ nhận lấy tờ giấy, liếc qua một cái mà lão ta còn tưởng mình hoa mắt, vội cầm lấy kính lão, lại nhìn một lần nữa. Nhưng lão ta không nhìn nhầm đâu, chính vì không nhìn nhầm nên lão ta mới kinh ngạc, tài nguyên tu luyện nhiều như vậy thì tính ra cũng phải tốn khoảng 5.000 vạn. Từ khi Huyền Cơ Các mở cửa cho đến nay, chưa từng có đơn hàng nào lớn như vậy. Quá kinh ngạc nên lão ta không tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Một người trong thời gian ngắn không thể dùng nhiều tài nguyên tu luyện như vậy được. Rõ ràng không phải chỉ có một người dùng, một lượng lớn như vậy thường đều dùng cho cả đội quân. Đây là sự thật. Đám Triệu Bân chắc chắn muốn xây dựng một đội quân. Cần nhiều như vậy sao? Lão Huyền Cơ thử hỏi thăm dò. Đỡ phải chạy tới chạy lui, Triệu Bân thản nhiên đưa ra một lý do. Tiểu Bằng Hữu chờ một chút, Lão Huyền Cơ mỉm cười, đứng dậy đi ra khỏi quầy hàng. Ở đây nhiều đồ tốt quá, Ma Tử quay lại. Không khỏi cảm thán, phần lớn đồ tốt đều có cấm chế, thế nên chỉ có thể ngắm. Nếu như cướp của Huyền Cơ Các thì có thể kiếm được rất nhiều. Ta nhìn ra được mà, Triệu Bân khoanh tay, có thể có chỗ đứng ở đế đô, đằng sau Huyền Cơ Các chắc chắn có chỗ dựa rất lớn. Có thể là vương công quý tộc, cũng có thể là tộc lớn lánh đời, chứ chắc chắn không thể là Ngô gia yếu ớt. Nghe nói, thiếu chủ Huyết Ưng Nghiêm Khang gần đây ra ngoài rèn luyện đấy. Ma Tử cầm một chiếc bình ngọc, nhìn ngắm cẩn thận, thỉnh thoảng lại giơ tay ra gõ nhẹ vài cái, thanh âm rất trong trẻo. Nghe nói, tộc Huyết Ưng có rất nhiều tiền, Triệu Bân cầm một thanh kiếm, cũng nhìn qua nhìn lại, thỉnh thoảng hà hơi vào nó, sau đó dùng ống tay áo lau lau một chút, là kiếm tốt. 3.000. Sao có thể được, 5.000. Hai người tựa sát nhau, kề đầu vào nói nhỏ thì thầm. 3.000-5.000 ở đây là còn phải thêm chữ vạn ở đằng sau. Cái gọi là giá công khai chính là như vậy. Tộc Huyết Ưng giàu có, 5.000 vạn cũng có thể chi ra được. Không làm thịt ra trò, nhà đối phương sẽ không thể nhớ lâu. Nếu như không thành thật thì sau này, bắt cóc tống tiền sẽ là chuyện thường ở huyện. Nghiêm khang như thế, Ngô Khởi cũng chẳng khác gì. Hiệu suất làm việc của Lão Huyền Cơ vẫn rất cao. Khi lão ta đi ra, trên tay còn cầm một sấp bùa chữ vật, tài nguyên tu luyện bọn họ mua đều nằm bên trong. Triệu Bân cũng đi tới, một chồng ngân phiếu được xếp trên quầy. Lão Huyền Cơ nhìn thấy rồi âm thầm nuốt nước bọt,
một tên cảnh giới huyền dương nhỏ bé, làm gì mà có được nhiều ngân lượng như vậy, chẳng lẽ là nữ soái đưa cho? Đa tạ tiền bối, Triệu Bân lấy bùa chữ vật, xoay người rời đi. Tiểu bằng hữu xin hãy dừng bước, lão huyền cơ kêu một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Bùa chú của ngươi, vẫn còn chứ, lão huyền cơ cười ha ha. Bùa văn sư rất hiếm thấy, ở dân gian ít có, hầu hết đều do hoàng tộc tiếp quản. Những bùa chú được vẽ ra cũng chỉ dành cho người hoàng tộc sử dụng, thế nên, bùa chú ở ngoại giới khá hiếm, cũng là hàng bán chạy. Xét về khía cạnh nào đó, bùa chú cũng được tính giống như ngân phiếu, đều là tiền tệ. Khó có thể tóm được một bùa văn sư nên sao lão ta có thể không ra bắt chuyện làm quen, tặng phiếu huyền cơ lệnh khuyến mãi giá còn 80% chứ, cũng có nghĩa, lão ta muốn tung ra một cành ô liu cho Triệu Bân. Ngày 15 mỗi tháng, ta sẽ gửi cho lão, Triệu Bân cười. Giữ lời hứa đó. Tất nhiên rồi. Triệu Bân khoát tay, cùng ma tử đi ra khỏi huyền cơ các. Ở góc phố, hai người chia tay. Ma tử cầm tài nguyên tu luyện về núi Bất Tử trước. Triệu Bân thì thừa dịp đêm trăng đi tới Thanh Lâu, đã hơn một tháng, không biết mẫu thân thế nào. Trải qua một lần bắt dâm, Thanh Lâu vẫn sôi động như cũ. Triệu Bân đi thẳng lên tầng cao nhất, những cô nương trang điểm lộng lẫy đều bị đánh thuốc, mê man rồi thả nằm trên giường, nằm không cũng kiếm tiền trong truyền thuyết chính là như thế này. Triệu Bân dập tắt ánh nến, cầm lấy kính viễn vọng, nhắm thẳng vào tầng thứ 9 của hình tháp. Hắn có thể nhìn thấy bóng hình của mẫu thân, bà ấy đang đứng trước cửa sổ nhìn về phía nam, như thể có thể nhìn thấy một tòa thành trì tên là Thành Vong cổ cách một khoảng không vô tận. Mẹ! Triệu Bân lại nước mắt lưng tròng, một tiếng mẹ đã được hắn dùng giọng khàn khàn kêu lên. Có lẽ vì chìm đắm vào cảm xúc nên khi có người tiến đến, hắn vẫn không hề biết. Đó là người quen. Hơn nữa còn là người đàn ông trung niên một tay của trấn Ma Ti, mỗi khi rảnh rỗi, người này cũng sẽ tới đây xem xét. Họ lại trùng hợp gặp nhau, biết tâm trạng của Triệu Bân nên không quấy rầy, chỉ lặng lẽ cầm lấy kính viễn vọng, cũng nhìn về phía hình tháp. Triệu Bân thì nghiêng mặt, không nói lời nào, tiếp tục nhìn mẫu thân. Cả hai có một sự ăn ý ngầm, đồng bệnh tương liên nên không quấy rầy nhau. Đến nửa đêm, Triệu Bân mới chậm rãi buông tay. Ánh nến trên tầng thứ 9 của hình tháp đã tắt, có lẽ mẫu thân đã ngủ, Triệu Bân vẫn chưa rời đi, ngồi xuống trước bàn, lấy hai hũ rượu. Hắn lẳng lặng nhìn người trung niên một tay thật lâu, thông qua cơ thể cao lớn của người này và góc độ vừa nhìn thì có thể đoán ra người kia đang nhìn tầng thứ 7 của hình tháp. Ngoại trừ tầng 9, Triệu Bân hoàn toàn không biết tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 có gì. Chẳng biết lúc nào, người trung niên một tay mới thu tay lại, khi quay người. Khóe mắt đối phương còn có vài giọt nước mắt. Người này cũng không rời đi, khi đi qua bàn thì chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy vỏ rượu đổ ảo ra. Cảm xúc của người này, Triệu Bân hiểu, đều có một phần bất đắc dĩ. Rõ ràng biết người thân đang bị nhốt ở hình tháp nhưng lại không làm được gì. Như người trung niên một tay thì phần lớn thời gian đều mượn rượu giải sầu tại gian phòng kia. Khi rượu còn nửa bình, Triệu Bân đã đứng dậy trước. Trước khi đi hắn đã để lại một cuốn sách cổ cho người đàn ông trung niên cụt một tay. Ngày trước người đàn ông trung niên cụt một tay không nói lời nào đã tặng cho hắn độn giáp thiên tự, hôm nay hắn tặng lại cho ông ta kỳ lân quyết với hy vọng bí pháp này có thể giúp cho cánh tay bị cụt của ông ta được tái tạo trở lại. Giống như lời của Nguyệt Thần nói, nhân quả cần phải được chấm dứt. Hắn vừa mới rời khỏi Thanh Lâu thì đã tình cờ gặp người quen, hơn nữa còn có tận hai người. Đó chính là nữ soái và Sở Vô Xương, nói chính xác thì chính là Sở Lam và Sở Vô Xương đang cải trang thành đàn ông, một cô một cháu, một người là nữ soái Xích Diễm còn một người là đệ tử đứng thứ hai tỷ thí Tân Tông, cả hai đều có dung mạo tựa thiên tiên, cho dù có cải trang thành đàn ông cũng phải trở thành người hết sức đẹp trai, khiến cho không ít tiểu thư khuê các phải siêu lòng. Bái kiến nữ soái, Triệu Bân chắp tay thi lễ, ngượng ngùng cười nói. Uống rượu thưởng hoa, hay lắm. Nữ soái cười nói, liếc nhìn Triệu Bân. Sở Vô Xương bên cạnh cô ta thì đang bừng bừng lửa giận, đáng tiếc đêm nay không có ai đi càn quét khách làng chơi, nếu không thì ngươi đã bị bắt đi tiếp rồi. Trông ta không đẹp hơn đám gái làng chơi này hay sao? Tại sao lúc nào cũng thấy ngươi chạy tới Thanh Lâu vậy? Ta phải đi tìm người, Triệu Bân âm trầm nói. Nếu như ngươi nói mình chỉ tới đây ăn cơm thì ta cũng tin, nữ soái lại cười nói.
Triệu Bân không giải thích nữa, hắn không hề nói dối. Quả thật hắn đang tìm người, mượn tầm nhìn của Thanh Lâu để tìm bóng dáng của mẹ mình trên tầng 9 hình tháp, hiếm khi hắn mới nói thật nhưng nữ soái vẫn không tin. Lưu manh, Sở Vô Xương mắng một tiếng rồi xoay người rời đi. Triệu Bân nghe vậy thì giật giật khóe miệng, ta lưu manh chỗ nào, ta chỉ đi dạo trong Thanh Lâu mà thôi, là do cô lắm chuyện đó chứ. Nhóc con, Sương Nhi nhà ta không đẹp sao, nữ soái híp mắt cười hỏi hắn. Rất đẹp, Triệu Bân cũng thành thật trả lời, cho dù thế nào thì cô ta vẫn rất đẹp. Sau này đến Sở gia đi dạo nhiều hơn đi, nữ soái nói rồi cũng nhanh chóng rời đi. Ta không đi đấy. Đây là lời trong lòng của Triệu Bân, một là do hắn sợ bị đánh, hai là do phong thủy của Sở gia quá tệ, giống như lần trước hắn chỉ tới Sở gia ăn cơm mà vừa quay đầu là đã bị bắt đi trong đợt càn quét khách làng chơi. Tên nhóc này đúng là không có tư chất tán gái, Nguyệt Thần hít sâu một hơi lẩm bẩm. Nữ soái rời đi, Triệu Bân cũng xoay người biến mất không còn thấy tăm hơi, hắn phải quay trở lại Thiên Tông xem Bát Nhã đã về chưa, nếu như có thể thì hắn sẽ trói cô ta lại rồi lôi đến núi Bất Tử, phong ấn cô ta gắt gao hơn nữa. Sáng sớm, rạng mây ánh đỏ từ phương đông chiếu ánh sáng tràn ngập Thiên Tông. Khi Triệu Bân về đến Thiên Tông thì mặt trời cũng đã lên cao. Hà, Cơ Ngân, mấy ngày nay ta không thấy hắn, nghe nói hắn bị bắt khi chơi gái ở Đế Đề. Hắn còn đánh tơi tả một đám yêu nghiệt ngay trước công đế đê. Sau nhiều ngày hắn không trở về thì Thiên Tông vẫn như cũ, các đệ tử đang tu luyện vừa nhìn thấy Cơ Ngân là lại xì xào bàn tán không thôi, ai bảo cái tên này quá nổi tiếng, đã tới đế đô mà cũng phải gây ra động tĩnh lớn, cho dù cũng có những tin tức không tốt, nhưng bất kể thế nào thì trận chiến ở cổng đế đô cũng đã khiến cho Thiên Tông được nở mày nở mặt, đám yêu nghiệt thiên tài của các thế lực khác đều bị Cơ Ngân đánh cho tơi tả, hơn nữa còn bị thiên kiếp đánh thê thảm. Tạo nên một sự kiện náo động chưa từng thấy. Triệu Bân không quan tâm đến bọn họ, chỉ đi thẳng một đường. Trước khi quay về đỉnh Tử Trúc thì hắn đã đi thẳng đến đỉnh Vũ Hóa để xem Bát Nhã quay về đó chưa. Trên đường đi, hắn tình cờ gặp được hai người quen, Mạc Đao và Hàn Tuyết. Triệu Bân nhướng mày nhìn, hai người này, thành đôi rồi sao? Mạc Đao lầm lì cùng Hàn Tuyết lạnh lùng cực kỳ hợp nhau, nhìn qua còn có tướng phu thê. Sánh bước bên nhau thật đúng là xứng đôi vừa lứa. Cứ thế này thì nói không chừng năm sau còn có thể ôm thêm một tiểu bảo bối mập mạp đáng yêu. Cơ sư đệ, chào buổi sáng. Người lầm lĩ nói như Mạc Đao khi nhìn thấy Triệu Bân thì cũng không khỏi nở một nụ cười. Hàn Tuyết ở bên cạnh vừa nhìn thấy Triệu Bân thì đã trừng mắt, chủ yếu là bởi vì cô ta nghe nói hắn đã bị bắt quả tang trong Thanh Lâu, cô ta nghĩ hắn đúng là phường lưu manh. Chào buổi sáng sư huynh sư tỷ. Triệu Bân cười nói. Nói xong hắn còn trộm đưa cho Mạc Đao hai tấm ngân phiếu, ý như muốn nói, đây là tiền mừng của hắn, chỉ trách hắn quá bận rộn, không biết tình hình bên trong tông môn dạo gần đây, và lại hắn vẫn còn rất nhiều sứ mệnh trên vai, nói không chừng trong tương lai còn phải chống lại Thiên Tông cùng Hoàng tộc, cho nên tốt nhất là cứ đưa trước cho bọn họ phần tiền mừng này. Đây chính là ý tưởng của hắn. Mạc Đao cùng Hàn Tuyết không kịp phản ứng. Không có việc gì sao tự nhiên hắn lại đưa tiền cho bọn họ, hắn phát tài rồi sao? Phát tài rồi cho nên mới vung tiền. Triệu Bân không nói lời nào, thần thái đại biểu cho tất cả. Không đợi hai người kia kịp phản ứng thì hắn đã vẫy tay rời đi, không đứng lại làm bóng đèn nữa. Mạc Đao và Hàn Tuyết không hiểu gì, cuối cùng cũng chỉ cùng nhau đến bí phủ tu hành. Không biết cô ta đã quay về đây chưa? Triệu Bân đã đến chân đỉnh Vũ Hóa. Bắt đầu bước lên bậc đá. Đột nhiên, sau khi đi lên được một hai bước thì hắn lại đi ngược xuống, kỳ quái nhìn sang một bên, vừa nhìn ra xa liền thấy một bóng người quen thuộc có dáng người to lớn rắn chắc. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Man Đằng. Gặp Man Đằng cũng không có gì kỳ quái chính là thứ mà Man Đằng đang khiêng theo. Thứ mà hắn ta khiêng theo chính là một vòng hoa cực lớn đủ mọi màu sắc. Bình thường chỉ có đến dự tang sự người ta mới mang theo vòng hoa lớn cỡ này mà thôi. Hửm, Man Đằng cũng đã nhìn thấy Triệu Bân, vừa nhìn thấy hắn thì Man Đằng đã vội vàng chạy đến, đã nhiều ngày hắn ta không gặp Triệu Bân, sở dĩ hắn ta vội vàng như vậy cũng không phải vì quá nhớ Triệu Bân mà là vì hắn ta muốn đòi lại lang nha bổng của mình. Không ai biết Cơ Ngân ở đâu, mà cái tên này nhất định sẽ không bao giờ tự giác trả lại đồ đã mượt, nay khó khăn lắm mới bắt gặp được hắn. Man Đằng tuyệt đối không thể để cho hắn chuồn mất.
Lang nha bổng của ta đâu? Màn đằng gào to một tiếng hỏi. Triệu Bân lấy lang nha bổng ra, thản nhiên nói, của người đây. Ta nghe sư tỷ của người nói con gái đều thích hoa, Màn đằng cầm lấy lang nha bổng rồi cười tâu tuét nói xong còn không quên để ý tới vòng hoa của mình, có mấy đóa hoa hình như đã bị lệch một chút. Triệu Bân nghe xong thì liền giật giật khóe miệng, một lát nữa cho dù ngươi có bị đánh cũng không trách người ta được, nguyên nhân chính là do vòng hoa mà ngươi sắp đem đi tặng người ta đây. Thế nào, đẹp không? Màn đằng tỏ vẻ tự hào nói, hắn ta đã thực sự xem vòng hoa này là một tác phẩm nghệ thuật đem lại cho hắn ta cảm giác thành tựu, hắn ta vì đan vòng hoa này mà đã thức suốt cả đêm. Đẹp, Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Vậy thì ta đi đây. Quay lại đây. Triệu Bân đưa tay ra tóm Màn đằng lại, nếu như cứ để cho hắn ta đi tặng vòng hoa này cho cô gái thì đừng nói đến chuyện tỏ tình nữa, hắn ta chắc chắn sẽ bị người ta đánh cho tơi tả. Làm gì có ai đi tặng người mình thích một vòng hoa như thế này? Đây chẳng phải là đang trù người ta thăng thiên hay sao? Nghe lời ta, làm một bó hoa thôi. Triệu Bân nói, hắn nhất định phải dạy dỗ cái tên ngốc này, nếu không hắn ta thực sự sẽ bị đánh chết. Nguyệt thần nghe vậy thì liếc mắt nhìn, ngay cả ngươi cũng không biết phải tán gái như thế nào mà còn muốn dạy người khác sao. Nhưng ta cũng không ngốc đến thế. Đây chính là câu trả lời của Triệu Bân. Buộc thành bó hoa sao, Màn đằng nhướng mày. Theo đuổi một cô gái, điều quan trọng nhất là sự chân thành, Triệu Bân thâm sâu nói. Kiếm nam nói muốn theo đuổi con gái thì phải không biết xấu hổ. Đương nhiên kiên trì cũng rất quan trọng. Triệu Bân vỗ vỗ Màn đằng, lúc này mà ngươi chạy lên núi thì chẳng những sẽ trở thành kẻ không biết xấu hổ mà còn trở thành kẻ không muốn sống nữa. Màn đằng vò đầu bứt tai, suy tư rời đi. Hắn ta tin lời của Triệu Bân, tìm một nơi không có người liền gỡ vòng hoa ra rồi buộc thành một bó, sau đó mới phi thẳng lên núi. Lúc này tóc tai của hắn ta cũng đã thay đổi, vuốt vuốt rất hiểu cách. Bên này, Triệu Bân đã lên tới đỉnh Vũ Hóa. Lọt vào trong tầm mắt của hắn chính là Bát Nhã đang khoanh chân ngồi trên ngọc thạch tĩnh tâm thiền định, toàn thân nở rộ Phật quang, xung quanh còn nghe được tiếng rì rầm Phật âm vang lên, nét mặt của cô ta lúc này trông hiền hòa y hệt một nữ Bồ Tát. Tú Nhi, cô ta đã quên bao nhiêu rồi, Triệu Bân hỏi. Quên thế gian, cắt đứt nhân quả, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Triệu Bân hiểu quên thế gian, cắt đứt nhân quả có nghĩa là Bát Nhã đã quên đi tất cả những gút mắt trong lòng của mình. Trong trí nhớ của Bát Nhã lúc này sợ rằng đã quên đi chuyện đêm đó cô ta đã cứu Vương Dương như thế nào, bao gồm cả những chuyện liên lụy sau này, phần lớn đều đã bị cô ta lãng quên hết, có như vậy thì cô ta mới có thể tự cho rằng mình đã cắt đứt được nhân quả. Không còn nhớ gì nữa, Triệu Bân hít sâu một hơi nói. Cho dù là Bát Nhã trốn tránh thực tại hay Phật gia lừa mình dối người cũng không quan trọng. Quan trọng là, Bát Nhã đã không còn nhớ những việc xảy ra trong đêm đó. Như vậy thì cô ta sẽ không thể vạch trần. Như vậy hắn cũng tạm thời được an toàn. Dù vậy hắn cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, Bát Nhã đã quên nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ, cho dù có xuống 18 tầng địa ngục thì cũng không thoát được món nợ này, trong nhân quả có hắn cũng không tránh khỏi. Hay là cứ bắt cô ta đi, trong lòng Triệu Bân thầm nghĩ, có nên ra tay bắt gọn Bát Nhã hay không? Hắn đắm chìm trong suy nghĩ đó đến nỗi không biết rằng có người đã bước đến sau lưng mình. Cho đến khi một cơn gió nhẹ thoảng qua và một chút mùi hương nữ tính ập đến thì hắn mới bừng tỉnh. Sư phụ của Bát Nhã không biết từ đâu bước tới, trên mái tóc còn đọng lại vài giọt nước, rõ ràng cô ta là một người rất ưa sạch sẽ cho nên mới sáng sớm đã đi tắm. Sư phụ của Bát Nhã vừa nhìn thấy Triệu Bân thì không khỏi ngạc nhiên. Bái kiến Ngọc Cẩn sư bá. Triệu Bân thấy vậy thì vội vàng chào hỏi. Mới sáng sớm đã chạy tới đây, chắc không phải chỉ để nhìn đồ nhi của ta một cái chứ, Ngọc Cẩn cười nói nhưng nét mặt thì không hề ôn hòa, cô ta cũng đã nghe kể về chuyện hắn đi đến Thanh Lâu, hơn nữa còn bị bắt ở Thanh Lâu. Việc này đã truyền đi khắp Thiên Tông, không muốn biết cũng khó. Chính vì cô ta biết cho nên mới không thể ôn hòa với hắn nổi, tên nhóc này mới bây lớn mà đã ăn chơi trác táng thế rồi sao? Ta chỉ đi dạo xung quanh thôi. Triệu Bân cười nói rồi liền quay đầu bỏ chạy. Về phần Bát Nhã, cho dù Ngọc Cẩn không có ở đây thì hắn cũng khó bắt được cô ta chứ đừng nói đến chuyện Ngọc Cẩn đã tới đây rồi. Nghĩ lại mới thấy,
tuyệt đối không thể ra tay bên trong Thiên Tông, ở đây muốn bắt người thì dễ, nhưng bắt người mà không gây ra động tĩnh lớn thì cực kỳ khó. Tên nhóc này thú vị thật. Ngọc Cẩn không nhìn theo hắn nữa, xoay người trở về lầu các. Trước khi bước vào phòng thì cô ta còn không quên liếc nhìn Bát Nhã và cảm thấy rất hài lòng, sau khi đồ nhi nhà mình đi lịch luyện đúng là có thể niết bàn lột xác, thoát khỏi tạp niệm trần tục, có được tiền đồ vô hạn. Trên đường đi Triệu Bân vẫn luôn nghĩ cách để bắt Bát Nhã. Khi đi ngang qua cửa hiệu Lâu Đời thì hắn mới định thần lại. Lão Trần Huyền luôn ở đó, đã hơn một tháng không tới đây, cửa hiệu Lâu Đời của lão ta lúc này lại chất đầy hàng hóa. Trong trận tỷ thí Tân Tông lão ta đã thua cực thê thảm, cũng không biết lão ta tìm đâu ra được thêm bạc để mà bày biện lại cửa hàng như thế. Trừ lão Trần Huyền thì bên trong cửa hiệu Lâu Đời lúc này còn có một người khác. Người đó chính là Chư Cát Huyền Đạo. Lúc Triệu Bân tiến vào bên trong cửa hàng thì hai lão già đang đứng chụm đầu lại với nhau nghiên cứu cái gì đó, bọn họ đang nghiên cứu bí pháp sao? Ồ không đúng, thì ra bọn họ đang nghiên cứu Xuân Cung Đồ, hơn nữa còn nghiên cứu rất kỹ lưỡng bằng một cái kính lúp. Chắc chắn là hai lão già đang xem mê mẩn lắm cho nên mới không nhận ra khi hắn bước vào cửa hàng hồi lâu. Lớp người già như vậy khiến cho ta cảm thấy rất an ủi. Triệu Bân không quấy rầy hai lão già, miệng hắn nói rất hay nhưng tay chân thì cũng không nhàn rỗi, hắn chỉ phất tay một cái thì một hàng linh dịch trên giá đã bị cuốn đi rồi bị hắn nhét vào không gian bên trong chiếc nhẫn. Hắn không trộm thì thôi mà đã trộm là phải trộm cho bằng sạch, có thể nói là do bệnh nghề nghiệp, mắt thấy thứ tốt thì tay tất nhiên sẽ không bỏ qua. Này, bắt quả tang. Hay lắm, cái tên này sau khi ăn trộm đồ còn lớn tiếng gào to. Hai lão già kia giật mình đến mức muốn tè cả ra quần, hốt hoảng thu cuộn tranh lại, do thu lại quá vội vàng cho nên bức Xuân Cung Đồ đã bị hai người xé làm đôi, một nửa bị nhét vào trong lồng ngực, một nửa bị giấu ra sau lưng. Hai lão già làm chuyện đó rất nhanh chóng, hẳn là đã làm rất thường xuyên. Nhìn thấy người vừa tới chỉ là Triệu Bân thì sắc mặt của hai lão già ngay lập tức tối sầm lại. Không đợi hai lão già nổi giận thì Triệu Bân đã quay đầu bỏ chạy. Tiện tay hắn còn lấy thêm 100 bình dược hoàn, nhưng số dược hoàn này hắn cũng không cướp mà bỏ tiền ra mua đàng hoàng, hắn vừa chạy ra ngoài thì đã phóng vào trong một tờ ngân phiếu. Lão Trần Huyền đã từng nói, mua trên 3 món, toàn bộ được giảm giá 1/10. Mà Triệu Bân cũng chỉ trả tiền theo đúng mức giảm giá đó, bởi vì hắn cũng không có tiền. Tên nhóc thập thò khốn kiếp này. Lão Trần Huyền lớn tiếng mắng, sắc mặt của Chư Cát Huyền Đạo cũng đen lại. Chỉ có điều sau khi mắng thì hai lão già lại tiếp tục nghiên cứu Xuân Cung Đồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù bức Xuân Cung Đồ đã bị hai lão xé thành hai nửa nhưng vẫn có thể nghiên cứu tốt, người già ham học hỏi như hai lão già này trên đời chắc cũng chẳng còn lại được mấy người, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ bị bắt quả tang. Đình Tử Trúc ngày hôm nay yên tĩnh lạ thường. Khi Triệu Bân đi lên thì hắn thấy Xích Yên đang khoanh chân thiền định dưới tảng cây. Vân Yên và Mục Thanh Hàn thì đều đang bế quan trong phòng, trên cửa phòng của mỗi người còn có dán một chữ phong. Nhìn thấy Triệu Bân, Xích Yên vội vàng đứng dậy. Bọn họ đều đã bình an vô sự, Triệu Bân cười nói. Sau đó, hắn còn nói thêm một câu, thực sự rất an toàn. Nghe đến đây thì Xích Yên mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không quên đêm đó đã hộ tống suốt một đoạn đường. Có tin tức gì từ hắn không? Xích Yên trầm giọng hỏi, cô ta đang hỏi về Triệu Bân. Hắn cũng đang ở đó, Triệu Bân cười nói, hắn không nói ra sự thật bởi vì nơi này là Thiên Tông, rất dễ gặp tai vách mạch rừng. Sau đó hắn còn âm trầm nói, khi nào có thời gian thì ta sẽ dẫn cô đến một nơi rất thú vị. Được rồi, Xích Yên cười nói. Két. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì cửa phòng của Mục Thanh Hàn đã mở ra. Sau nhiều ngày bế quan, hôm nay cuối cùng nàng ta mới được ra khỏi cửa, vừa ra khỏi phòng là nàng ta đã mạnh mẽ vươn vai một cái. Triệu Bân vừa nhìn thấy Mục Thanh Hàn thì hai mắt đã sáng lên, sư tỷ của hắn lại lột xác, đó là bởi vì nàng ta đã lĩnh hội được một chút tinh túy của huyền thiên tâm pháp, thậm chí khí lực và huyết mạch cũng đã được tinh luyện, trở nên tinh khiết hơn trước. Không khí bên ngoài thật trong lành quá, Mục Thanh Hàn thở ra một ngụm trọc khí, tinh thần tràn đầy sảng khoái. Chúc mừng sư tỷ niết bàn lột xác, Xích Yên khẽ cười nói. Tất cả đều nhờ vào huyền thiên tâm pháp, Mục Thanh Hàn mỉm cười, tỏ ra rất cảm kích Triệu Bân, công pháp cấp thiên quả nhiên không tầm thường,
ảo diệu vô cùng, như bình thường chắc chắn nàng ta không thể chạm tay vào một bộ công pháp cao cấp bậc này. Không có quà cảm ơn sao, Triệu Bân tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói. Sao, hay là để sư tỷ bóp vai cho ngươi nhé, Mục Thanh Hàn cười nói. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, nét mặt đại biểu cho tất cả, nhân sinh. Vẫn rất tươi đẹp. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, cuối cùng cũng bắt sống được ngươi. Tiếng gào to đột nhiên vang lên rồi ngay lập tức một đám nhân tài đã xuất hiện, Lâm Tà, Thanh Giao, Kiếm Nam, Triệu Tuyết, Tô Vũ, Tử Viêm, Dương Phong, Man Đằng, Vô Niệm. Tất cả đều đã có mặt, bọn họ đã nhiều ngày không gặp Triệu Bân, những người khác thì không sao. Nhưng Man Đằng to con thì mặt mũi đều đã bầm dập hết cả, vừa nhìn liền biết là hắn ta đã bị người ta đánh, hơn nữa còn bị đánh thê thảm, khiến cho hắn ta phải đi khập khiễng. Các người ở nhà cũng không nhàn rỗi nha. Triệu Bân nhìn thoáng qua thì thấy mấy người Tô Vũ cũng đều có sự lột xác. Theo suy nghĩ của hắn thì chắc hẳn là nhờ huyền thiên tâm pháp, mọi người đều đã có sẵn tư chất cùng thiên phú không tầm thường cho nên hoàn toàn có thể ngộ ra tinh túy của tâm pháp sau đó tự tạo thành cơ duyên của bản thân. Bí pháp được thiên tông truyền lại đúng là đoạt thiên tạo hóa. Đã an toàn, Triệu Bân nhìn Lâm Tà và Thanh Giao nói. Hai người bọn họ cũng giống như Xích Hiên, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày không gặp, người cũng đã phát triển không ít nha, Kiếm Nam cùng Tô Vũ tiến lên nói, một trái một phải xoay người Triệu Bân. Nắn bóp cơ bắp của Triệu Bân, mỗi lần gặp lại hắn thì hai người lại cảm thấy bất ngờ hơn, vóc dáng của hắn dường như còn săn chắc hơn trước, khí lực càng lúc càng dồi dào, căn cơ lại càng lúc càng hùng hậu. Nghe nói ở Đế Đô có đợt truy quét khách làng chơi ở Thanh Lâu hả, Kiếm Nam ý vị thâm trường nói. Nghe nói hình như trong số những người bị bắt còn có một người tên là Cơ Ngân, Tô Vũ nói thêm vào. Nghe nói Cơ Ngân đó còn được Sở Vô Xương đích thân bảo lãnh cho ra ngoài. Dương Phong tiếp tục xỏ vào một câu hết sức chuyên nghiệp. Mọi người nghe xong thì không khỏi phì cười. Chỉ có Mục Thanh Hàn là bất giác cau mày liếc nhìn Triệu Bân, trong đôi mắt đẹp còn bùng lên một ngọn lửa, xem ra nàng ta đã bế quan quá lâu cho nên mới bỏ lỡ tiết mục tuyệt vời. Có người chạy đi Thanh Lâu ăn chơi trác táng, hơn nữa còn bị bắt ở Thanh Lâu, thậm chí còn để cho đại tiểu thư Sở gia đích thân bảo lãnh cho ra ngoài. Nàng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình huống đáng xấu hổ đó. Tiểu sư đệ của nàng ta quả thật đáng giận. Nói mãi có thấy chán không? Triệu Bân liếc mắt nhìn đám người đang nói hưu nói vượn trước mặt, suốt ngày bắt hắn phải mang tiếng xấu. Câu chuyện chuyển hướng, tất cả mọi người đều lấy ra rượu ngon, đã lâu rồi bọn họ không được tụ họp như thế này. Đã nghe chuyện người của Triệu gia bị cướp chưa? Triệu gia nào, câu này là do Mục Thanh Hàn hỏi, nàng ta thực sự không biết. Tuy nàng ta không biết nhưng hầu hết những người có mặt đều biết, cho nên bọn họ đã bắt đầu kể lại rõ ràng cho nàng ta nghe. Sau khi nghe xong thì Mục Thanh Hàn lại cau mày, thực sự nàng ta đã bế quan quá lâu cho nên đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Dám chống đối Tử Y Hầu, thực sự quá ghê gớm, Kiếm Nam thổn thức nói. Ta cũng chưa bao giờ nghe nói có người thứ hai dám làm ra chuyện như vậy, Tô Vũ cũng tặc lưỡi. Nghe sư phụ của ta nói chuyện đêm đó diễn ra rất ầm ĩ, Tử Viêm nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, đã hơn một tháng mà lệnh truy nã vẫn còn dán ở khắp nơi, mà lệnh truy nã bắt mắt nhất chính là của cái tên Triệu Bân đó. Tiền thưởng cũng đã được nâng lên 9.000 vạn lượng rồi, Dương Phong bật cười không ngừng. Ta còn nghe nói Ngụy Đằng đã bị tiêu diệt ngay trước cửa nhà, Ngụy gia đang đi khắp nơi truy bắt hung thủ. Thời buổi rối ren. Không có việc gì thì cũng nên ít đi ra ngoài một chút. Mọi người rôm rả nói chuyện, ta một câu ngươi một câu không dứt. Triệu Bân im lặng, Xích Hiên, Lâm Tà và Thanh Giao cũng im lặng, đêm đó nguy hiểm đến mức nào chỉ có bọn họ biết rõ, nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ để diễn tả, may mà Triệu gia vẫn bình an vô sự, không uổng công bọn họ mạo hiểm chạy đến cứu. Uống, Triệu Bân nâng chén. Khó khăn lắm mới có thể quay lại đây. Đêm nay không say không về. Say sưa hết đêm nay thì hắn lại phải xuống núi làm chính sự, hắn còn phải bắt cóc đòi tiền chuộc, trước giờ hắn đã bị hành đủ thảm rồi, hiếm khi mới có cơ hội trả đũa, Ngô Khởi chẳng qua cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Uống. Trên đỉnh Tử Trúc, bầu không khí càng lúc càng nóng lên, mọi người hiếm lắm mới có thể tụ họp đông đủ cho nên đều uống rất hăng say. Tới tận khi màn đêm buông xuống thì mọi người mới loạng choạng đứng dậy.
có người còn không an phận như kiếm nam, vừa uống say một chút là đã muốn cùng mấy cô nương khác tâm sự, cuối cùng hắn ta bị Triệu Tuyết đánh mập mình rồi mới lôi đi, trước khi hai người rời đi thì mấy người Triệu Bân còn không quên giơ tay đánh bồi thêm vài cái, Triệu Tuyết thấy vậy cũng rất đau lòng, đánh thì đánh nhưng đừng đánh đến hỏng là được. Đình Tử Trúc dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại Triệu Bân, Xích Hiên và Mục Thanh Hàn, Lăng Phi đang ở trên núi Bất Tử còn Vân Yên thì đang bế quan. Hai vị sư tỷ uống rượu xong thì má đỏ hây hây, phản chiếu dưới ánh trăng trông thật là quyến rũ. Vốn dĩ đây là cảnh tượng sum họp vô cùng lãng mạn, thế mà Triệu công tử lại không biết quý trọng, ngay lập tức xắn tay áo muốn phá hoại cây cảnh. Cây cổ thụ trong sân đã bị hắn vặt nát. Xích Hiên và Mục Thanh Hàn thấy vậy thì trộm che miệng cười, cũng may là Vân Yên đang bế quan, nếu không thì tên nhóc này đã bị treo lên đánh rồi. Chỉ cần một tin đi dạo thanh lâu bị bắt của hắn lọt vào tai sư phụ thì cũng đủ để cho hắn bị treo lên đánh 3 ngày 3 đêm. Hai người sớm nghỉ đi nhé. Triệu Bân vặt sạch cành của cây cổ thụ xong thì liền quay đầu chạy trốn, thừa dịp sư phụ còn đang bế quan, càng chạy sớm càng an toàn. Hắn vừa xuống tới chân núi thì liền bị một người chặn lại. Đó là một lão già tóc trắng, Triệu Bân đã từng gặp qua lão ta, một trưởng lão nội môn. Bái kiến sư bá, Triệu Bân rất hiểu chuyện, ngay lập tức chắp tay chào hỏi. Trưởng giáo tìm ngươi, lão già tóc trắng nhẹ nhàng cười nói. Triệu Bân lập tức hóa giải cơn say rồi đi theo lão ta. Thiên Tông nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đi đâu cũng có thể gặp được người quen. Đi một đoạn xa thì Triệu Bân liền nhìn thấy một đôi nam nữ đang đi tới, một trong số đó là vệ xuyên thân mặc y phục trắng phấp phới, tay cầm quạt xếp phe phẩy, người còn lại là một nữ đệ tử. Triệu Bân không biết nữ đệ tử này, nhưng nhìn tình huống thì hắn đoán có lẽ nữ đệ tử này lại là một người tình dự bị của vệ xuyên, theo như hắn ta nói thế. Thực ra thì đó chỉ là sự tự luyến của vệ xuyên mà thôi, nữ đệ tử kia hoàn toàn không để ý đến hắn ta một chút nào. Ngược lại khi nữ đệ tử kia vừa nhìn thấy Triệu Bân thì liền không khỏi liếc mắt cười lúng liếng. Đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông tỏa ra hào quang thật sự chói mắt. Cơ Ngân, vệ xuyên vừa nhìn thấy Triệu Bân thì đã nghiến răng nghiến lợi. Sao, muốn lên diễn võ đài tỷ thí không? Triệu Bân thản nhiên nói. Nghe đến đây thì vệ xuyên đột nhiên trở nên lúng túng. Trước đây hắn ta chính là khách quen của diễn võ đài, chuyên thách đấu những người yếu thế. Còn hôm nay thì thôi, hôm nay hắn ta nên an phận một chút thì tốt hơn. Cơ Ngân không phải là một quả hồng mềm mà là một khối thép nguyên chất, cho dù Cơ Ngân có đứng yên cho hắn ta đánh thì hắn ta cũng đánh không nổi. Nghĩ vậy nên hắn ta chỉ có thể lầm lũi rời đi. Lão già tóc trắng chỉ cười chứ không nói gì, đúng là kẻ mạnh làm chủ thế giới, không phục không được. Chẳng mấy chốc thì hai người đã leo đến đỉnh một ngọn núi. Tiễn Triệu Bân lên núi rồi thì lão già tóc trắng cũng xoay người rời đi, ở đình nghỉ mát cách đó không xa, Dương Huyền Tông đang yên lặng uống trà, vừa nhìn thấy Triệu Bân liền ngoắc lại. Bái kiến trưởng giáo, Triệu Bân cung kính chắp tay chào. Ngồi đi, Dương Huyền Tông cười ôn hòa, không hề tô ra cao ngạo uy nghiêm như một trưởng giáo. Nguyên nhân chính là bởi vì ông ta trân quý nhân tài, chưa nói đến những chuyện khác. Chỉ một chuyện Cơ Ngân đánh tới tả đám yêu nghiệt ở trước cổng đế đô thì cũng đã đi khiến cho Thiên Tông nề mày nề mặt. Không biết sư bá gọi đệ tử đến đây vì chuyện gì, Triệu Bân ngập ngừng nói. Nói chuyện phiếm, Dương Huyền Tông mỉm cười. Triệu Bân chưa kịp trả lời thì lại có người tiến lên. Có hai bóng hồng xinh đẹp bước tới, một là Linh Lung, đã hơn nửa đêm mà vẫn còn ở lại Thiên Tông. Người còn lại là một nữ đệ tử mặc phượng y. Tư thái cao quý, uy nghiêm lạnh lùng, người của gia tộc bình thường chắc chắn không thể luyện ra được loại khí chất cao quý bậc này. Cô ta có cảnh giới huyền dương đỉnh phong, quanh thân có mây khói lượn lờ hệt như tiên nữ giáng trần. Đặc biệt cô ta còn có một đôi mắt rất đẹp, bên trong dường như còn ẩn chứa sức mạnh thần bí khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Triệu Bân hơi nheo mắt lại, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với nữ đệ tử mặc phượng y này chính là rất nguy hiểm. Trong vô thức, Triệu Bân mở to thiên nhãn muốn nhìn thấu nữ đệ tử mặc phượng y, nhưng trên người của đối phương có cấm chế ẩn giấu cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy những thứ hết sức mờ mịt. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của đối phương có một cỗ năng lượng cực kỳ khủng khiếp khiến cho hắn kinh hãi đến mức run rẩy, cảm nhận được áp lực từ tận sâu trong linh hồn. Gầm. Trong lúc hắn đang quan sát thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng thú gầm giống.
hắn nghe kỹ thì phát hiện tiếng thú gầm giống đó phát ra từ bên trong thân thể của nữ đệ tử mặc phượng y, nghe rất giống tiếng hồ ly gầm, mà chỉ có hắn mới có thể nghe thấy được. Chuyện này đã khiến cho hắn bị chấn động tinh thần giống như vừa bị thiên lôi đánh. Đại Hạ Long Phi. Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong lòng, những người cùng thế hệ không có mấy người có thể tạo cho hắn áp lực như thế này, phối hợp với khí chất tôn quý của nữ đệ tử mặc phượng y thì cũng không khó để đoán ra được cô ta là công chúa của Triều Long Đại Hạ. Tiếng gầm giống vừa nãy hắn nghe được chắc chắn là của Cửu Vĩ Tiên Hồ, do hắn cố tình nhìn lén cho nên mới bị Cửu Vĩ Tiên Hồ cảnh cáo. Đánh không lại. Triệu Bân thầm nói trong lòng, hắn vẫn rất biết thân biết phận khi đối mặt với Đại Hạ Long Phi, nếu như thuấn thân tuyệt sát không thể giết chết được đối phương trong một tích tắc thì hắn không có cơ hội chiến thắng. Một khi Long Phi trở thành Cửu Vĩ Tiên Hồ thì chỉ cần một tát cũng đủ khiến cho hắn tàn phế, thêm một tát nữa thì hắn chắc chắn sẽ ngã gục, ngay cả lực tái sinh cũng không thể giúp cho hắn khôi phục nổi. Đúng là có thể làm đệ tử chân truyền số một của Thiên Tông, Long Phi quả nhiên danh bất hư truyền. Như Thanh Giao đã nói trước đây, cho dù hắn cộng với Sở Vô Xương, cộng thêm hạng 2 Thiên Vũ, hạng 3 Tinh Hồn và hạng 4 Ngao Diệt, 5 người hợp lại cũng không thể động nổi tới một sợi tóc của Đại Hạ Long Phi. Trong thời đại nhân tài hội tụ, đúng là không có yêu nghiệt nhất, chỉ có yêu nghiệt hơn. Như vị này thì e rằng chỉ có Ma Khôi, Thánh Tử Ma Cung mới có thể chiến đấu ngang sức, Cửu Vĩ Tiên Hồ đấu với Thái Thượng Hung Hổ. Nếu như bọn họ thật sự chiến đấu với nhau thì động tĩnh gây ra chắc chắn sẽ không nhỏ. Trong lúc hắn đang quan sát Long Phi thì Long Phi cũng đang quan sát hắn. Cô ta tất nhiên đã từng nghe nói qua về đệ tử đứng đầu tỷ thí Tân Tông, cảnh giới chân linh đánh bại Sở Vô Xương, đại chiến với lũ yêu nghiệt ngay trước cổng đế đô. Cái tên cơ ngân này đúng là có thiên phú dị bẩm. Nếu như cô ta không có Cửu Vĩ Tiên Hồ thì cô ta cũng chưa chắc có thể đánh bại được hắn cho dù cô ta có cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Bái kiến sư tổ, công chúa, Triệu Bân lại chắp tay chào. Long Phi nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Còn Linh Lung thì lại nói thêm, mấy ngày nay đi uống rượu thưởng hoa ở Thanh Lâu có vui không? Sắc mặt của Triệu Bân đen lại, vừa mới gặp là đã nói xấu ta rồi, giữ mặt mũi cho ta một chút đi có được không? Có biết tại sao bọn ta lại tìm ngươi đến đây không? Linh Lung cười hỏi Triệu Bân. Long Phi im lặng không nói. Triệu Bân cũng giả vờ như không nghe thấy, ta sẽ không hỏi, xem cô rốt cuộc có phải nói hay không. Tình hình trở nên hơi khó xử. Dương Huyền Tông mỉm cười nói, đã từng nghe qua khế ước cộng sinh chưa? Triệu Bân nghe vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian qua quá lâu, Cửu Vĩ Tiên Hồ đã thay đổi. Một mình Long Phi không thể phát huy hết uy lực, Linh Lung chậm rãi nói, sư tôn có cách đem một chia làm hai, một phần âm một phần dương, Long Phi mang theo phần âm của Tiên Hồ, còn ngươi mang theo phần dương của Tiên Hồ, điều kiện tiên quyết là hai người phải thành lập khế ước cộng sinh. Như vậy cũng có thể sao, Triệu Bân hết sức kinh ngạc. Chuyện gì cũng có thể, Dương Huyền Tông vuốt râu nói. Vì sao không tìm Thiên Vũ, Tinh Hồn cùng Ngao Diệt, Triệu Bân nghi hoặc hỏi. Bọn họ không thể lập được khế ước, Linh Lung thở dài nói, đó là lý do tại sao bọn ta cần ngươi thử một lần. Được thôi, Triệu Bân sửa sang cổ áo sau đó ngồi thẳng người, ánh mắt long lanh, vẻ mặt háo hức muốn thử, đây chính là một nửa sức mạnh của Cửu Vĩ Tiên Hồ đó. Nếu như hắn có thể ký kết khế ước thì hắn có thể chiếm được lợi ích lớn, sau này nếu như có thể cửu vĩ hóa thì chẳng phải hắn sẽ tung hoành khắp thiên hạ hay sao? Trước đó còn cần có một tiền đề lớn khác nữa. Linh Lung nhấp một ngụm trà nói. Tiền đề gì? Ngươi cần có cùng cảnh giới với Long Phi. Chuyện này nói sao vậy? Triệu Bân lập tức đứng dậy quay đầu rời đi, muốn hắn ngang hàng cảnh giới với Long Phi tức là hắn phải đạt tới cảnh giới huyền dương đỉnh phong. Hắn lúc này mới đạt tới cảnh giới huyền dương tầng 2 mà bọn họ đã tìm hắn đến đây, nghĩ hắn nhàn rỗi lắm hay sao? Linh Lung đưa tay lên lôi hắn trở lại một lần nữa. Cảnh giới của đệ tử không đủ, Triệu Bân nhe răng trợn mắt nói, xương cốt của hắn bị Linh Lung bấm vào đau nhức không thôi. Bọn ta biết cảnh giới của ngươi không đủ cho nên đã có chuẩn bị trước. Linh Lung liếc mắt rồi phất tay một cái, lấy ra một giọt máu từ trên người của Long Phi, dùng giọt máu này vẽ trên ngực Triệu Bân một ký tự cổ. Triệu Bân không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng rồi lại tự nhiên cảm thấy lồng ngực nóng lên. Dương Huyền Tông cũng không nhàn rỗi.
ông ta đã nhiếp ra một tia năng lượng của cửu vĩ tiên hồ từ trên người Long Phi truyền vào giữa ấn đường của Triệu Bân. Triệu Bân đột nhiên cảm thấy đầu óc chấn động, đặc biệt còn đau nhói trong võ hồn. Mấy giây sau thì tình trạng của hắn mới khôi phục lại bình thường. Đây là chú pháp cộng sinh, có thể làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa hai người, giúp hai người hình thành khế ước cộng sinh trong tương lai. Linh Lung nói, vì vậy ngươi lo mà nâng cao cảnh giới của mình càng sớm càng tốt đi, đừng có suốt ngày đi dạo thanh lâu uống rượu thưởng hoa nữa. Cho đệ tử đan dược thì cảnh giới của đệ tử liền có thể thăng cấp nhanh chóng, Triệu Bân cười nói. Đan dược chỉ là ngoại lực, Dương Huyền Tông thâm sâu nói. Tự mình tu luyện mới là chính đạo, Linh Lung cũng ý vị thâm trường nói. Triệu Bân liếc mắt nhìn hai người này, không muốn cho thì cứ nói là không muốn cho, còn bày đặt nói nhiều lời vô nghĩa thế. Ta còn có chuyện phải làm, đi trước một bước, Dương Huyền Tông đứng dậy, nói đi là đi. Không hổ là trưởng giáo Thiên Tông, cường giả cảnh giới chuẩn thiên, vèo một cái liền không còn thấy nhân ảnh của ông ta đâu nữa. Chờ ta ở đây, Linh Lung cũng vươn vai đứng dậy. Vèo một cái thì cô ta cũng biến mất. Thú vị quá. Nguyệt Thần thấy tình huống này thì trong lòng thầm mừng, một bên là trưởng giáo Thiên Tông, một bên là đồ đệ của Hồng Uyên. Hai người tìm Long Phi và Triệu Bân đến đây ngoài việc muốn lập khế ước cộng sinh thì chắc chắn vẫn còn có mục đích thứ hai, bồi dưỡng tình cảm. Đồ nhi của cô ta nếu như có thể trở thành phò mã thì cũng không tồi. Lớp người già đi rồi, tình hình lại có chút khó xử. Triệu Bân xem xét trái phải, lơ đãng liếc nhìn về phía Long Phi. Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy công chúa, con gái của Hoàng đế Đại Hạ rất phi phàm, phong ấn trong cơ thể của cô ta là một con cửu vĩ tiên hồ, hơn nữa cô ta còn có huyết thống đặc biệt. Một nhân tài xuất chúng như vậy nếu như không phải là con gái thì rất có thể sẽ được phong làm thái tử và trở thành người thừa kế của Triều Long Đại Hạ trong tương lai. Long Phi vẫn chỉ yên lặng uống trà. Linh Lung nói chờ ở đây cho nên bọn họ mới phải chờ. Thực ra thì cả Dương Huyền Tông và Linh Lung đều chưa rời đi, bọn họ đều chỉ đang ngồi ở sườn núi mà thôi. Sư thúc, chuyện này không tốt lắm đâu, Dương Huyền Tông ho khan nói. Sao? Lão không thấy bọn họ xứng đôi với nhau sao, Linh Lung cười nói. Xứng thì có xứng, nhưng Hoàng đế bên kia sợ rằng cũng đã có an bài rồi, Dương Huyền Tông chậm rãi nói, cơ ngân không có lai lịch gì lớn, chỉ với chút quan hệ với nữ soái, hắn không thể nào trở thành phò mã của đại hạ được. Với tài năng của cơ ngân thì ít nhất tương lai cũng có thể trở thành phó trưởng giáo, có khi còn trở thành trưởng giáo nữa cũng không biết chừng, vậy là đủ rồi. Linh Lung lấy chiếc gương nhỏ ra vừa vuốt tóc vừa cười khúc khích nói, nếu như ta là Hoàng đế Đại Hạ thì ta nhất định sẽ rất vừa ý, không nên nhìn vào hiện tại, phải nhìn xa ra tương lai mới đúng. Nói vậy cũng có lý, Dương Huyền Tông cười nói. Hai người ở đây trò chuyện vui vẻ, còn bầu không khí trên núi thì càng lúc càng trở nên xấu hổ. Triệu Bân đang rất vội vàng, Linh Lung bị trói ở đâu rồi hay sao, hay là đang bận tìm cái gì chưa ra? Hắn không có thời gian để lãng phí thêm ở đây nữa, có chuyện gì không thể cứ nói xong rồi mới rời đi được à. Đồ nhi của Hồng Uyên đúng là rảnh rỗi quá. Đêm nay trăng thanh gió mát, nên làm chút gì không? Đột nhiên Triệu Bân lại nói ra một câu như vậy, chính là Nguyệt Thần thay hắn nói. Thấy Long Phi là công chúa, Nguyệt Thần lại bắt đầu nói lời ẩn ý. Lần cuối cùng, bà đây sẽ giúp người lần cuối. Nếu như người còn không thể quyến rũ được con gái người ta thì là do thận của người có vấn đề. Grr. Sự bình lặng của Thiên Tông bị một tiếng gầm phá vỡ. Long Phi đã mở được chín đuôi, đôi mắt đẹp lóe lên ánh lửa. Đêm nay cảnh đẹp người vui, làm chút gì đi nhỉ? Đánh cơ ngân một trận thôi, tên đó chẳng sao hết, nhưng thái độ của hắn rất là gian xảo. Thế này đành oan uổng cho Triệu công tử rồi. Lời này không phải do hắn nói. Mà thần thái gian xảo nào đó, tất nhiên cũng không liên quan tới hắn. Nếu muốn tìm thì phải tìm vị thần nữ tên là Tú Nhi ấy, đúng là đa tài đa nghệ, không những có thể nói chuyện bằng miệng của Triệu Bân mà còn có thể diễn tả đủ thứ biểu cảm qua gương mặt của Triệu Bân. To, quá đi. Triệu Bân ngẩng đầu lên từng tấc một nhìn cửu vĩ hồ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiên hồ cửu vĩ, đúng là quá khổng lồ. Sừng sững như một ngọn núi. Đôi mắt khủng khiếp kia to như cái chén uống rượu, đã vậy còn lấp lánh thứ ánh sáng yêu dị, nhìn lâu sẽ thấy lòng dạ rối loạn không yên.
chủ yếu là khí thế không những điên cuồng mà còn dồi dào vô biên. Đứng trước mặt Cửu Vĩ Hồ, hắn đúng là một con kiến. Chẳng trách Thanh Giao nói, cao thủ đạt đỉnh địa tạng cũng chưa chắc đã áp chế được Long Phi. Theo hắn thấy, cao thủ chuẩn thiên bình thường mà chạy tới cũng khó lòng địch nổi Cửu Vĩ Tiên Hồ. Phải biết rằng Long Phi mới là võ tu đạt đỉnh cao huyền dương, nếu thăng lên địa tạng, sức mạnh Cửu Vĩ có thể giải phóng ra ngoài sẽ càng nhiều hơn. Một khi tới cảnh giới cảnh thiên, cô ta thực sự có đủ khả năng đối đầu với cao thủ thiên võ. Công chúa, đừng nóng như thế mà. Hay là, chúng ta lên giường trò chuyện tí nhé. Đúng lúc này, Triệu Bân lại đột ngột lên tiếng, nói đúng hơn là Nguyệt Thần bồi thêm một đao. Lời này vừa buột ra, sắc mặt Triệu Bân lập tức tối sầm, vội vàng chặn miệng mình. Tiếc rằng nói cũng đã nói rồi. Mà Long Phi của Đại Hạ cũng thực sự bị chọc giận rồi. Một tiếng nổ ngay lập tức vang khắp Thiên Tông. Rất nhiều người giật mình thức giấc, thậm chí chưa kịp xỏ giày đã chạy ra khỏi phòng, nhón chân quan sát. Động tĩnh quá lớn khiến ngọn núi cũng rung lắc một hồi, tiếng gầm vọng như sấm sét, muốn không tỉnh dậy cũng khó. Chuyện gì thế? Có người đang đánh nhau à? Hơi thở này, Cửu Vĩ Tiên Hồ. Âm thanh kinh ngạc liên tục vang lên, gần như mỗi một đỉnh núi đều có người đứng, nhất là ông già, tai người này thính nhất, khả năng cảm nhận cũng không kém, dù cách rất xa vẫn ngửi thấy khí tức đáng sợ. Sau đó tiếng gầm gừ xé trời xé đất càng chứng minh suy đoán của họ, chắc chắn là Cửu Vĩ Tiên Hồ. Như thế thì một bên tham chiến là Long Phi của Đại Hạ rồi, chính vì vậy họ mới thêm ngờ vực. Nửa đêm nửa hôm, Long Phi đánh nhau với ai thế? Ai ăn no rừng mỡ gây chuyện cùng cô ta vậy? Mau mau mau! Không ít người lớn tuổi chạy tới, muốn xem ai chọc giận công chúa hoàng tộc. Chủ yếu là muốn xem Cửu Vĩ Tiên Hồ, đa số họ chưa từng nhìn thấy dung mạo ấy. Ngươi không giữ đạo đức của võ tu, có giỏi thì đừng dùng hồ ly. Còn chưa tới được ngọn núi đã nghe thấy một tiếng hô to. Đám đông trưởng lão nghe xong mà lông mày nhướn lên rất cao, họ đưa mắt nhìn nhau, lòng cũng đã hiểu. Tiếng hô cực bá khí này, ngoài tên Cơ Ngân kia, e là không có người thứ hai có thể hô được. Cơ Ngân. Nhân tài đánh nhau cùng Long Phi, là Cơ Ngân. Đùng, binh. Trong loạt âm thanh hỗn loạn, tiếng nổ càng thêm mãnh liệt. Nhìn từ đằng xa, họ thấy một bóng hình to lớn, một chú hồ ly ảo ảnh với chín cái đuôi cực kỳ chói mắt, hào quang như thiên tiên bắn ra vạn đạo, khí thế bạo ngược. Từng luồng khí tức như gió bão, thậm chí còn có cả quầng khí lan ra khắp xung quanh. Các trưởng lão đã đến trước đó còn chưa kịp đứng vững đã bị hất văng ra ngoài, nhìn lại mới thấy đỉnh núi kia rung lắc cực độ, có dấu hiệu đổ sụp xuống, gạch ngói bay tứ tung rồi rơi xuống như đá vụn, động tĩnh cực kỳ lớn. Sao, còn đánh nhau chứ? Dương Huyền Tông đang ở lưng chừng núi không khỏi giật giật khóe miệng. Ở bên cạnh, thần sắc của Linh Lung cũng rất đặc sắc. Bọn ta lao tâm khổ tứ tạo cơ hội tiếp xúc riêng cho hai ngươi là để hai ngươi giao lưu tăng cường tình cảm chứ không phải để hai ngươi đánh nhau. Ta không muốn đánh, là do mồm miệng hắn quá ti tiện. Đây sẽ là câu trả lời của Long Phi Đại Hạ, cô ta ngồi đó rất đàng hoàng, thế nhưng tên kia ngôn từ cử chỉ khinh suất. Cô ta là người đứng đầu Thiên Tông của Đại Hạ, là công chúa của Triều Long Đại Hạ, đâu từng bị người ta đùa giỡn như thế bao giờ. Tú Nhi, cô lại gài ta. Triệu Bân mặt mũi đen xì, hắn đâu rảnh đi chòng ghẹo Long Phi, cũng không có gan chòng ghẹo công chúa của Đại Hạ. Đây là kiệt tác của Nguyệt Thần, chọc giận Long Phi để hắn bị đấm cho không biết Đông Tây Nam Bắc. Ăn đòn cũng là một kiểu tu hành. Nguyệt Thần nói chuyện lúc nào cũng đầy học vấn như thế. Trời biết đất biết, câu nói này đã hàm xúc lắm rồi. Ai ngờ tính tình Long Phi nóng như lửa thế, không một câu thừa thãi mà đã đánh nhau luôn, ngay lập tức hóa Cửu Vĩ. Triệu Bân còn không đứng vững được. Đánh không lại cũng không mất mặt. Nói xong, Tú Nhi bồi thêm một câu. Câu này là thật, bởi Triệu Bân và Cửu Vĩ Tiên Hồ không cùng một đẳng cấp. Quỳnh. Trong lúc này, Long Phi tung thêm một chiêu đại xuất bi thủ luân. Triệu Bân khẽ hừ một tiếng, liên tục lùi về sau, bàn tay của Long Phi còn chưa kịp tới, hắn đã cảm nhận được khí thế hùng hồn như đỉnh Thái Sơn đè xuống. Nếu bị một trưởng này đánh trúng thì không chết cũng bán thân bất toại. Không phải Long Phi mạnh, mà là Cửu Vĩ Tiên Hồ mạnh.
Trong lúc nguy cấp, hắn dùng thuấn thân, gắng gượng tránh được trưởng này. Hai chân hắn nhanh nhẹn nên cũng tránh được, nhưng tòa cung điện sau lưng hắn thì chịu tội thay, bị một trưởng của Long Phi hất bay. Cung điện nguy nga tráng lệ cũng bay luôn ra khỏi đỉnh núi, vài giây sau mới rơi xuống, đè sập luôn cửa hiệu lâu đời của lão Trần Huyền. Hôm qua lão tử mới khai trương mà. Lão Trần Huyền ôm ngực, đập quán của người ta mà thản nhiên thế à? Đùng, binh. Cùng với những tiếng nổ đùng đoàng, từng đình nghỉ mát, từng dãy lầu gác, từng tòa cung điện bay ra khỏi đỉnh núi, hoặc là đập vào người khác, hoặc là đập vào ngọn núi khác, khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Long Phi nổi điên không sao hết, nhưng nếu cửu vĩ tiên hồ nổi điên thì Thiên Tông cũng bị gỡ ra từng mảnh. Dừng tay. Linh Lung đã leo lên đỉnh núi, khí thế của cao thủ chuẩn thiên bỗng chốc xuất hiện. Dứt lời, cô ta ngẩng mặt lên là thấy Triệu Công Tử bay qua đỉnh đầu mình. Hắn bị Long Phi tặng cho một trường mà bắn ra như một bao cát, bay khỏi đỉnh núi, sau đó dầm một tiếng biến thành chữ đại nghiêm chỉnh dính lên vách đá ở đỉnh núi đối diện. Sướng ghê. Không biết tại sao, thấy Triệu Bân dính ở đó, các trưởng lão ở dưới núi lập tức buột ra câu nói này trong lòng. Người đứng đầu nội môn đấm tung người kẻ đứng đầu ngoại môn, mẹ kiếp, đã con mắt ghê. Dừng. Dương Huyền Tông cũng xông tới, dù phải ôm ngực. Đây là đỉnh núi của ông ta, mời hai người này tới để xem mắt chứ đâu phải để phá làng phá xóm. Lời nói của ông ta cũng có tác dụng lắm. Long Phi thực sự dừng lại, cũng thu lại cửu vĩ hóa. Thế nhưng ngọn lửa trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta chưa từng dập tắt. Sao lại nóng tính thế chứ, Linh Lung ho khan. Hắn chỏng ghẹo ta, Long Phi tức xì khói. Thế thì hắn ăn đòn, cũng đáng đời lắm. Dương Huyền Tông vuốt chòm râu, Linh Lung cũng thâm trầm thốt ra một câu. Nói thì nói như vậy, nhưng không thể đánh nhau nữa, đánh nữa sẽ mất mạng. Long Phi bỏ đi, khi ngang qua ngọn núi kia còn trừng mắt nhìn lên. Triệu Bân vẫn còn đang dính ở đó kia, hắn chẳng dám nhúc nhích, chỉ sợ nhúc nhích rồi Long Phi lại tần mình. Hắn với cửu vĩ tiên hồ đâu chỉ không cùng một đẳng cấp, về cơ bản là hai đối thủ không cùng một không gian luôn. Đừng nói đến đánh đấm, trước mặt cửu vĩ tiên hồ hắn còn chẳng đứng được, sự chèn ép tuyệt đối về sức mạnh khiến bí thuật hay huyền pháp gì đó chỉ là vật trang trí, đánh lên người nó thậm chí còn không đủ gãi ngứa. Ai bảo ngươi ngứa miệng, Long Phi lạnh lùng nói. Tuy miệng thì nói như thế, nhưng từ tận đáy lòng, cô ta cảm thấy rất tò mò. Công chúa của đại hạ, cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng, cũng là người không nhiễm khói lửa nhân gian, thế nhân gặp cô ta đều cung kính, đâu từng bị ai chỏng ghẹo bao giờ. Lần đầu tiên bị khinh nhờn như thế, cảm giác thật lạ. Có lẽ là thứ dục vọng khó nói nhất từ tận sâu trong nội tâm bỗng chốc bị xé mở một góc. Thú vị đấy. Nguyệt Thần bật cười, dường như đã nhìn trộm được thứ gì đó. Long Phi và Sở Vô Xương cùng một kiểu người, rõ ràng không nhuốm bụi trần, thực chất sâu thẳm trong nội tâm luôn khao khát khói lửa nhân gian, thế nhưng thân phận vẫn còn sờ sờ ra đó, không cho phép họ buông bỏ sự kiêu ngạo. Một trận phong ba đến nhanh mà đi cũng nhanh. Người lúng túng nhất là Dương Huyền Tông và Linh Lung. Lần đầu gặp nhau đã chơi một vố thật hoành tráng. Nhìn xuống dưới đỉnh núi sẽ thấy rất đông người tụ tập, có trưởng lão, có cả đệ tử. Rồi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn gì nhỉ? Nhìn Triệu Công Tử, vẫn còn dính ở đó kia. Có không ít người còn lấy tinh thạch ký ức cực kỳ chân quý chụp tách tách một hồi. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, họ không biết một người có thể xếp được hình chữ đại chuẩn đến thế. Đi rồi, xuống thôi, Nguyệt Thần liếc xéo một cái. Nghe vậy, cái đầu như ghim chặt vào vách đá của Triệu Bân mới ngẩng lên. Hắn không tin lời Nguyệt Thần. Đợi khi nhìn rồi mới biết Long Phi đã đi thật. Cô đúng là ả điên. Triệu Bân hầm hầm hè hè, cũng không biết đang mắng Long Phi hay đang mắng Nguyệt Thần. Nhìn bản mặt đen thui của hắn thì chắc hẳn là phương án sau, cứ vài ba bữa ta lại ăn đòn một trận, công lao của cô không thể thiếu được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con à, không sao chứ. Công chúa ra tay nặng quá đi mất, nhìn thằng bé bị đánh này. Có đau không? Thấy Triệu Bân xuống, mấy lão già vây kín quanh hắn, nhìn ngắm từ trên xuống dưới như xem xiếc khỉ. Hài hước nhất không phải điều này, mà là thần sắc của họ. Rõ ràng nói toàn những câu quan tâm,
nhưng ai nấy cười rất hả hê. Nửa đêm quả nhiên có phúc lợi, chẳng có gì hả lòng hả dạ hơn thấy cơ ngân ăn đòn. Vui thì vẫn vui, nhưng chặt lưỡi thì cũng có. Thử hỏi, trong lớp người trẻ tuổi này, có ai dám chọc ghẹo Long Phi của đại hạ? Thử hỏi, bị công chúa đại hạ đánh cho một trận như tử, còn ai đứng lên được? Trước mặt họ có một người, tạm thời không nhắc đến mặt mũi sưng vù, nhưng thực sự rất giỏi chịu đòn. Nếu ta còn thiên kiếp, chắc sẽ cho các ông sướng thử. Đây là lời trong lòng của Triệu Bân, hắn lời ngó ngàng tới đám già đầu mà không chịu chết này, tập tễnh bỏ đi. Một tay bưng mặt, một tay chống vào lưng, mỗi bước đi là có thể nghe thấy tiếng kêu rắc rắc của xương cốt trong cơ thể. Ăn một trận đòn của Long Phi nên đau từ trên xuống dưới, nếu không có vạn pháp trường sinh quyết, chắc hắn gục lâu rồi. Ăn đòn cũng là một kiểu tu hành. Lời này đã biến thành câu cửa miệng của Tú Nhi, cô ta nói không sai, mỗi lần ăn một trận đòn, thể phách của Triệu Bân sẽ mạnh hơn một chút, bị đánh nhiều thì tự khắc da dày thịt béo hơn thôi. Về điều này, Triệu Bân không phủ nhận. Thế nhưng ăn đòn vị bị hố thì cực kỳ không vui nhé. Mỗi lần như thế, hắn sẽ nghiêm túc, hỏi thăm 18 đời tổ tông của Nguyệt Thần. Đáng đời người bị đánh cho hồn bay phách lạc, ngày nào cũng bẫy người ta, trời xanh còn không nhìn nổi. Dù không vui nhưng hắn cũng thấy bất ngờ. Tất nhiên là bất ngờ vì cửu vĩ tiên hồ, quả nhiên là sự tồn tại đỉnh cao. Ra khỏi Thiên Tông, Triệu Bân đi thẳng về phía Tây. Trước khi ra khỏi Thiên Tông còn đụng chúng tên Nghiêm Khang. Thêm cả Viên Miểu, Vũ Văn Hạo và Trịnh Minh, thế nào cũng gặp mấy tên này túm tụm cùng nhau. Thấy hắn bán thân bất toại, đám kia cười tươi hơn hớn. Triệu Bân cũng chẳng buồn ngó ngàng. Đừng để ông gặp được chúng mày ở bên ngoài, gặp lần nào ông trói lần đấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa đã là ở đỉnh núi cách đó 500 dặm. Từ đằng xa đã nhìn thấy ma tử đang ngồi đó vùi đầu lao kiếm. Triệu Bân đáp xuống nhưng không đứng vững, suýt cắm đầu xuống đất. Nghe nói ai đó chọc ghẹo công chúa đại hạ, bị người ta đánh cho quên cả quê mẹ, ma tử chặt lưỡi. Triệu Bân liếc xéo tên này, tin tức của ngươi nhạy gớm nhỉ. Nói nhảm thì nói nhảm vậy, chuyện chính vẫn phải làm. Chuyện chính ở đây chính là xử lý các thế lực đối địch. Ma tử cất kiếm đi, trải rộng một tấm bản đồ. Bên trong ngọn núi này có ẩn chứa một cứ điểm của Hồng Y Môn. Triệu Bân chỉ vào một chỗ, quy mô ước chỉ ẩn có 20 đến 30 cao thủ địa tạng, ngoài ra toàn là cảnh giới huyền dương, tạm thời chưa thấy có cảnh giới chân linh. Thông tin của ngươi từ đâu ra thế, ma tử liếc hắn. Ngươi thực sự nghi ám ảnh là để trương ngà, Triệu Bân tỏ ra thâm sâu. Nếu đại hạ đã biết từ lâu, tại sao không tiêu diệt chứ, ma tử lườm Triệu Bân, biết thừa tên này đang lừa mình. Mạng lưới tình báo ám ảnh của đại hạ được mấy cân mấy lạng, hắn cũng biết chứ. Ta, tự có nguồn riêng, Triệu Bân trầm ngâm. Ma tử không đồng tình, hắn ta tiện tay lấy ra một lá bùa màu đen. Đó là bùa chú truyền tin. Hắn ta vẽ vời một hồi trên đó, bùa chú lập tức biến thành tro. Cường giả của ma gia đã ra khỏi núi bất tử, nhận được truyền tin bèn chạy thẳng tới một chỗ, số lượng không ít, đã vậy toàn là cảnh giới địa tạng. Cao thủ của ma gia được lôi ra hết để tập trung sức mạnh, muốn dùng khả năng chiến đấu để chèn ép đối phương tuyệt đối, tốc chiến tốc thắng. Đây là một quần thể núi. Trên bản đồ đã ghi chú, tên nó là dãy núi Huyết Phong, đỉnh núi khá nhiều. Thực vật tùm. Là nơi này rồi. Cường giả ma ra đến trước, phân tán ra khắp nơi. Triệu Bân và ma tử đến sau. Đêm nay trăng thanh gió mát, là một ngày đẹp trời để giết người cướp của, nợ cũ thủ mới tính cả một lượt. Biết chọn chỗ ghê. Cường giả ma ra cười khẩy, không ít người từng đến khu vực này. Họ không ngờ bên trong dãy núi ẩn giấu huyền cơ, đã vậy còn là một cứ điểm của Huyết Y Môn. Lối vào ở dưới lòng đất, lối ra ở lưng chừng núi. Triệu Bân chỉ vào hai nơi, tất nhiên hắn không biết được, là nhờ Nguyệt Thần chỉ điểm thôi. Dứt lời, 20 cường giả ma ra lên lưng chừng núi. Họ muốn tóm gọn cả ổ, không để tên nào chạy thoát. Đi theo ta. Triệu Bân sải bước, xuyên như con thoi giữa rừng. Ma tử và các cường giả ma ra khác đồng loạt đi theo. Giữa chừng. Triệu Bân không ngừng vung kiếm Long Uyên, thỉnh thoảng chém về phía cây cổ thụ, đôi lúc chém về phía vách đá,
bởi vì những thứ này là cấm chế mà huyết y môn để lại, nếu cứ lao vào dãy núi một cách sằng bậy sẽ chạm phải cấm chế, cũng sẽ bứt dây động rừng. Chẳng được bao lâu, hắn tìm thấy một lối đi ngầm thông thẳng xuống dưới lòng đất. Ở đầu tận cùng của ám đạo là một cánh cửa đá cao tới 5 trượng, có thể thấy rằng địa cung này rất lớn. Để ta, đại trưởng lão Ma Gia vuốt râu, định cho nổ tung cánh cửa đá bằng một đòn tấn công. Có cơ quan, ông không cho nổ được đâu, Ma Tử túm lấy ông ta. Cái này hữu dụng hơn, Triệu Bân mỉm cười, lôi ra cùng lúc mười mấy cỗ xe nỏ. Cửa đá mà cao thủ địa tạng không thể cho phát nổ không có nghĩa là xe nỏ không làm được, khả năng đục lỗ của xe nỏ rất đỉnh đấy. Còn về phía cơ quan, hắn có thể phá giải được, chủ yếu là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Thấy vậy, cường giả Ma Gia mỉm cười, họ chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ đợi cửa đá nổ tung là xông vào trong. Không những phải đánh cho đối phương trở tay không kịp, còn phải kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Triệu Bân mở cấm chế của xe nỏ, cả một rừng xe nỏ đánh tới, dễ dàng nổ tung cánh cửa đá. Cường nỏ phía sau bắn vào địa cung cũng bùng nổ ngay sau đó, châm độc bay tứ tán khắp nơi. Ai đó? Tiếng quát nạt lập tức vang lên, bên trong địa cung trở nên nháo nhào. Ông nội mày đây! Đại trưởng lão Ma Gia hô lên đáp trả, xung phong xông vào trong. Các cường giả Ma Gia khác cũng không chậm trễ, họ giống như mũi tên tấn công vào địa cung. Ma Gia! Người của huyết y môn thấy thế mà giật mình, không biết Ma Gia tìm được nơi này thế này, nhưng nếu đã tìm được thì chắc chắn sẽ tập trung sức mạnh rồi mới đến. Nhìn số lượng cường giả đánh vào trong đã đủ gấp mấy lần chúng. Không ai thừa lời, trực tiếp tiến đánh. Lại là một lần quần ẩu quy mô lớn. Đùng, binh, đùng. Cảnh giới địa tạng mà quần ẩu thì trận địa không thể nhỏ được, cả địa cung hùng vĩ ầm ầm đùng đùng, đá vụn bay loạn xạ, đến cả cột đá chống đỡ địa cung cũng gãy xuống, tiếng gào thét, tiếng chửi bới, tiếng vũ khí va vào nhau loạn thành một đống, đập vào mắt chỉ có những bóng người đang đánh nhau. Đùng, binh, đùng. Không chỉ bên trong địa cung, thế giới bên ngoài cũng rất ồn ào. Người của huyết y môn định thông qua ám đạo mà trốn thoát ra ngoài, gặp phải cường giả Ma Gia canh giữ sẵn. Vì chúng toàn là võ tu huyền dương nên tất nhiên không đánh nổi cường giả Ma Gia, cứ kẻ nào ló đầu ra là bị tiêu diệt. Keng, keng. Triệu Bân và Ma Tử cũng xông vào, một người xách Long Uyên, một người cầm ma kiếm. Bên trong địa cung máu me tung tóe. Ma Gia chiếm thế thượng phong, về cơ bản là 3-1. Cường giả của huyết y môn bị tiêu diệt hết người này đến người khác, kẻ nào định trốn cũng bị ngăn lại. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào rú, tiếng giống giận liên tục vang lên. Triệu Bân không hề thương tiếc, Ma Tử cũng vậy. Nghĩ tới đêm đó, huyết y môn nửa đường chém giết Triệu gia, oai phong cỡ nào. Đây cũng là chuyện khiến cường giả huyết y môn phải hối hận, vốn không thù không oán với Ma gia, nhưng vì đêm đó tham gia sát phạt mới kết thành thù oán. Không ngờ họ tìm tới nơi nhanh như vậy. Trận chiến không cần nghi ngờ gì, tất nhiên kết quả cũng khỏi bàn cãi. Tiếng nổ nhanh chóng tắt ngúm, từ khi khai cuộc đến khi hạ màn cũng chưa đầy một khắc, đám người huyết y môn ở địa cung này không một ai ngoại lệ, tất cả bị diệt sạch. Trận chiến ở thế giới bên ngoài cũng đã kết thúc, không phân biệt nổi trước hay sau. Quả nhiên đông người mới mạnh, chỉ chốc lát đã diệt gọn cả ề. Quét dọn chiến trường. Ma Tiền nói rồi sách ma kiếm gỡ tới gõ lui trong địa cung. Đã là C điểm thì đáng lẽ nên có kho báu gì đó. Báo thù chỉ là một phần việc, nếu còn mót được chút của nải mới là tốt nhất. Đâu cần đến Ma Tử nhắc, cường giả Ma Gia cũng bắt đầu lục tìm, quét sạch bảo bối thì người nào trong số họ cũng chuyên nghiệp lắm. Phàm là những thứ có thể mang đi được thì tuyệt đối không khách sáo, xong việc còn hủy thi diệt tích từng kẻ một. Không phải chứ. Triệu Bân cũng xách kiếm Long Uyên vừa đi vừa gõ. Đáng lý ra thì cứ điểm lớn thế này phải có cả kho tàng mới phải. Bên dưới đàn tế, Nguyệt Thần thong dong nhắm mắt, tùy hứng nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Triệu Bân chạy thẳng tới trung tâm của địa cung. Khu vực đàn tế bị hủy hoại vì trận chiến, nhìn kỹ lại thì đúng là có cơ quan một lối đi dẫn thẳng xuống lòng đất. Ta đã bảo mà. Ma Tử và các cường giả Ma Gia cũng tập trung lại. Vẫn là một lối đi, ở tận cùng của lối đi vẫn là một cánh cửa đá vừa dày vừa nặng. Cánh cửa đá này không thể cưỡng ép mở ra được nữa, bởi bên trong toàn là bảo bối. Cái này,
xoay đúng chiều 3 vòng. Ba cái bên trái, xoay ngược chiều 3 vòng. Cái này, quay thêm 2 vòng. Triệu Bân có thiên nhãn, có thể nhìn xuyên qua cơ quan của cửa đá nên nhẹ nhàng phá giải. Quỳnh. Cùng với một tiếng rung, cửa đá mở ra. Trong thoáng chốc, ánh hào quang lấp lánh từ bên trong rọi ra lóa cả mắt. Triệu Bân và Ma Tử sóng vai tiến vào, nhìn thấy ánh sáng lấp lánh là biết tìm đúng kho báu rồi. Bao nhiêu giường gỗ lớn chứa đầy vàng thỏi, còn có cả châu báu, ngọc quý, đồ gốm. Chất đầy dưới đất, ngân phiếu được xếp từng tệp rất ngăn nắp, nhìn sướng cả mắt. Chuyến này đi không uổng, Ma Tử xách bầu rượu. Chắc cũng phải 3 tới 5 ngàn vạn lượng, đại trưởng lão Ma Gia mỉm cười. Các cường giả Ma Gia cười ha hả, thấy tiền là thân thiết hơn cả mẹ ruột. Nhanh chóng chuyển đi, chạy thêm chuyến nữa, Triệu Bân cười nói. Trận tiếp theo, không chỉ cường giả Ma Gia mà cả Ma Tử cũng phải nhìn sang. Một cứ điểm của tộc xác chết, Triệu Bân hấp một ngụm rượu, cách chỗ này chưa đầy 200 dặm. Cứ điểm của tộc xác chết. Người Ma Gia nghe thấy điều này thì hai mắt phát sáng, đặc biệt là Ma Tử, vô cùng nhiệt huyết. Mọi người thu thập bảo vật, cùng nhau rời đi. Trước khi đi còn không quên phá hỏng địa cung dưới lòng đất. Đội hình thế nào? Đại Bằng và Kim Ưng bay cạnh nhau, Ma Tử đưa qua một bình rượu. Hoàn toàn có thể đối phó được, Triệu Bân nhận lấy, hung hăng uống một ngụm. Tuy rằng đội hình của tộc xác chết không bằng huyết y môn nhưng tộc xác chết có thể triệu hồi con rối xác chết, nếu tính cả vào, vậy thì cường giả của chúng chắc chắn nhiều hơn huyết y môn, cũng may là cường giả của Ma Gia đến khá nhiều. Chủ yếu là tiền. Cường giả của Ma Gia cũng đã đuổi đến, trong đầu toàn là tiền. Vì nghèo quá mà, Ma Gia thật tội nghiệp, không có ngân lượng, làm sao để mua tài nguyên tu luyện. Khoảng cách 200 dặm, rất nhanh đã đến. Đội hình đã được củng cố, vừa mới đến nơi đã nghe Nguyệt Thần nói. Mạnh thế nào, Triệu Bân vội vã hỏi. Hơn 50 cảnh giới địa tạng. Cái này. Triệu Bân không khỏi nhíu mày, 50 cảnh giới địa tạng, cộng với đám con rối xác chết kia thì tổng cộng 100 người. Đội hình này đã mạnh hơn Ma Gia, nếu cố đánh thì sẽ gây ra thương vong nặng nề, là bọn họ đã đến quá trễ, lần trước đến Nguyệt Thần nói. Mới có mười mấy cao thủ địa tạng. Trốn cũng khá kỹ đấy, Ma Tử nhìn về phía trước thở dài nói. Đám cao thủ Ma Gia cũng vậy, mạng lưới tình báo của Ma Gia trải rộng khắp cả nước, trước đây rất nhiều cứ điểm của tộc xác chết đã được tiết lộ cho Hoàng tộc và Thiên Tông, nhiều cứ điểm trong số đó đã bị phá hủy, không ngờ lại còn sót nhiều đến vậy. Đây là đã bị bọn họ phát hiện. Có quỷ mới biết vẫn còn bao nhiêu nơi đang ẩn giấu nữa. Ngây ra làm gì? Nói gì đi chứ, Ma Tử huých Triệu Bân một cái. Đội hình có biến, Triệu Bân hít sâu một hơi nói, có hơn 50 cảnh giới đả tạng. Đây, Ma Tử ho khan, biết đánh thế nào bây giờ? Nếu vậy thì tiết lộ cho hoàng tộc, để hoàng ảnh vệ đến truy quét, trưởng lão Ma Gia nói, thành thật mà nói, bọn họ thường xuyên làm việc này, mượn tay của đại hạ xử lý tộc xác chết, hiệu quả là giống nhau. Tiền thì sao, tộc xác chết khoát tay nói. Trong thành này có ít nhất 9.000 vạn. Đương nhiên, đều là Nguyệt Thần nói. Nhiều tiền như vậy, không thể để cho đám hoàng ảnh vệ ăn không được. Đại trưởng lão Ma Gia lại nói, ai cũng biết rằng, bọn họ không thiếu người, chỉ thiếu tiền, tình cờ. Ở đây lại có nhiều tiền như vậy. Xuyệt. Bọn họ đang nói chuyện thì Triệu Bân đột nhiên ra hiệu, bởi vì người của tộc xác chết từ trong địa cung đi ra, theo như lời Nguyệt Thần nói. Ít nhất có 30 người ở cảnh giới địa tạng, nửa đêm còn ra ngoài, cũng không biết là đi đâu, nhưng chắc chắn không phải là làm việc tốt, nói không chừng là tìm được ngôi mộ lớn nào đó, chuẩn bị đi đào mộ nhà người ta. Như vậy thì dễ xử lý hơn rồi. Nấp đi, Triệu Bân bỏ lại lời đó, tự mình nhảy ra ngoài. Quay lại, Ma Tử gọi. Tuy nhiên tốc độ của Triệu Bân khá nhanh, hắn đã lao vào rừng, trực tiếp xông đến hướng đám người tộc xác chết. Hả? Cường giả tộc xác chết đi đầu tiên ngửi thấy hơi thở khác lạ, hai mắt nheo lại. Đập vào mắt hắn là một bóng đen đang lao về phía mình, hình như hắn đi ngang qua, không để ý tới bọn chúng, phản chiếu dưới ánh trăng, bọn chúng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng của Triệu Bân. Cơ ngân. Đám người vừa nhìn thấy, trong mắt đã lóe lên vẻ kinh hãi,
Cơ Ngân là người nổi tiếng, các thế lực lớn đều có hình chân dung của hắn, mặc dù có khuôn mặt bình dân không có gì nổi bật nhưng vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra. Nửa đêm nửa hôm không ở trong Thiên Tông, chạy đến nơi núi rừng hoang vắng này làm gì, thật đúng là bất ngờ. Bắt sống hắn. Hơn 30 cường giả tộc xác chết đồng loạt nhảy ra, Cơ Ngân là một bảo bối sống, khắp người đều là bảo vật, bắt về nghiên cứu chắc chắn có thể tìm ra rất nhiều bí mật. Ối! Khi hai bên cách nhau chưa đầy 10 thước, Triệu Bân giả vờ hét lên một tiếng. Xong đời, hắn quay đầu liền bỏ chạy. Chạy đi đâu? Đám người tộc xác chết hét lên dữ dội, quét ra một luồng kiếm khí. Triệu Bân sớm đã đoán trước mình sẽ bị đám người này đuổi theo, mặc dù như vậy nhưng hắn vẫn bị dừng kiếm khí của đối phương gây thương tích trên lưng và cánh tay, máu me be bét, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn lắm, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng là được. Chỉ là vài vết kiếm mà thôi, Trường Sinh quyết có thể xử lý được. Ầm, bùm. Khu rừng u ám không còn yên bình nữa. Triệu Bân chạy về phía trước, chật vật chạy trốn không dám quay đầu lại. Đám cường giả tộc xác chết đuổi theo phía sau, từng cây cổ thụ lớn bị bật rễ, những tảng đá lớn sụp đổ khiến núi rừng kinh động, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Nấp kỹ. Khi đi qua một khu rừng, Triệu Bân chớp mắt đã nhìn thấy người của Ma Gia. Người của Ma Gia hội ý, cũng biết rõ chủ ý của Triệu Bân, đây là hắn đang kéo 30 người của tộc xác chết ra khỏi khu rừng, mà tự hiểu Triệu Bân nhất, Triệu Bân không chỉ muốn dụ đám người này rời khỏi đây, mà còn muốn đưa bọn chúng đến núi Bất Tử, mượn mê tung trận của núi Bất Tử để nhốt chúng lại, đợi bọn họ xử lý xong bên này thì quay lại tính sổ đám người này sau. Đây là một cách tốt. Nhưng tiền đề là Triệu Bân có thể trốn thoát. Tuy nhiên, Ma Tử cũng không quá lo lắng, Triệu Bân có thể triệu hồi ngược hướng, đoạn đường này hắn khá quen thuộc, lại có không ít trận pháp, cho dù có là cảnh giới thiên võ thì cũng chưa chắc đã bắt được hắn. Chạy đi đâu? Đám cường giả tộc xác chết lại hét lên, một đám người đuổi theo Triệu Bân ra khỏi núi, có lẽ vì quá chú ý tới hắn ta mà không để ý có người nấp trong bóng tối. Tất cả những gì chúng nghĩ là làm thế nào để bắt sống được Triệu Bân, không thể ra tay quá mạnh, chỉ sợ không cẩn thận sẽ giết chết hắn. Đến lượt chúng ta rồi. Đại trưởng lão của Ma Gia là người đầu tiên đứng lên, có hơn 50 cường giả địa tạng, bị Triệu Bân dẫn đi hơn 30 người, cũng có nghĩa là trong địa cung chỉ còn lại 20 tên, với đội hình hiện tại của họ thì có thể tiến hành tấn công rồi. 9.000 vạn lượng, không thể để tuột mất được. Chờ một chút. Ma Tử xua tay, Triệu Bân bên kia vẫn chưa đi xa. Thế nên, đám cường giả đó vẫn có khả năng quay trở lại. Tộc xác chết thật to gan. Triệu Bân vừa chạy vừa làm hàng, hét lớn chửi bới. Đáp lại hắn ta là một màn tấn công áp đảo, trong đó phần lớn là kỹ thuật phong ấn. Được lắm, đợi ta khởi cáo hoàng tộc, giết hết đám các người. Triệu Bân lẩm bẩm. Thực ra là đang dẫn dụ đám người đó đuổi theo mình. Đừng nói, khi Triệu Bân nói ra những lời này, đám cường giả tộc xác chết nhíu mày, Triệu Bân vừa mới đi qua ngọn núi của chúng, nếu chạy thoát được và bẩm báo với Thiên Tông, ngày mai chắc chắn sẽ có người của Hoàng Ảnh Vệ đến điều tra, vậy thì cứ điểm của bọn chúng sẽ tiêu đời. Không được để hắn chạy thoát. Cường giả tộc xác chết hừ lạnh, không bắt sống được thì giết chết hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt chúng lóe lên ánh sáng lạnh. Từng người đều hiện lên vẻ dữ tợn, công kích áp đảo đã tăng lên rất nhiều uy lực, một tên Cơ Ngân trốn thoát cũng không sao, nhưng hậu hoạn khó lường. Điều ta muốn chính là phản ứng này. Trên lưng đại bằng, Triệu Bân quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên tia giễu cợt danh mãnh. Thu lại tầm mắt, hắn vung tay, dán hàng chục lá bùa tốc hành để gia tăng tốc độ cho đại bằng. Chỗ này cách núi Bất Tử không còn xa lắm, muốn bắt hắn không đơn giản đâu. Nếu không được thì có thể dùng thuật triệu hồi ngược hướng, gần khu này đều có phân thân của hắn, vả lại, không chỉ đám người này, cho dù cảnh giới thiên võ có tới cũng không làm gì được hắn, ngay cả đại hạ Hồng Nguyên. Đánh vào thú cưỡi của hắn. Đám người tộc xác chết nghiến răng, đuổi cả một đường mà không bắt được hắn, không phải tốc độ của Cơ Ngân nhanh mà do thú cưỡi kia của hắn, đó nhất định không phải là thú thông linh tầm thường, nó nhanh như gió, tốc độ đó khiến người ta kinh ngạc. Vốn dĩ ở cảnh giới huyền dương nhưng lại nhanh hơn địa tạng. Bắn người bắn ngựa trước, vậy không phải là nên đánh thú cưỡi trước hay sao? Chuột, đúng là một bầy chuột. Triệu Bân quay lại chửi, xong việc liền tập trung chạy trốn.
Lời mắng chửi này khiến đám cường giả tộc xác chết vô cùng tức giận, cả đám tốc độ tăng vọt. Ở bên này, Ma Tử bên đây thông qua vị trí của Triệu Bân đưa, tìm được một đường thông đạo. Sau đó một tiếng nổ ầm làm rung chuyển ngọn núi. Tất cả hợp lực, làm nổ tung cửa đá cuối đường hầm. Ai? Ông nội ngươi đó. Đại trưởng lão Ma Gia khí tức hung hãn là người đầu tiên tiến vào, chỉ bằng một chiêu đã giết chết một tên địa tạng đỉnh phong, đến con rối xác chết cũng chưa kịp triệu hồi. Ma Gia, tộc xác chết biến sắc, bị đánh đến không kịp trở tay. Giết! Cường giả Ma Gia ào ào như thủy triều, không nhiều lời trực tiếp giết vào. Đánh nhau với tộc xác chết khó hơn đánh với huyết y môn nhiều, bọn chúng đều có con rối xác chết, đội hình không nhỏ. May mắn thay, cường giả của Ma Gia cũng không ít, họ chiếm ưu thế chỉ là vấn đề thời gian. Bên này, Triệu Bân đã tiến vào núi bất tử. Chạy đi đâu? Cường giả của tộc xác chết theo sau cũng đã đi vào trong núi. Sau đó, tiếng sấm ẩm ẩm vang lên, sương mù cuộn lên từng đám. Rượt đuổi rồi lại đánh, đám cường giả tộc xác chết chết dần chết mòn, chỉ bởi vì không nhìn thấy cơ ngân, và ngọn núi này hình như có chút kỳ lạ sương mù ở đâu ra. Mãi không tan đi. Mê tung trận. Cường giả tộc xác chết nghi ngờ, ánh mắt có chút kinh ngạc. Núi bất tử, bọn chúng đều đã đến đây, nhưng đâu có mê tung trận chứ. Đợi ta quay lại, giải quyết các ngươi sau. Triệu Bân xoay người đi, đến thành Thiên Thu cũng không vào, chạy thẳng về hướng Ma Tử, hắn vội quá nên vẫn chưa nói cho đám Ma Tử vị trí của kho bảo vật, thật ra hắn cũng không biết, là Nguyệt Thần nói cho hắn. Trở lại ngọn núi đó lần nữa thì trận chiến đã kết thúc, tất cả người của tộc xác chết cũng đã bị giết. Nhìn lại đám người Ma Gia, hơn nửa đều bị thương, có điều không nghiêm trọng lắm, cũng không có ai bị chết. Khi Triệu Bân đi vào, Ma Tử và đám trưởng lão Ma Gia đang đi vòng quanh địa cung, cầm vũ khí gõ khắp nơi, rõ ràng là đang tìm kho báu, họ thật sự đã đánh giá thấp tộc xác chết rồi, cấu giấu cũng kỹ quá. Đây! Thanh kiếm của Triệu Bân chống vào một bệ đá, mở ra cơ quan. Đột nhiên, cánh cửa ở hai bên từ từ mở ra, lộ ra một lối đi. Tiểu Hữu, người được lắm, đại trưởng lão Ma Gia cười nói. Con mắt của ta có thể nhìn thấu, Triệu Bân chỉ vào mắt trái. Được lắm, lời này vừa nói ra thì đám trưởng lão vội vàng che đúng quần lại. Triệu Bân liếc mắt, ai nấy đều đã già cả rồi, cái gì mà chẳng giống nhau. Che cái quần quèo à. Có thấu thì thật tốt. Ma Tử thở dài, là người đầu tiên bước vào thông đạo. Xong đời, vừa bước vào liền bị cấm chế tấn công, lúc bước ra mặt đã bê bết máu. Có thấu thì thật tốt. Triệu Bân lè lưỡi đi vào. Mặt Ma Tử đen lại, Triệu Bân chắc chắn đã biết từ trước, chỉ là không nói với hắn, làm hắn không cẩn thận dẫm hố. Quỷ mới biết tộc xác chết còn đặt cấm chế, đánh cho hắn hai mắt toàn sao. Cửa đá mở ra, lại là ánh sáng rực rỡ. Xem ra Nguyệt Thần nói không sai, ở đây thật sự có rất nhiều vàng. Đúng là một chuyến đi đáng giá. Cường giả Ma Gia thấy vậy, cười không khép được miệng. Trong đây thật sự có hơn 9.000 vạn ấy chứ. Lại là cái thứ này. Triệu Bân cầm lấy một thứ lên. Vật này vuông vức như gạch nhưng lại không phải gạch, toàn thân tỏa quầng sáng màu tím, hắn cũng có một cái. Nguyệt Thần có nói qua, thứ này là chìa khóa, nhưng không biết ổ khóa nằm ở đâu mà thôi. Khi mọi người rời khỏi địa cung của tộc xác chết, bầu trời đã hửng sáng. Ai nấy trong lòng vui phơi phới, chỉ trong một đêm đã càn quét hai cứ điểm của tộc xác chết, lấy được hai món tiền lớn. Cả đám người mặt mày hớn hở, đặc biệt là đại trưởng lão của Ma Gia. Cười không khép được miệng, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, phía sau vẫn còn, nghĩ đến lại thấy phấn khích. Nghèo lâu quá rồi, chưa bao giờ được nếm trải mùi vị của sự giàu có cả. Đám cường giả của tộc xác chết kia có phải đã bị ngươi dụ đến núi bất tử rồi không? Ma Tử cười hỏi. Vẫn là ngươi hiểu ta nhất, Triệu Bân cười cười, đưa cho hắn một bình rượu. Yên tâm đi mua tài nguyên tu luyện, phần còn lại giao cho chúng ta. Ma Tử lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, lại ẩn giấu chút lạnh lùng. Những năm này, Ma Gia luôn phải lẩn trốn, hiện tại không có gì ngáng chân, thù mới hận cũ, hắn phải tiếp tục tính. Được, Triệu Bân nhấp một ngụm rượu. Ra khỏi núi, hai bên chia tay nhau.
Triệu Bân đi mua tài nguyên. Ma Tử và những người khác quay trở lại núi Bất Tử, hơn 30 cường giả của tộc xác chết, cũng coi như một gia tài, không nói đến cái khác, vũ khí của chúng cũng không phải đồ vật bình thường, nói không chừng có thể đổi lấy mấy trăm vạn ngân lượng. Cái mê tung trận chết tiệt này. Núi Bất Tử hôm nay đúng là náo nhiệt, những lời nguyền rủa nối tiếp nhau không dứt. Hơn 30 cường giả địa tạng đuổi theo Triệu Bân đến đây, bị mê tung trận làm lạc đường, lại còn con mẹ nó lạc mất nhau, từ xa bàn bên này nhìn xuống, bọn chúng như ruồi không đầu, chạy tới chạy nói, dù thế nào cũng không thể thoát ra. Lúc này còn đang mắng cha chửi mẹ kia. Ngoài sự tức giận, nhiều hơn là lo lắng, bọn chúng bị giam ở đây, còn cơ ngân thì sao? Có phải cũng bị giam ở đây hay không, nếu hắn ra ngoài rồi thì coi như toi. Hắn chắc chắn sẽ báo cáo với hoàng tộc, dẫn hoàng ảnh vệ đến cứ điểm của tộc xác chết. Xong đời, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ bị xử lý thôi. Hắn sớm đã biết ở đây có mê tung trận rồi, một cường giả tộc xác chết lầm bẩm, ánh mắt lim dim, dường như đã đoán ra gì đó, tối qua cơ ngân một đường chạy trốn, chủ yếu là cố tình dẫn dụ chúng đến núi Bất Tử, kinh tởm là, đến bây giờ bọn chúng mới biết, bị giam cầm ở đây, chắc chắn không thể thoát ra được. Đúng là bổ mắt, trên ngọn núi cao nhất thành Thiên Thu, Lăng Phi đứng cạnh Sa Bàn, tay cầm kính viễn vọng, cũng không biết mệt, đã đứng đây xem cả đêm rồi, có thể thấy rõ ràng từng người của tộc xác chết, người ngoài rõ ràng, người trong cuộc mù mờ, đúng là một cảm giác dễ chịu. Tính thời gian, cũng đã đến lúc quay về rồi, Huyễn Mộng nói khẽ, đợi đám người ma gia trở lại, sẽ xử lý từng tên một, từ tối qua khi Triệu Bân dụ bọn người tộc xác chết đến đây, cô ta đã biết dụng ý của hắn. Đánh không lại thì dụ đến núi Bất Tử, chờ có thời gian sẽ đánh sau. Về rồi, một phân thân của Triệu Bân đột nhiên nói. Lời vừa dứt đã thấy Ma Tử và cường giả ma ra vào núi, không thiếu một ai. Phân thân của Triệu Bân lại phân ra mười mấy người nữa, cùng ra khỏi thành Thiên Thu, tầm nhìn của đám người này tương thông, ở đâu có người của tộc xác chết họ đều biết rõ. Đến nào các bảo bối. Cường giả ma ra sắn tay áo, cười vui vẻ nói. Sau đó, không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh. Tiếng gầm và la hét nối tiếp nhau vang lên. Đã đến núi Bất Tử thì đừng nghĩ đến chuyện một đánh một, dĩ nhiên là phải đánh hội đồng rồi, năm đánh một. Tộc xác chết bị đánh cho không ngóc nổi đầu dậy, mỗi tiếng la hét là một người bị giết. Linh cảm thật chính xác, chính là giết từng người một. Điều duy nhất chúng đoán sai chính là, người giết chúng không phải hoàng ảnh vệ của đại hạ mà là người của ma gia, trước khi chết, có thể làm rõ một việc, đó là quan hệ giữa cơ ngân và ma gia, dĩ nhiên không đơn giản, thật đáng tiếc, họ đã biết quá muộn, không kịp truyền tin ra ngoài nữa. Cuộc vây giết không bao lâu thì kết thúc hoàn hảo. Hơn cả mong đợi nữa. Trên đường về thành Thiên Thu, Ma Tử mỉm cười ha ha, vừa cướp được 9.000 vạn. Vừa có được bảo vật của đám cường giả đó, đem đi bán chắc cũng kiếm không ít. Tục ngữ nói đúng, việc tốt thành đôi. Vẫn chưa bước vào thành Thiên Thu, đã nhìn thấy một luồng sáng ma thuật bay lên bầu trời, nó ở trong khoảng không, tạo ra một tầm nhìn huyền diệu, còn có một bức tranh cổ xưa phản chiếu ánh sáng. Cái này, cũng quá đột ngột rồi. Phân thân của Triệu Bân ho khan, nhìn về phía đại trưởng lão ma gia, thực lực đã tiến vào cảnh giới chuẩn thiên. Đâu chỉ bất ngờ, mà còn rất tùy ý nữa. Tốt. Mọi người vỗ tay tán thưởng, ánh mắt sáng ngời. Bất ngờ, luôn đến một cách bất ngờ. Người vui nhất chính là đại trưởng lão, vẫn còn đang ngồi đếm tiền kia. Ngân lượng vẫn chưa đếm xong thì mơ mơ hồ hồ tấn thăng cảnh giới. Ông ta đã kẹt ở địa tạng đỉnh phong hơn 10 năm rồi, cuối cùng cũng đột phá, thật thoải mái quá. Ma gia đại phúc, Ma Tử cũng cười. Cuối cùng cũng có ngày này. Quay về rồi nói, đại trưởng lão cũng không đếm tiền nữa, chui ngay vào thành, tìm một nơi yên tĩnh, đè nén sự kích động, yên lặng khoanh chân ngồi xuống, nhất định phải củng cố cảnh giới trong thời gian ngắn nhất. Người ma gia tụ tập, khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Trận thế khá lớn đấy. Triệu Bân cũng có thể nhìn thấy thông qua phân thân, trong lòng không khỏi vui mừng. Đây mới chỉ là người thứ nhất. Sau này nhất định vẫn còn, ma gia nhiều người, nếu cơ duyên đủ nhiều thì nói không chừng vẫn sẽ có người đột phá, không đến 10 năm, ma gia nhất định sẽ chấn động tứ hải bát hoang.
nửa giờ sau, hắn bước vào một thành cổ. Thành cổ này tuy rằng không so được với đế đô, nhưng cũng khá thịnh vượng, ít nhất thì cũng hơn thành vong cổ, nguyên nhân chủ yếu là khoảng cách khá gần, chỉ cần là thành cổ lớn một chút thì đều có huyền cơ các, lão huyền cơ đưa hắn huyền cơ lệnh, có thể giảm giá 20% khi mua bất cứ đồ vật nào. Đường phố lúc sáng sớm rất sôi động. Nơi nào có người thì đều có tiếng thảo luận, những sự kiện trọng đại trong những ngày qua như bắt dâm, đám yêu nghiệt đế đô đánh hội đồng, thiên kiếp, người nhà họ Triệu bị cướp, Ngô Khởi bị bắt cóc. Tất cả đều trở thành tiêu điểm, nghĩ lại thì hình như chuyện nào hắn cũng có tham gia vào. Ở trung tâm thành phố, hắn tìm thấy một huyền cơ các. Trưởng quỹ của gian hàng là một người phụ nữ đẹp, khuyết điểm duy nhất là cô ta có một mái tóc màu trắng. Khi hắn vừa bước vào, người phụ nữ đẹp tóc trắng đang yên tĩnh đọc sách cổ, khí chất này, khá giống với Vân Yên, cảnh giới địa tạng đỉnh phong, luận về sắc đẹp thì vẫn kém Vân Yên một bậc. Tiểu hữu, tùy ý xem, người phụ nữ đẹp tóc trắng cười nói. Tiền bối, ta cần. Triệu Bân vẫn chưa nói xong thì trong lòng có chút kinh ngạc, vô thức nhìn về một bên, huyền cơ các này không nhỏ, từng kệ hàng được sắp xếp ngăn nắp, những thứ bán ở đây cũng vô cùng phong phú. Chính vào một khoảnh khắc trước đó, độn giáp thiên tự trên kiếm Long Uyên của hắn đột nhiên rung lên. Có độn giáp thiên tự, Triệu Bân tự hỏi. Bên này, người phụ nữ đẹp tóc trắng còn đang đợi nửa câu sau của Triệu Bân, rốt cuộc là muốn mua gì? Ta, xem trước đã, Triệu Bân ho khan, trực tiếp đi vào bên trong. Người phụ nữ đẹp tóc trắng lắc đầu cười, tiếp tục đọc sách cổ. Sau một vài cái liếc mắt, cô ta ngẩng đầu lên và lẩm bẩm, hắn là cơ ngân. Nói xong, cô ta lật ra một cuộn ảnh, đối chiếu một hồi, hình như đúng là cơ ngân. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Triệu Bân đi tới đi tui trong cửa hàng, chọn đi chọn lại. Cũng không thể trách hắn được, bởi vì dao động đó, lúc có lúc không, cũng không biết là độn giáp thiên tự có vấn đề, hay là độn giáp thiên tự của cửa hàng này bị lỗi nữa, cứ rung liên hồi. Đi vào đến trong cùng, hắn mới từ từ dừng lại. Chính là nó. Triệu Bân vừa nói vừa lấy một cuộn giấy cổ trên giá xuống. Cuộn giấy cổ này không phải là bí thuật hay kỹ thuật, mà là một loại sách cổ dạy tu tâm dưỡng tính, cũng đã khá lâu đời rồi, cầm trong tay, thiên tự càng rung động rõ ràng hơn. Nhặt được một bảo bối rồi, Triệu Bân cười hi hi quay lại quầy. Thấy Triệu Bân quay lại, người phụ nữ đẹp tóc trắng vội vã đóng cuộn tranh lại, cô ta chắc chắn hắn là cơ ngân. Tiền bối, ta cần cái này, Triệu Bân cười nói. Nếu tiểu hữu thích, ta tặng ngươi. Người phụ nữ đẹp tóc trắng cười nói, coi như kết duyên. Nếu tiền bối muốn tặng, thì tặng luôn những thứ này nhé. Triệu Bân đưa ra một trang giấy, trên đó dày đặc toàn chữ, chúng đều là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện, chẳng qua là thuốc và linh dược, cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là số lượng khá nhiều. Người phụ nữ đẹp tóc trắng vừa nhìn thấy thì nhất thời giật mình, đây là một vụ mua bán lớn. Một cảnh giới huyền dương cần dùng nhiều tài nguyên như vậy sao? Số lượng này e rằng quân đội mới dùng hết ấy chứ. Tiền bối, có giảm giá không? Triệu Bân cười ha ha nói. 20%, người phụ nữ đẹp tóc trắng cười ra hiệu. Nếu tính như vậy thì phải giảm 40% rồi, Triệu Bân cũng thực tế, lấy ra huyền cơ các lệnh bài, người phụ nữ đẹp tóc trắng giảm giá 20% cộng thêm 20% này nữa, Chính là 40% mà. Tiểu hữu, người đây... Người phụ nữ đẹp tóc trắng khóe miệng giật giật. Tiền bối người xem rồi tính, Triệu Bân lấy ra một sấp bạc cùng bùa chữ vật, trong đó có vàng bạc châu báu, hàng thật giá thật. Tất cả số tiền kiếm được đêm qua đều ở đây. Người phụ nữ đẹp tóc trắng sửng sốt, tên tiểu tử này đúng là giàu có. Họ có tiền chính là ta có tiền. Đây là lời thật lòng của Triệu Bân, về phần, họ, trong lời của hắn, ám chỉ đám người kia, ví dụ như Ngô Khởi. Gặp một lần thì bắt cóc một lần, không quét sạch kho tiền nhỏ nhà họ Ngô. Hắn không cam lòng. Dùng tiền của người khác mua tài nguyên tu luyện, hắn không thấy đau lòng. Tiểu hữu đợi một chút, người phụ nữ đẹp tóc trắng cầm lấy ngân lượng, xoay người rời khỏi quầy. Sau đó, cô ta còn quay đầu nói một câu, không được trộm đồ. Ta là người như vậy sao, Triệu Bân bĩu môi. Nguyệt thần nghe thấy, khinh thường liếc hắn một cái. Nếu người phụ nữ đẹp tóc trắng nghe thấy, chắc chắn cũng sẽ nhìn hắn một cái. Với màn trình diễn của ai đó ở Thiên Tông,
có phải người như vậy hay không, trong lòng người con mẹ nó còn không rõ hay sao? Tốc độ làm việc của người phụ nữ đẹp tóc trắng rất cao, không bao lâu đã quay trở lại. Triệu Bân ước tính sơ bộ, chắc chắn không phải giảm giá 40%, chỉ khoảng 25% thôi. Theo như lời của người phụ nữ đẹp tóc trắng thì cho dù có Huyền Cơ các lệnh cũng không thể tham gia các đợt giảm giá khác, không thì sẽ bị lỗ tiền. Đa tạ tiền bối, Triệu Bân thu lại đống tài nguyên, xoay người rời đi. Thế mà ta lại bị một tên tiểu bối cho vào chồng, người phụ nữ đẹp tóc trắng cười khổ một tiếng, biết sớm Triệu Bân có Huyền Cơ các lệnh thì quỷ mới giảm giá 20% cho hắn, tên tiểu tử đó cũng không ngốc, đòi giảm giá trước rồi mới lấy Huyền Cơ các lệnh ra. Lão Huyền Cơ cũng thật là, đưa hắn thứ đồ đó cũng phải nói trước một tiếng chứ. Ra khỏi thành cổ, Triệu Bân chạy một đường đến núi Bất Tử. Sau khi đi vào trong rừng, hắn lấy ra cuộn giấy cổ, sau đó lấy sấm sét quấn lại, tôi luyện, cuộn giấy cổ hóa thành tro tàn, có một ký tự cổ tinh xảo chói lọi xuất hiện, đó là Độn Giáp Thiên Tự hàng thật giá thật, bị hắn khắc lên kiếm Long Uyên, thân kiếm kích liệt run lên một tiếng, tự mang theo uy áp. Bởi vì có thiên tự nên kiếm Long Uyên sẽ có cảm ứng của riêng mình. Thật tuyệt, Triệu Bân cười hi hi. Hắn chưa kịp thu lại kiếm Long Uyên thì đã nhìn thấy một loại dị thường. Cái gọi là dị thường là chỉ những sợi tro bay lên từ cuộn giấy cổ, vẫn chưa rơi xuống đất lại bay lên, tự chúng tụ lại giữa không trung, đan xen vào nhau thành những ký tự cổ xưa, sắp xếp ngay ngắn. Thuật soát hồn. Triệu Bân ngẩng đầu, nhìn với vẻ kinh ngạc. Đây là kết quả của sự đột biến, cuộn giấy cổ không chỉ ẩn chứa Độn Giáp Thiên Tự mà còn ẩn dấu bí pháp, cũng là thuật soát hồn, có thể hiểu được bằng cách nhìn vào nghĩa đen của dòng chữ này, đó là tìm kiếm ý thức của người khác. Niềm vui, bất ngờ, Triệu Bân cười ngây ngô. Đúng là vận may nghịch thiên. Nguyệt thần chỉ có thể thốt lên một câu như vậy. Tên nhóc này, không phải gặp được đại vận thì chính là đang trên đường đi gặp đại vận, nhiều thành cổ như vậy. Hắn lại chọn đúng nơi này, nhiều cửa hàng như thế, hắn lại cũng chọn đúng Huyền Cơ các này, một cuộn giấy cổ tầm thường, không ngờ có hẳn hai cơ duyên, đến cô ta cũng không nhịn được mà thở dài. Tú Nhi, ta nhặt được bảo bối rồi, Triệu Bân cười tâu toét. Nhìn thấy rồi, Nguyệt Thần liếc mắt. Nhìn mà xem, bí thuật ấy, cũng chẳng cần cô ta dạy nữa, dường như được sắp xếp sẵn cho tên nhóc này ấy. Rõ ràng là cố ý sắp xếp mà. Ví dụ như vạn pháp trường sinh quyết, như đại địa linh chú, và cả thuật soát hồn này nữa. Triệu Bân trầm mặc không nói gì, đôi mắt sáng lấp lánh. Thuật soát hồn không khó hiểu. Hoặc có thể nói, hắn ta tài năng đến mức, không có gì khó quá cả. Nếu như là người bình thường, phần lớn sẽ chỉ hiểu một nửa, trình của bí thuật này không cao, ít nhất thì Nguyệt Thần cũng không thèm để ý đến, nhưng ở phàm trần thì cũng đủ dùng, có thể soát hồn hay không. Còn phải xem là ai dùng nữa. Nếu như tinh thần có cấm chế thì thuật soát hồn cũng vô dụng, có điều, cô ta tin tưởng Triệu Bân, có thể từ thuật soát hồn cấp thấp mà suy ra thuật soát hồn cấp cao, năng lực đặc biệt này không phải ai cũng có. Tuyệt! Triệu Bân tiếp tục lên đường, không quên lĩnh hội thuật soát hồn, chỉ một chữ tuyệt, hắn đã nói đến mười mấy lần, người làm tình báo đều thích loại bí pháp này, nếu đối phương không mở miệng, trực tiếp dùng thuật soát hồn là được. Hắn có võ hồn, dùng thuật soát hồn chính là đắc thiên độc hậu ấy chứ. Hự! Trong một khoảnh khắc, hắn ta khẽ rên rỉ. Sau đó, chỉ thấy hắn kéo mở ngực mình ra, trên đó có một dòng chữ cổ xuất hiện, phát sáng và nóng rực. Chữ này chính là lời nguyền cộng sinh do Linh Lung dùng máu của Long Phi khắc lên, không biết tại sao, càng ngày nó càng nóng, giống như một thanh sắt nóng đỏ in lên người hắn, đồng thời. Sức mạnh của hồ ly chín đuôi trong người hắn cũng không thành thật chút nào, nó đang chạy loạn trong cơ thể, thậm chí đã tìm thấy lời nguyền cộng sinh, từ từ hòa nhập vào nó. Triệu Bân dừng lại, dừng ngay trên một đỉnh núi, uy nghiêm như một pho tượng. Thuật lời nguyền cộng sinh, xuất hiện một loại sức mạnh bí ẩn hòa vào trong cơ thể hắn, sức mạnh đó hùng vĩ, tự mang tạo hóa, cái gọi là tạo hóa chính là ép tu vi của hắn đến cảnh giới nút thắt cổ trai. Cơ duyên ngược chiều gió. Hắn phải vất vả biết bao. Phá! Sau tiếng gầm nhẹ, tu vi của hắn thăng tiến đến cảnh giới huyền dương tầng 3. Trong khoảnh khắc đó, có một đạo ánh sáng vàng vọt lên trời, hóa thành đạo quang mang nhưng nhanh chóng tiêu tan, thể hồn của hắn bị rất nhiều tia sét xé nát, không phải là thiên lôi,
mà là thân thể hắn cường mạnh đến một cấp độ nhất định chấm CSO thấy tẩy tủy dịch cân kinh của hắn không phải là vô ích. Không tồi. Triệu Bân thở ra một ngụm chọc khí, sau đó mở mắt. Lại tăng thêm một tầng nữa, xương cốt chắc hơn, kinh mạch dày hơn, đan điền cũng lớn hơn, phân thân không ngừng vận chuyển tinh hoa của linh mạch, khiến khí huyết của hắn như biển cả, nhìn từ xa cũng thấy nó giống như một quả cầu lửa đang bùng cháy, sức sống vô cùng mạnh mẽ, tinh túy nhất là võ hồn, lại có thêm một biến hóa nhỏ, chi giác, thính giác, thị giác đều nhạy cảm hơn rất nhiều. Hả? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần. Hắn thăng cấp, Nguyệt Thần cũng có biến đổi, chủ yếu là đạo vận, bớt đi một tia giễu cợt, nhiều hơn một chút uy nghiêm, mây mù vần vũ, từng sợi tóc huyễn lệ đều làm tăng vẻ huy hoàng rực rỡ, phản chiếu ánh trăng thanh khiết, làm người nhìn có cảm giác mơ hồ, dù chỉ còn sót lại một tia thần hồn, cô ta vẫn cứ là Nguyệt Thần, mặc dù chỉ tồn tại trong ký ức của hắn, nhưng bây giờ nhìn lại thấy xa vời hơn mộng, hắn nhìn đến xuất thần. Ồ, ta lại tưởng là ai? Hóa ra là Cơ Ngân. Triệu Bân vẫn còn đang chìm đắm trong trầm mặc, có người đến hắn cũng không biết. Triệu Bân hồi thần, ngẩng đầu nhìn. Đập vào trong mắt hắn là một con hắc hổ to lớn, là loại có thể bay, hai cánh của nó dang rộng tầm 3 đến 5 thước, nó khẽ vỗ cánh là một trận cuồng phong, làm hắn suýt chút nữa bị ngã từ trên đỉnh núi xuống. Hắc hổ rất hung dữ, đôi mắt to lớn đầy hung hãn, trên người tràn ngập huyết khí, chắc chắn ngày thường ăn không ít thịt người sống. Nếu không thì cũng không thể có sát khí nồng đậm đến vậy. Trên lưng hắc hổ có một người đang đứng. Là người quen, tử đô của trấn Ma Ti. Ngày đó, trong những tên yêu nghiệt đã đánh hắn ở lối vào của đế đô, có mặt tử đô, sau khi bị hắn đánh cho một trận thì còn bị sét đánh, vẫn chưa giết được tên khốn này, mới hơn một tháng, đã hồi phục lại rồi. Sau khi nhìn thấy tử đô, Triệu Bân lại nhìn xung quanh. Người đến không chỉ có tử đô mà còn có hơn chục cường giả, thú cưỡi đều là hắc hổ, cả đám cùng là cảnh giới địa tạng, chẳng trách tử đô lớn mật như vậy, là do có người bảo vệ. Sao nào, Triệu Bân mỉm cười nhìn về phía tử đô. Người nói sao, tử đô âm hiểm cười hỏi, trong mắt lóe ra một tia sáng, hắn ta đang ra ngoài làm nhiệm vụ, không ngờ lại gặp được Cơ Ngân ở đây, đã gặp được rồi thì hắn ta chắc chắn muốn đá Cơ Ngân xuống Diêm Vương Điện báo danh. Trận chiến ngày trước đã khiến cho hắn ta không còn mặt mũi, ôm một bụng phẫn nộ suốt mấy tháng trời. Bắt sống, sau khi cười một tràng, tiếng cười của tử đô đột ngột đi ang lại. Không cần hắn ta nói thì mười mấy cường giả trấn Ma Ti đều đã ra tay, kết thành một tấm lưới cổ tự từ trên trời chụp xuống, một nhân tài như Cơ Ngân nếu giết đi thì cũng thật đáng tiếc, nhất định phải bắt sống. Bắt ta! Triệu Bân cười lạnh, vèo một cái liền biến mất. Tất nhiên là hắn đã dùng thiên nhãn thuấn thân, đêm qua khi hắn bị Long Phi đánh tơi bời thì hắn đã dùng qua một lần thiên nhãn thuấn thân, chỉ có điều hơn nửa đêm đã qua cộng thêm việc tu vi của hắn đã thăng cấp khiến cho động lực của hắn dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng vẫn đủ để dùng thêm một lần thiên nhãn thuấn thân. Ban đầu hắn còn muốn một kích tuyệt sát tử đô, nhưng sau khi ngẫm lại thì hắn liền bỏ qua suy nghĩ đó. Tử đô là một bảo bối, cũng là một chỗ rút tiền tốt. Gặp một lần bắt chói một lần thì có lợi hơn là giết. Bắt chói hắn ta thêm vài lần nữa thì sẽ có ngân phiếu dùng không xuể, nhưng nếu như một kiếm chém chết hắn ta thì cái gì cũng không có được. Cho nên mới nói, cái tên này còn phải giữ lại một thời gian. Đi đâu, hơn mười mấy cường giả trấn Ma Ti hừ lạnh, đồng loạt xông lên. Đi tới chỗ bà nội các người, Triệu Bân búng tay một cái phóng ra bùa lôi quang nổ vang khắp trời, đây là bùa chú cấp huyền dương. Bắn ra lôi quang hết sức chói mắt, chủ yếu còn là bởi vì số lượng bùa mà hắn phóng ra quá nhiều, khiến cho tất cả cường giả trấn Ma Ti đều bị mờ mắt. Chỉ cần bọn họ mờ mắt một khắc thì cũng đã đủ để cho Triệu Bân thoát thân, chuồn ra khỏi khu rừng. Đuổi theo. Tử đô rít lên, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, sao hắn ta có thể cam tâm để cho Cơ Ngân chạy mất. Gầm. Hơn 10 con thú cưỡi hắc hổ gầm giống đuổi theo, ầm ầm chấn động. Triệu Bân không hề ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ dùng thêm một ít bùa tốc hành rồi phóng thẳng về hướng núi bất tử, một khi đã đến địa bàn của hắn thì cho dù là trấn Ma Ti hay hoàng ảnh vệ cũng đều sẽ bị trói chết bên trong. Ầm, ầm. Bên trong rặng núi hoang vắng bỗng vang lên tiếng ầm ầm. Triệu Bân chạy trốn thẳng một đường, đám người tử đô cũng đuổi theo thẳng một đường. Nơi này chỉ còn cách núi bất tử hơn 100 dặm. Với sức mạnh của đôi chân,
Triệu Bân đã sớm đến nơi, ngay lập tức phóng vào trong như một tia chớp. Đám người Tử Đô khí thế mãnh liệt đuổi theo, tất cả cũng đều đã hùng hổ phóng vào trong núi. Người đâu, đón khách. Triệu Bân chu lên một tiếng hết sức khí phách, vang vọng khắp núi Bất Tử và thành Thiên Thu. Tiếng chu của hắn đã khiến cho đám người Tử Đô ngẩn ra. Chỉ trong chớp mắt mà đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân đâu nữa, chỉ có quỷ mới biết hắn đã chạy đi đâu. Bảo bối à, sao bây giờ mới tới? Trong thành Thiên Thu, một nhóm người đã đi ra, cảnh giới địa tạng ngoại trừ các trưởng lão thì tất cả những người khác đều đã đi ra ngoài xem, ai cũng đang ăn cơm, hơn nữa ai cũng đều bật cười vui vẻ. Không phải là mê tung trận chứ? Bên này, đám người Tử Đô đều đã lạc đường. Bốn phương tám hướng đều chìm trong sương mù. Nơi đây chính là núi Bất Tử, trước giờ bọn họ đi qua đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy mê tung trận cơ mà. Bây giờ ngay cả cường giả cảnh giới địa tạng cũng không thể nhìn thấu mắt trận, như vậy cũng đủ thấy cấp bậc của mê tung trận này cao đến mức nào. Lạc đường vẫn chưa phải là vấn đề lớn nhất lúc này là bọn họ còn lạc cả nhau nữa. Trong một lúc lơ đãng, Tử Đô bất giác quay đầu lại thì đã chẳng còn thấy ai nữa. Hơn mười mấy cường giả chấn ma ti đi cùng hắn ta cũng đã lạc mất chủ tử. Lần này, đến lượt ta. Triệu Bân và ma tử đã gặp nhau, một người mang theo kiếm mà còn một người mang theo lang nha bổng. Người vừa nói chính là Triệu Bân, cây lang nha bổng to lớn đen xì mà hắn đang cầm trông hết sức dọa người. Mặc dù trông vẫn chưa khí thế bằng man đằng to con nhưng nếu muốn đánh người thì vẫn rất tốt, rất vang. Kiềm chế chút đi, đừng có mà đánh hắn ta chết. Ma tử nhấp một ngụm rượu rồi nói. Ta tự biết ra tay đúng mực, Triệu Bân phất tay áo nói. Người đâu, đi đâu hết rồi? Có thể nghe rõ tiếng kêu la hoang mang của Tử Đô cách đó không xa. Triệu Bân và ma tử đã ngay lập tức chạy tới. Địa tạng đấu với địa tạng, huyền dương đấu với huyền dương mà thôi. Bọn họ vẫn rất có võ đức. Á! Đáp lại Tử Đô là một tiếng kêu la thảm thiết. Cường giả ma gia cũng ra tay hết sức mau lẹ, bọn họ sớm đã khai hỏa chiến đấu với đám cường giả chấn ma ti nhưng không hề tung ra sát chiêu, tất cả những người này đều là con tin, đều có thể dùng để đổi bạc. Tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên khiến cho Tử Đô cau mày thật chặt. Bên trong dạng núi Bất Tử tà hồ này vẫn còn có một số lượng lớn cường giả khác sao? Ồ, đây không phải là Tử Đô hay sao? Trong lúc hắn ta đang quan sát thì ma tử đã cầm kiếm ma bước ra với nụ cười dài trên môi. Thấy vậy, Tử Đô ngay lập tức nhíu mắt lại lẩm bẩm, thánh tử ma gia. Tử huynh quả nhiên có kiến thức rộng rãi, ta. Ma tử còn chưa kịp nói xong thì Triệu Bân đã nhảy ra ngoài. Tử Đô nghe động tĩnh thì ngay lập tức xoay người lại, đập thẳng vào mặt hắn ta lúc này là một cây lang nha bổng đánh bốp một cái khiến cho hắn ta không kịp phản ứng. Đầu óc ông quay cuồng. Đánh ta, cho ngươi đánh ta. Triệu công tử tức giận đến mức còn đập đi đập lại thêm 2-3 lần nữa. Tử Đô bị đập tới mức trợn mắt, thân thể lảo đảo giống như người say rượu rồi đập đầu xuống đất, cũng giống như Ngô Khởi lúc trước, lúc này thân thể của hắn ta đã co quắp, máu trong miệng trào ra giàn giụa. Trước khi chìm vào mê man thì hắn ta cũng đã hiểu ra được một điều. Như thế nào là đón khách? Đây chính là đón khách. Mà hắn ta cũng chính là vị khách cần đón kia. Ma tử thở dài thu kiếm ma lại. Triệu Bân cũng thu lang nha bổng lại. Hai nhân tài ngồi xổm trên mặt đất lục soát thân thể của Tử Đô, ai bảo hắn ta là thiếu chủ của một gia tộc lớn chứ? Toàn thân hắn ta đều là bảo bối, đặc biệt là thanh kiếm của hắn ta, ngay cả Triệu Bân cũng không thể nhìn ra nguyên liệu đúc nên thanh kiếm đó, chỉ biết đó là một loại huyền thiết không tầm thường mà thôi. Thánh tử bá khí. Bên ngoài thành cổ lại vang lên tiếng hô lớn khác, người của ma gia đã chạy ra đón các anh hùng trở về, thánh tử mà bọn họ nói đến cũng không chỉ có ma tử mà còn có Triệu Bân. Ma tử, Phượng Vũ, đại trưởng lão ma gia cùng các cường giả ma gia từ lâu đã quán triệt tư tưởng, bọn họ hết sức cảm kích Triệu Bân, thậm chí bọn họ cũng đã xem Triệu Bân là một đầu lĩnh. Thường thôi. Triệu Bân và ma tử nghiêm túc nói. Mỗi khi hai người nói ra hai chữ này thì luôn tỏa ra hào quang chói mắt. Cầm lấy rồi chia cho mọi người đi. Sau khi vào thành, Triệu Bân liền lấy ra bùa chữ vật.
Huyễn Mộng mỉm cười nhận lấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết bên trong đó có không ít tài nguyên tu luyện. Trên một cây cổ thụ cao, đám người Tử Đô đã bị treo lên, đang đung đưa theo gió. Lại thêm 5.000 vạn lượng. Ma Tử vươn tay ra vuốt ve Tử Đô nhẹ nhàng như đang vuốt ve. Thê tử. Lại thêm một khoản tiền có thể rút, Triệu Bân cũng đang vuốt ve Tử Đô như thể đang vuốt ve. Bảo bối. Lời nói của hắn hết sức thâm ý. Ý tứ của hắn chính là, kẻ này chỉ cần bắt trói thêm vài lần thì muốn đòi bao nhiêu tiền chuộc mà chẳng được. Vuốt ve một lúc thì hắn lại thi triển thuật soát hồn. Bí pháp này không khó học, hắn đã xem sơ qua cho nên bây giờ có thể thử nghiệm với Tử Đô, nói không chừng còn có thể khai thác được nhiều bí mật hữu ích từ hắn ta. Các gia tộc lớn chắc chắn có che giấu rất nhiều bí mật kinh thiên động địa. Đáng tiếc, thuật soát hồn không có hiệu quả. Triệu Bân không tin bí pháp lại không có tác dụng cho nên ngay lập tức thi triển thuật soát hồn lên mười mấy cường giả trấn ma ti còn lại. Nhưng linh hồn của hầu hết mọi người đều đã bị khắc chế bởi một loại cấm chế nào đó ngăn cản việc soát hồn, hoặc có lẽ do sự lĩnh hội của hắn đối với thuật soát hồn vẫn còn quá nông cạn, cần có thêm nhiều thời gian tôi luyện. Nghỉ một ngày rồi ngày mai đi thu tiền. Triệu Bân phất tay áo nói, sau đó đi về phía ngọn núi của Triệu gia. Hắn vừa đi vừa quan sát mọi nẻo đường, hầu hết người của ma gia đều đang bận rộn chế tạo linh kiện, vẽ bùa chú, luyện công, hấp thu linh khí. Khi thấy hắn đi ngang qua, tất cả đều tỏ vẻ kính trọng. Sự kính trọng này trước kia bọn họ chỉ thể hiện với thánh tử, thánh nữ cùng các trưởng lão, bây giờ lại có thêm Triệu Bân. Ngoài sự kính trọng thì đó còn là lòng biết ơn. Nhớ về những ngày tháng liên tục bị săn đuổi bên ngoài khiến cho bọn họ không khỏi xót xa. Chính Triệu Bân đã cho bọn họ một chỗ ở yên ổn, ít nhất thì bọn họ đã không còn phải chạy trốn nữa. Nghe nói ngươi đã giở trò trêu ghẹo Lăng Phi ở Thiên Tông hả? Lăng Phi không biết từ đâu phóng ra lắc lắc cái đầu nhỏ hỏi với nét mặt gian tà. Rất lớn. Triệu Bân nói đầy ẩn ý, hắn đang ám chỉ Cửu Vĩ Tiên Hồ. Nhưng Lăng Phi nghe thì không nghĩ vậy. Cho dù vẻ ngoài của Lăng Phi chưa trưởng thành nhưng não của nó thì vẫn rất to, vừa nghe Triệu Bân nói thì trong đầu của nó đã viết được ra hẳn một cốt truyện dài đầy ẩn ý. Triệu Bân cũng lười nói nhảm với Lăng Phi. Khi đi ngang qua một đỉnh núi, hắn đến thăm U Lan, cô ta đã ngủ một giấc dài, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ thấy một vầng hào quang đang bao bọc lấy thân thể mềm mại của cô ta, huyết mạch đặc biệt vẫn đang diễn hóa cực mạnh bên trong cơ thể. Sau đó hắn đã xuất hiện trên ngọn núi của Triệu gia. Hắn đứng lẳng lặng phía trước phủ đệ Triệu gia. Tòa phủ đệ này đã được Triệu gia xây dựng rất cẩn thận. Giống hệt như phủ đệ Triệu gia cũ trong trí nhớ của hắn, khiến cho hắn ảo tưởng rằng mình vẫn đang ở thành Vong Cổ. Hắn chỉ mới xa quê hương có mấy tháng mà giống như đã xa quê hương cả trăm năm vậy. Cuộc sống xa quê hương cũng không quá tệ, nhưng thật tiếc khi cả bố và mẹ của hắn đều không có ở đây. Tam ca về nhà rồi, Triệu Xuyên lên tiếng gọi. Về nhà rồi, Triệu Bân mỉm cười bước vào tòa phủ đệ. Như có thể thấy từ bên ngoài. Tòa phủ đệ này giống tòa phủ đệ cũ y như đúc, có biệt huyền của bố, khuê phòng của mẹ và căn phòng cũ của hắn. Phòng ốc, mái ngói, đình viện, tất cả dường như đều được sao chép một cách hoàn hảo, bài vị tổ tông đều đã được thờ phụng trở lại bên trong từ đường yên tĩnh của Triệu gia. Ăn cơm thôi. Mọi người của Triệu gia đang bày tiệc ở ngoài vườn. Khung cảnh thật ấm áp. Người của ma gia chưa tới quấy rầy, hiếm khi mới có thời gian yên bình. Khi màn đêm buông xuống, Triệu Bân đứng dậy rời bàn về phòng, trước khi đi còn để lại rất nhiều tài nguyên tu luyện cho Triệu gia, đủ để dùng trong mấy tháng, sau này sẽ còn có nhiều hơn nữa. Hắn lấy ra chiếc giường băng ngọc, bố của hắn đang nằm ngủ yên ở bên trên. Hắn lại lấy ra quan tài băng ngọc, vợ của hắn cũng đang nằm ngủ yên ở bên trong. Chắc là do quá mệt cho nên hắn cũng đã ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng giấc ngủ của hắn không được yên bình. Hình như hắn đã gặp ác mộng khiến cho hàng lông mày của hắn cau chặt lại, thỉnh thoảng còn đau đớn nhăn mặt, ngoài ra hắn lại lẩm bẩm một câu nói mơ, luôn luôn là một câu vĩnh hằng thiên kéo dài rất lâu không tiêu tán. Hắn gặp ác mộng mà trạng thái của Nguyệt Thần cũng không tốt. Cô ta đang chéo chân nằm trên mặt trăng lắng đọng lại hồn thể, xung quanh hồn thể được bao phủ bởi một lớp sương mù mơ màng. Đôi lông mày xinh đẹp của cô ta còn cau chặt hơn lông mày của Triệu Bân lúc này. Cô ta là thần cho nên về cơ bản không thể mơ,
nếu như cô ta mơ thì đó chính là một lời tiên đoán. Không biết cô ta đã mơ thấy gì, chỉ biết nét mặt của cô ta trông rất đau đớn. Phá! Khẽ quát một tiếng, cô ta mở to mắt. Ngay lúc đó cô ta cũng đứng dậy nhìn vào hư không, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại thành một đường thẳng, cô ta không cảm nhận sai. Trong bóng tối chắc chắn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ta, hoặc cũng có thể nói là đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Xem ra kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào Triệu Bân thì đúng hơn, chỉ vì cô ta đang ở trong ý thức của Triệu Bân mới có thể mơ hồ nắm bắt được. Triệu Bân là phàm nhân cho nên tất nhiên là không thể nhận thức được, nhưng cô ta là thần, cảm giác của cô ta không bao giờ sai. Quan sát một lúc, cô ta bỗng nhìn thấy một luồng ánh sáng vĩnh hằng. Nguyệt thân lại nhìn thấy thứ không nên thấy cho nên liên gặp phải phản vệ đáng sợ, hai mắt của cô ta chảy máu giàn giụa, từng giọt máu mà cô ta chạy ra tất nhiên là từng luồng hôn lực mà cô ta vất vả lắm mới có thể tích góp được. Bây giờ chúng cứ chạy ra ngoài liên tục khiến cho hôn thể của cô ta cũng trở nên vặn vẹo, dường như sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Cô ta không hề động lòng, chỉ nhìn ánh sáng vĩnh hằng. Vì ánh sáng đó mang lời chúc phúc của thần. Triệu Bân không nhìn thấy được nhưng cô ta lại có thể nhìn thấy. Mà bây giờ, ngoài ánh sáng vĩnh hằng, còn có thêm một tia sáng khác nữa. Ánh sáng đó còn chói mắt hơn, khiến cô ta lóa cả mắt. Cô ta chưa bao giờ kinh ngạc như giờ phút này, ánh sáng thứ hai cũng là vĩnh hằng, dường như trường tồn mãi mãi. Nguyên rủa của thần linh. Cô ta lẩm bẩm, chỉ có mình cô ta có thể nghe thấy. Hai tia sáng vĩnh hằng. Một tia là lời chúc phúc, tia còn lại là lời nguyền làm tâm trạng Nguyệt Thần rối loạn. Cô ta rất muốn biết, rốt cuộc Triệu Bân có lai lịch như thế nào mà lại khiến cho hai vị thần tối cao. Không ngại ngần vượt thời không như thế. Ngươi có bản lĩnh đấy. Đến cả ta cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Nguyệt Thần ngửa mặt lên, hai mắt nhắm nghiền lại, cô ta đã không nhìn thấy gì nữa, nơi khóe mắt còn có cả hồn lực chảy ra. Cô ta đang nói với vị thần đã gửi lời chúc phúc, lời chúc của thần không thể chống lại lời nguyền rủa của thần, mà Nguyệt Thần cô ta thì bắt buộc phải cùng tham chiến vì nó, cô ta phải giúp đỡ thần chúc phúc, cùng nhau chống lại thần nguyền rủa. Gào, gào. Giống như những gì cô ta dự đoán, chúc phúc và nguyền rủa đã khai chiến, cả hai biến thành rồng, bám giết lấy nhau mà đánh. Mặc dù cuộc chiến đẳng cấp này diễn ra trong tư tưởng của Triệu Bân nhưng nó cũng diễn ra trong hư vô. Cũng chính vì diễn ra trong hư vô nên mới giảm đi uy lực vốn có của nó. Nếu không thì chỉ cần một chút tàn dư sóng thôi cũng đủ khiến Triệu Bân chết cả vạn lần rồi. Biển người mênh mông, chúng sinh lấp lấp, sao ta cứ phải chọn ngươi, Nguyệt Thần lẩm bẩm rồi lại than thở. Dù là bị gài vô thế, cô ta vẫn phải ra chiến đấu, vì nếu Triệu Bân mất mạng thì cô ta cũng sẽ hồn tiêu phách tán theo. Cô ta vừa dứt lời thì mặt trăng dưới chân liền biến thành một thanh kiếm ảo. Cô ta cầm kiếm xông lên, hóa thân trong ý thức hư ảo. A! À, Triệu Bân hừ lên một tiếng khó chịu, một vệt máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra. Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Thống soái nhân đạo cuối cùng sẽ thật sự mở ra truyền thuyết vĩnh hằng. A! À, Triệu Bân hét lên rồi ngồi bật dậy. Có lẽ vì ngủ quá lâu hoặc cũng có thể vì gặp ác mộng quá dài nên sau khi ngồi dậy cả ba, 4 phút rồi mà tinh thần của hắn vẫn cứ lơ mơ. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì hắn mới bất giác giơ tay lên, sờ lên khóe mắt và cảm giác hơi ướt, chắc đó là vệt nước mắt, tim hắn vẫn còn thoáng đau nhói từng cơn. Hắn đã quên sạch những gì mình đã mơ, chỉ có 3 chữ trời vĩnh hằng là cứ bám giết lấy hắn như cơn ác mộng mà thôi. Mình bị gì thế này? Triệu Bân lẩm bẩm, vỗ mạnh lên ngực, không biết bắt đầu từ khi nào, cứ cách 3, 4 ngày là hắn lại nằm mơ. Sau khi gặp ác mộng thì cả người đều kiệt sức, lần này còn yếu ớt hơn nữa, sắc mặt tái nhợt, hơi thở nặng nề, khóe miệng còn chảy máu tươi giống như vừa trải qua một trận hỗn chiến, cũng không biết mình đã bị thương ở đâu. Rõ ràng không nhớ mình đã mơ thấy gì nhưng lại có cảm giác rất muốn khóc. Tú Nhi, ta, Triệu Bân vẫn chưa dứt câu thì đã ngây ra, ngỡ ngàng nhìn vào ý thức của mình. Không thấy đâu nữa, không còn thấy Nguyệt Thần đâu nữa. Mặt trăng đó cũng không còn nữa. Đi đâu mất rồi? Triệu Bân đứng dậy, cố hết sức nhìn khắp ý thức và chắc chắn không phải Nguyệt Thần bế quan, nữ thần đó đã tự dưng biến mất rồi, hắn cảm thấy khó hiểu khi không thể tìm thấy được tung tích của cô ta trong ý thức. Đi rồi sao? Triệu Bân tự hỏi bản thân,
cảm thấy suy đoán đó rất có khả năng. Chính vì chắc chắn như vậy nên hắn mới thấy trống trải trong lòng, có cảm giác hụt hẫng không rõ nguyên nhân, đi mà cũng không nói một tiếng nào thế. Mặc dù cô ta luôn thích gài hàng hắn nhưng lại đối xử với hắn khá tốt, nếu như không có Nguyệt Thần thì đã không có hắn ngày hôm nay rồi, hắn thật lòng cảm kích cô ta. Nói đi là đi ngay, cũng không thèm nói lời tạm biệt nữa. Triệu Bân lẩm bẩm một mình, nói thật lòng, hắn cảm thấy không quen chút nào. Cảm giác đó giống như mất đi một người thân, cứ như người mất hồn. Tam ca. Triệu Xuyên đến, nhìn thấy Triệu Bân ngồi ngây ra một mình thì gọi thử một tiếng. Triệu Bân giật mình, mỉm cười, đáp lại, ta đã ngủ bao lâu rồi? 3 ngày, Triệu Xuyên nói sự thật. Hèn gì ta nói, sao cứ mơ mơ màng màng thế chứ, Triệu Bân xoa chân mày. Âm, bùm. Lúc họ đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, nghe có vẻ như có người đang đánh nhau. Triệu Bân nghe thấy thì kết nối với tầm nhìn của phân thân. Đập vào mắt hắn là 2 bóng người, U Lan và Phượng Vũ. Triệu Bân nhìn thấy thì lại xoa xoa chân mày. Nhìn đi, không thể nào tin lời nói của phụ nữ được. Hôm đó Phượng Vũ nói sẽ không sao, vậy mà khi gặp vẫn đánh nhau. Ầm, bùm. Lúc hắn nhìn thì tiếng động càng mạnh bạo hơn. Rất nhiều người nhà họ Ma tập trung đến, cũng có rất nhiều người khuyên răn đừng đánh nữa. Không ai khuyên thì còn đỡ, có người khuyên thì U Lan và Phượng Vũ lại càng đánh dữ hơn. Một người là thánh nữ của nhà họ Ma, một người là sát thủ của La Sinh Môn, một cô thì phát cuồng, một nàng thì ma hóa, không ai thua ai. Ma tử cũng có ở đó, hắn ta đang đứng đó xem kịch. Sao lại không khuyên giải hả, Triệu Bân đến và vỗ nhẹ lên người ma tử. Muốn khuyên thì ngươi đi mà khuyên đi, ma tử vuốt máu mũi. Triệu Bân tiến lên phía trước thì mới thấy mặt mũi ma tử bầm tím, hai bên má đều có dấu bàn tay đỏ ửng, nhìn kích thước của bàn tay đó thì rõ ràng là tay phụ nữ, nhỏ nhắn và thon thả. Làm người ấy mà, tốt hơn vẫn nên an phận một chút, ma tử nói với vẻ đầy cảm xúc. Dù muốn khuyên răn cũng phải xem đối tượng. Như U Lan và Phượng Vũ, khi bọn họ đánh nhau thì tốt nhất đừng chen vào. Giống như hắn ta, có lòng tốt đi khuyên bảo, mà mỗi cô lại cho hắn ta một bạt tai khiến đầu óc đến giờ. Chậc, Triệu Bân không đồng tình, chạy qua khuyên, đừng đánh nữa. Bụp, bụp, xong xuôi, hắn quay lại thì hai bên má cũng có thêm 2 dấu tay. Con người ấy mà, tốt hơn hết vẫn nên an phận một chút. Triệu Bân lau máu mũi và cũng nói câu đó đầy cảm xúc. Người của La Sinh Môn đều đáng chết. Hủy đi Ngọc Thanh Linh của ta, ta sẽ tính hết cả thù cũ nợ mới. Càng lúc càng có nhiều người vây đến, còn U Lan và Phượng Vũ thì đánh nhau càng lúc càng dữ dội. Đừng nói gì đến Triệu Bân, đến cả ma tử cũng không biết giữa hai người họ có ân oán gì, chỉ biết trước khi Phượng Vũ làm thánh nữ của nhà họ ma thì hai người họ đã có thù hằn và cũng đã đánh nhau mấy trận rồi. Cứ gặp nhau là choảng, mà mỗi lần là đánh đến mấy trăm hiệp. Ai mà cưới hai người họ thì phải khổ sở biết chừng nào, Lăng Phi cũng đã đến, không ngừng suýt xoa. Nó vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Bân. Ma tử cũng hùa theo, liếc mắt nhìn sang Triệu Bân. Triệu Bân chỉ lo dụi mắt, hắn bị ăn 2 cái tát nên mắt cũng nổi đom đóm theo rồi. Lên giường thì chuyện sẽ thế nào? Lăng Phi lại tưởng tượng, nó vuốt cằm, trí tưởng tượng bay rất xa. Người giỏi đánh như Triệu Bân chắc cũng không chịu nổi, vẫn nên tìm một chiếc giường chắc một chút, nếu không thì dễ sập giường lắm. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, U Lan và Phượng Vũ lại tấn công nhau mãnh liệt. Sau cú đánh đó, Phượng Vũ đột nhiên dừng lại, đồng thời lập tức thu lại kiếm uy vừa mới đâm ra, hơi nheo mắt lại nhìn U Lan. Cô ta hành động như vậy là vì lúc này U Lan đã rất thê thảm. Thê thảm đến mức nào? Huyết mạch vốn dĩ cuồn cuộn đã trở nên vô cùng yếu ớt, khuôn mặt hồng hào cũng trắng bệch như giấy, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống trên gò má. Không phải bị thương, mà là trúng độc, Phượng Vũ hơi trao đôi mày thanh tú lại. U Lan rên lên một tiếng, lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống đất. Có lẽ vì quá lạnh nên cả người cô ta đều run lên, vô cùng đau đớn, đôi mắt xinh đẹp đó cũng trở nên lờ đờ. Nỗi đau khi bị hàng vạn con sâu đang gặm nhấm cơ thể đã khiến cô ta không còn phân biệt được thực và ảo nữa. Đã đến nước đó rồi, đương nhiên là Phượng Vũ cũng không thể đánh tiếp được.
U Lan, Triệu Bân đã tiến về trước. Giết, giết ta đi. U Lan tựa trong vòng tay của Triệu Bân, nói một cách yếu ớt. Đối với cô ta thì có lẽ chết sẽ là một cách để giải thoát, được chết trong tay của Triệu Bân cũng không tồi. Ta sẽ cứu cô, Triệu Bân truyền chân nguyên vào trong cơ thể cô ta, giữ vững tâm mạch cho U Lan. Sắc mặt của hắn rất khó coi, quen biết cô ta lâu như vậy rồi, mới biết trong người U Lan có độc, hơn đến nay nữa đã ăn sâu vào xương tủy, nghĩ thôi cũng biết đau đớn thế nào. Phượng Vũ đã ngồi xổm xuống, bắt mạch cho U Lan. Đánh nhau thì đánh nhau, chẳng qua cũng chỉ là để xả giận một chút thôi, vào lúc quan trọng thì họ không thể nào đùa được. Đến khi cô ta rút tay về lại thì mới chau mày, nhìn U Lan và nói, cô đã trúng loại độc gì? U Lan không nói gì, không phải vì không muốn nói mà là vì cô ta cũng không biết. Đấy là vận mệnh của một sát thủ. Hễ là người của La Sinh Môn, ngoại trừ chủ nhân của La Sinh Môn, ai cũng bị ép uống một loại thuốc độc. Không ai biết đó là độc gì, chỉ biết một khi uống loại độc đó vào sẽ bị nghiện, cần phải định kỳ dùng thuốc giải. Nếu có thuốc giải thì đỡ, không có thuốc giải thì cảm giác sẽ như bị hàng vạn con trùng cắn xé cơ thể, sống không bằng chết. Trên đời này chỉ có mình chủ nhân của La Sinh Môn là có thuốc giải. La Sinh Môn là như vậy, dùng thuốc độc để khống chế sát thủ của mình, nếu như ngoan ngoãn nghe lời và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó đúng hạn, sát thủ sẽ lấy được thuốc giải, còn nếu không nghe lời hay không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ không có thuốc giải, các sát thủ của La Sinh Môn đều biết rõ sự đau khổ khi không có thuốc giải. Chắc là độc chỉ có La Sinh Môn mới có, mà Tử Hạ giọng nói. Tất cả các cao thủ của Ma Gia, bao gồm cả hắn ta đều lần lượt đến xem, nhưng ai cũng lắc đầu, không có cách nào. Nếu như đã là độc thì phải dùng đúng thuốc mới được, còn không biết là độc gì thì giải độc cái nỗi gì. Đáng chết thật. Triệu Bân lạnh lùng hét lên, truyền thêm chân nguyên vào. Là do hắn biết quá trễ, trước đây chỉ biết mỗi khi trăng tròn là U Lan lại phát cuồng, nhưng không biết trong người cô ta còn có kịch độc, nhất định Nguyệt Thần biết, nhưng tiếc là hắn đã không hỏi. Giờ rất muốn hỏi nhưng Nguyệt Thần đã đi rồi, là do hắn đã đánh giá thấp La Sinh Môn. Soạt. Đại trưởng lão của nhà họ Ma cũng đã đến, ông ta nhìn thấy cảnh tượng đó thì trao chặt mày. Ông ta cũng tiến về trước bắt mạch cho U Lan, không có ai ở đó làm ồn, đại trưởng lão có nhiều kinh nghiệm, chắc sẽ biết được là loại độc gì. Một lúc lâu sau mới thấy ông ta rút tay về. Cô ta trúng phải độc gì thế? Lăng Phi nhỏ tiếng hỏi. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua. Chuyện này thì phải hỏi chủ nhân của La Sinh Môn rồi. Đại trưởng lão Ma Gia hít một hơi thật sâu, người từng trải nhiều như ông ta mà cũng không biết là loại độc gì, dù là Đại Hạ Hồng Uyên thì chắc cũng không nhận ra được, nếu như ai cũng có thể tìm ra thì e rằng La Sinh Môn đã phải giải tán từ lâu rồi. Vậy thì khó rồi, Lăng Phi tằng hắng. Giết, giết ta đi, U Lan nắm chặt lấy Triệu Bân, giọng nói khàn đặc. Đại trưởng lão nhà họ Ma thở dài, cưỡng chế đóng băng U Lan, phải đóng băng cô ta, nếu không thì cô nhóc này rất khó vượt qua nổi, độc tố đã ăn sâu vào xương tủy, một khi phát tác thì thật sự còn khó chịu hơn cả chết. Ta sẽ cứu cô. Triệu Bân vừa nói, vừa dùng một luồng kiếm khí cắt cánh tay trắng nõn của U Lan, máu chảy được một chén thì gom lại thành một cụm lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Tiếp đó, hắn dùng lôi điện, tôi luyện hết mức, máu tươi được luyện thành cho. Chỉ còn lại một tia khói đen, đấy chính là loại độc đáng sợ đó. Độc đã ăn sâu vào xương tủy của U Lan, mỗi một giọt máu trong cơ thể cô ta đều tiềm ẩn chất độc đáng sợ, bây giờ được luyện ra. Triệu Bân chỉ có thể làm được đến đấy, hắn không thể giải được độc cho U Lan, sở dĩ luyện độc ra, đương nhiên là có dụng ý. Không thể nhìn ra được. Các lão tiền bối nhìn tới nhìn lui nhưng ai cũng lắc đầu. Triệu Bân nhìn một lúc thì nuốt chút độc đó. Này! Mọi người vừa muốn ngăn hắn lại nhưng đã muộn rồi, thái độ ai cũng rất quái dị. Độc của U Lan còn chưa được giải mà ngươi lại còn gây thêm rắc rối, dù chỉ là một tia khói độc nhưng cũng sẽ phát triển dần lên trong cơ thể. Triệu Bân không nói gì, chỉ lim dim mắt. Đầu óc tên này có vấn đề rồi, Lăng Phi giật khóe miệng. Cũng có thể là bị lừa đá, mấy lão tiền bối đều nói. Hắn muốn lấy thân mình thử độc. Mà Tử thản nhiên nói, vẫn là hắn ta hiểu Triệu Bân nhất. Hắn ta vừa nói ra thì tất cả mọi người đều chau mày.
chỉ có Triệu Bân mới nghĩ ra được việc lấy thân thử độc. Độc của La Sinh Môn làm gì dễ thử ra được như thế, vậy là đang đùa với tính mạng của mình mà. Ma Tử đoán không sai. Đúng thật là Triệu Bân đang dùng thân mình để thử độc, có lẽ những người khác không thử ra được nhưng hắn thì khác, mặc dù hắn không phải luyện đan sư nhưng lại có hiểu biết không kém gì luyện đan sư, không đích thân cảm nhận thì sao có thể tìm được thuốc giải. Nếu như Nguyệt Thần vẫn còn ở đây thì nhất định sẽ rất bình thản, với thiên phú của Triệu Bân, không khó để tìm ra được thuốc giải, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, dù sao vẫn tốt hơn là đi tìm chủ nhân của La Sinh Môn. Nếu như U Lan vẫn còn tỉnh thì nhất định sẽ cảm động đến rưng rưng nước mắt. Cô ta chỉ là một sát thủ, không ai để tâm đến sự sống chết của cô ta, nhưng Triệu Bân thì lại liều mạng cứu cô ta. À, U Lan bị đóng băng còn Triệu Bân thì lại hừ lên khó chịu. Hắn đã hấp thụ chất độc và nó thật sự đang phát triển, chỉ mới có 3-4 giây mà đã lan ra khắp tứ chi trăm cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Tiếp sau đó là cơn đau giống như bị hàng vạn con trùng gặm nhấm cơ thể. Hắn đã quen với nỗi đau luyện thể nhưng vẫn không chịu đựng nỗi mà phải hét lên, đấy chỉ mới là một tia khói độc thôi mà đã đau đớn đến mức đó rồi, nghĩ thôi cũng biết, nỗi đau khi bị chất kịch độc ăn sâu vào xương cốt. Hèn gì U Lan lại một mực muốn chết, nỗi đau đớn dày vò như thế thì chết là một loại giải thoát. Gan đấy! Các cao thủ nhà họ Ma đều chật lưỡi, đến độc của La Sinh Môn mà cũng dám nuốt. Triệu Bân đúng là một thanh niên cứng, mặc dù không biết Triệu Bân và U Lan có quan hệ gì với nhau, nhưng chỉ với hành động này thôi thì cũng đủ để nể phục rồi. Người giàu tình cảm đều là người có nghĩa khí. U Lan đóng băng được đặt lên chiếc giường băng. Triệu Bân thì đang bắt tay vào việc chu du trên những đỉnh núi, đau thì có đau đấy nhưng hắn có thể chịu được, chủ yếu là do tư chất của hắn quá mạnh mẽ, có vạn pháp trường sinh quyết, độc dược không thể giết chết được hắn. Nhưng trường sinh quyết không thể tiêu diệt được độc, có thêm tẩy tủy dịch cân kinh cũng rất khó loại trừ hẳn, độc này rất quỷ dị. Cảm giác có thích không, Ma Tử chọc chọc Triệu Bân. Hay là ngươi cũng thử xem, Triệu Bân tùy ý nói. Thôi bỏ đi, đó đâu phải là thê tử nhà ta, Ma Tử nói đầy ẩn ý. Triệu Bân liếc mắt nhìn hắn ta, nói như ngươi thì đây cũng đâu phải thê tử nhà ta. Nếu ta cũng trúng độc, ngươi có thử không? Huyễn Mộng cũng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp.